Các bạn mến, bản dịch của truyện đã dừng 2 tháng rồi, nay mình tìm thấy một bản cân vớt của truyện. Nếu các bạn thấy được thì mình đăng tiếp, bản cân vớt thì đã full. Khi người dịch biên tập, họ thay đổi tên nhân vật, và nhiều từ nữa, các bạn có thể đề xuất mình sửa lại. Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 40. Diệp Quân Lâm cái tên này tựa như đạn pháo đánh xuống. Đem ở đây tất cả mọi người đánh cho thương tích đầy mình. Sợ nhất vẫn là Hắc Thủy công ty những người kia. Bọn hắn biết Diệp Quân Lâm là số một cừu địch. Bây giờ gặp gỡ, không có chuyện tốt. Cửu Châu Huyền Tôn tham kiến thiên bảng thứ nhất Diệp tiên sinh. Cửu Châu Huyền Tôn khom mình hành lễ. Toàn trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Va chạm tiên sinh, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Luận niên kỷ, Cửu Châu Huyền Tôn đã sớm trên 100 tuổi. Còn không phải phải ngoan ngoãn phải tại Diệp Quân Lâm trước mặt hành lễ. Đây là đối cường giả tôn kính. Không liên quan tới cái khác. Hắn còn phải cho Diệp Quân Lâm xin lỗi, khẩn cầu tha thứ. Không phải lấy Diệp Quân Lâm thực lực, giết hắn cũng liền giết. Áo vải sát thần không phải liền là ví dụ sao? Kim Cảng Đảo từ trên xuống dưới nhà họ Nhâm, gặp qua Diệp tiên sinh. Kim Cảng Đảo từ trên xuống dưới nhà họ Phương, gặp qua Diệp tiên sinh. Chấm. Kim Cảng Đảo những cái này các quyền quý, liên tiếp kịp phản ứng, một cái tiếp một cái hướng Diệp Quân Lâm hành lễ. Giữa sân chỉ còn lại Đổ Vương nhất tộc cùng Hắc Thủy công ty lúng túng không biết làm sao. Dù sao đôi bên đều là trực tiếp có mâu thuẫn xung đột, không giống như là những người khác hành lễ nói xin lỗi liền xong việc. Ta ta ta. Đổ Vương môi run lên, thân thể run rẩy kịch liệt. Nửa ngày đều chen không ra một câu. Bọn hắn quá khinh địch. Nếu là thật tốt tra một chút Diệp Quân Lâm thân phận, chẳng phải đều sớm biết Diệp Quân Lâm thân phận. Làm sao đến mức đến bây giờ tình trạng? Long Đằng Sơn Trang bị lật tung, tất cả cao thủ đều bị đánh bại. Còn đắc tội đại hạ thiên bảng đệ nhất. Hậu quả này đảm đương không nổi a. Diệp Quân Lâm nhìn về phía Đổ Vương nhất tộc cười nói, các ngươi còn có cái gì át chủ bài? Cứ lấy ra tới. Diệp Quân Lâm một câu dọa đến đám người là hồn bất phụ thể, như có gai ở sau lưng. Phù phù, phù phù. Bọn hắn một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía Diệp Quân Lâm dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp tiên sinh cầu ngài vòng qua chúng ta một lần đi. Chúng ta thực sự là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chúng ta là mù lòa, chúng ta có bệnh. Chấm. Đám người đau khổ cầu khẩn, đều muốn khóc ra thành tiếng. Bọn hắn liền sợ Diệp Quân Lâm một cái không vui vẻ, đem Hà gia cho diệt. Hà Dạ Tuyết cũng tiến đến phía trước, Diệp tiên sinh chỉ cần ngài đáp ứng bỏ qua Hà Gia, điều kiện gì chúng ta đều có thể đáp ứng. Nói đến phần sau, Hà Dạ Tuyết xấu hổ cúi đầu. Ý kia ai không rõ ràng. Điều kiện là chính nàng cũng có thể. Sớm một chút đem người giao ra tốt bao nhiêu, tội gì đến như bây giờ. Được rồi, ta đi trước gặp người đi. Diệp Quân Lâm vừa muốn xuất phát, lại nhìn thấy một bên Diêm Sâm bọn người. Hắc Thủy công ty đúng không hả? Cùng Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm có quan hệ đúng không? Lão tử mẹ hắn phiền nhất chính là các ngươi. Trở về nói cho Richard, nếu là lại để cho ta xem lại các ngươi tại đại hạ lắc lư. Ta thấy một cái giết một cái. Cút! Diêm Sâm các loại đám người dọa đến tè ra quần, vội vàng chạy khỏi nơi này. Còn liên cái gì nhân? Còn cái gì mỹ nhân? Mạng nhỏ đều kém chút không gánh nổi. Hắc Thủy công ty cùng với cùng hắn đến Tam Hưng tập đoàn cùng lỏng bên trên tập đoàn những người này, toàn bộ đều dọa chạy. Từ nay về sau, Kim Cảng Đảo chính là cấm kỵ của bọn hắn. Đánh chết cũng không dám đến. Diêm Sâm đang thoát đi ra Long Đằng Sơn Trang về sau, lập tức liên hệ Richard. Richard tiên sinh, Diệp Quân Lâm tại Kim Cảng Đảo, ta vừa mới gặp. Đối diện truyền đến Richard băng lãnh thanh âm, tốt, ta biết. Đây là cái trọng yếu tình báo. Chấm. Long Đằng Sơn Trang bên trong. Diệp Quân Lâm không nói hai lời. Trực tiếp hướng giam giữ bán tiên nửa quỷ địa phương đi đến. Căn bản không cần những người khác dẫn đường. Cái này khiến Đổ Vương bọn người càng phát ra kinh hãi. Hắn là làm sao biết người nhốt tại nơi này. Quá, quá thần kỳ đi. Oanh. Khi thấy Diệp Quân Lâm một quyền đem mật đạo đại môn oanh mở, Đổ Vương là hoàn toàn phục. Thiên bảng thứ nhất thật sự là không gì làm không được a. Những người khác càng là mắt trợn tròn. Bọn hắn cũng không biết, Diệp Quân Lâm làm thế nào biết.
đây cũng quá thần thông quảng đại đi. Sắp đến giam giữ nửa quỷ bán tiên địa phương, Diệp Quân Lâm đột nhiên cùng Đổ Vương hỏi, người tại sao phải đem hắn giam lại? Oanh! Vấn đề này vừa ra tới, Đổ Vương thân thể hung hăng run lên. Phảng phất vấn đề này với hắn mà nói cực kỳ khủng bố. Nói! Diệp Quân Lâm quát lớn. Đổ Vương lau mồ hôi lạnh, chỉ có thể đem hết thảy toàn bộ nói ra. Bán tiên nửa quỷ năng lực siêu quần, gần như quỷ thần. Hắn không giống với Cửu Châu Huyền Tôn loại này thuật pháp, hắn thuật pháp dùng cho phong thủy loại này. Chuyên môn cho người ta xem phong thủy, thay đổi khí vận cái này những thứ này. Lĩnh vực này bên trong, hắn liền như là bán tiên. Năm đó Đổ Vương cũng chẳng qua là một cái xuôi nam vô danh tiểu tốt, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng bước một lên. Ở trong đó cũng không có thiếu dựa vào bán tiên nửa quỷ, thay đổi vận thế đây đều là chuyện thường. Nhất là tại sòng bạc bên trong, những cái này rất là trọng yếu. Thế nhưng là nói Đổ Vương chế tạo ra khổng lồ đế quốc tài chính, cùng bán tiên nửa quỷ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Không chỉ là hắn, Kim Cảng đảo cái khác quyền quý đều dựa vào chính là bán tiên nửa quỷ. Bởi vì bọn họ thành công, đem bán tiên nửa quỷ đẩy hướng thần vị. Cũng chính là Diệp Quân Lâm tư liệu trông được đến, liên quan tới vị này thuật pháp đại sư vô cùng kỳ diệu hết thảy. Đổ Vương cùng các đại quyền quý đem bán tiên nửa quỷ đối đãi như thượng khách. Vốn cho rằng đôi bên chặt chẽ hợp tác dưới, sự nghiệp những cái này còn có thể nâng cao một bước. Làm sao biết đằng sau xảy ra chuyện? Phàm là dựa vào bán tiên nửa quỷ điều trị qua tất cả mọi người xuất hiện khác biệt trình độ trừng phạt. Các đại quyền quý hoặc là thân thể tàn tật, hoặc là người nhà gặp nạn, hoặc là sự nghiệp sụp đổ. Dần dần vấn đề nổi lên bốn phía. Nghiêm trọng nhất chính là Đổ Vương nhất tộc. Bởi vì bọn hắn từ bán tiên nửa quỷ nơi nào đạt được nhiều nhất, nhận trừng phạt cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Đổ Vương lão bà cùng tiểu thiếp, thậm chí có quan hệ tình nhân nhau nhau chết đột ngột. Đáng sợ nhất chính là Đổ Vương đời cháu bên trong, vậy mà không có một người là nam hài, tất cả đều là nữ hài. Đây cũng là Đổ Vương vì sao yêu thích nhất Hà Dạ Tuyết nguyên nhân. Bình thường loại này cấp gia tộc khác bên trong, khẳng định là nam hài càng thụ yêu thương. Thế nhưng là nam tính căn bản không có. Đây là đoạn tử tuyệt tôn xu thế. Tính cả Đổ Vương mình hai chân xảy ra vấn đề, cho tới bây giờ chỉ có thể dựa vào chống gậy chống đi đường. Từ chỗ nào về sau, phàm là cùng Đổ Vương có quan hệ nữ nhân, toàn bộ sẽ chết. Đổ Vương là cái si tâm hạt giống. Mặc dù nữ nhân rất nhiều, nhưng hắn yêu mỗi một cái. Nhưng các nàng gặp chuyện không may. Đổ Vương cực kỳ bi thương. Thẳng đến lúc đó, hắn mới hiểu được nguyên lai mời bán tiên nửa quỷ ra tay, thu hoạch chỗ tốt đồng thời, cũng sẽ gặp trừng phạt. Một câu, trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Nếu như có, ngươi nhất định phải đem đồ vật tới đổi. Đổ Vương minh bạch, hắn thu hoạch hết thảy thành tựu, hóa ra là dựa vào lão bà cùng gia tộc không có nam tính hậu nhân đổi lấy. Khoa trương một điểm nói, chính là Đổ Vương bị nguyền rủa. Kim Cảng đảo cái khác quyền quý cũng là như thế. Từ bán tiên nửa quỷ nơi nào đạt được chỗ tốt, liền phải tương ứng mất đi thứ trọng yếu nhất. Đạt được càng nhiều chỗ tốt càng lớn, mất đi cũng liền càng nghiêm trọng hơn càng trọng yếu. Phản phệ sau khi xuất hiện, bán tiên nửa quỷ trực tiếp rơi xuống thần đàn. Đổ Vương trong cơn tức giận, đem hắn vĩnh cửu giam lại, để hắn tối tăm không mặt trời sống ở dưới mặt đất, thẳng đến chết già. Sau đó, Đổ Vương liên hợp Kim Cảng đảo quyền quý đem tin tức khóa kín. Kỳ thật Đổ Vương cũng rất e ngại, hắn rất muốn một đao giết bán tiên nửa quỷ. Đáng sợ giết hắn, sẽ gặp báo ứng. Chỉ có thể giam lại. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm cũng liền minh bạch hết thảy. Đối với bực này việc lạ, Diệp Quân Lâm cũng không phải rất khiếp sợ. Bản thân tại đại hạ dân gian, bực này kỳ nhân dị sự liền không ít. Mấu chốt nhất chính là minh bạch một cái đạo lý, trên đời này không có vô duyên vô cớ thành tựu, hết thảy vẫn là phải dựa vào ngươi cố gắng. Nếu như ngươi đi đường tắt, đem trả giá đắt. Nói, mọi người đã đến giam giữ bán tiên nửa quỷ địa phương. Ngươi đến rồi. Xa xa bán tiên nửa quỷ đã cười nói. Ngươi đang chờ ta. Không sai. Bán tiên nửa quỷ quỷ dị cười một tiếng. Ta còn biết ngươi tìm đến ta làm gì. Diệp Quân Lâm cùng tất cả mọi người là cùng nhau giật mình. Bán tiên nửa quỷ khiêm tốn nói, một điểm dân gian trò vặt thôi, không coi là gì. Diệp Quân Lâm bình phục cảm xúc, vậy ngươi có thể trị nàng. Có thể thử một lần. Diệp Quân Lâm trên mặt tươi cười tới.
có hy vọng. Nhưng ngay sau đó bán tiên nửa quỷ thanh âm vang lên, chẳng qua ngươi cũng trả giá đắt, ngươi nguyện ý sao? Ngươi! Nghe đến đó, Đổ Vương liền giận không chỗ phát tiết. Nửa quỷ bán tiên rõ ràng là biết đây hết thảy. Chỉ cần hắn ra tay, nhất định nương theo lấy trừng phạt đại giới. Nhưng lúc trước hắn căn bản không có nói. Đem Kim Cảng Đảo các quyền quý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như lúc ấy nói tìm hắn ra tay, phải bỏ ra như vậy đại giới, Đổ Vương là tuyệt đối sẽ không tìm. Hiện tại ngược lại là thản nhiên. Nói thẳng ra có đại giới một chuyện. Diệp Quân Lâm một mặt thản nhiên, không có vấn đề. Chỉ cần người không có việc gì, bất kỳ cái gì đại giới đều có thể tiếp nhận. Diệp Quân Lâm không giống cả một đời bị Lý Tử Nhiễm xem như cửu nhân. Bất kỳ giá nào hắn đều có thể tiếp nhận. Tốt. Nói xong, bán tiên nửa quỷ trên thân đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí kình, đem hắn trên thân khóa lại xích sắt từng khúc đánh gãy. Đổ Vương đám người nhìn mắt trợn tròn. Cái này vậy mà giam không được hắn. Ngươi. Đổ Vương khiếp sợ nói không nên lời. Hắn cùng thủ hạ mới hiểu được, nguyên lai nơi này một mực giam không được bán tiên nửa quỷ. Hắn không chỉ là một phong thủy đại sư, càng là một cao thủ. Lúc trước ngươi là cố ý bị ta bắt lại, vì cái gì ngươi cam nguyện bị giam tại cái này dưới đất nhiều năm như vậy? Đổ Vương hỏi dò. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao bán tiên nửa quỷ không phản kháng, mặc cho bọn hắn nhốt tại nơi này nhiều năm như vậy? Đến tột cùng là vì cái gì? Hắn ngốc sao? Không. Nhất định có nguyên nhân. Bán tiên nửa quỷ không trả lời hắn vấn đề này. Mà là đi theo Diệp Quân Lâm rời đi nơi này. Trước khi đi, Diệp Quân Lâm hướng về phía Đổ Vương mấy người nói ra, ta để hắn giúp xong bận bịu, liền tiễn hắn trở về. Quan không giam giữ, các ngươi quyết định. Đổ Vương mấy người một mặt đắng chát. Bọn hắn nghĩ quan, cũng phải có thực lực giam giữ a. Bây giờ xem ra, bán tiên nửa quỷ thực lực khủng bố, sợ là muốn tại Cửu Châu Huyền Tôn phía trên. Danh xứng với thực Kim Cảng Đảo thứ nhất thuật pháp đại sư. Bọn hắn lấy cái gì quan? Diệp Quân Lâm rất là kinh hỉ. Bán tiên nửa quỷ càng là thần kỳ quỷ dị, nói rõ chữa khỏi Lý Tử Nhiễm xác suất càng lớn. Về phần đại giới hắn liền không nghĩ tới. Cứ việc đều tới đi. Diệp tiên sinh, ta rời đi trước một chút, sau đó chúng ta tụ hợp. Sau đó, bán tiên nửa quỷ tạm thời rời đi, không biết đi nơi nào. Diệp Quân Lâm chờ lấy hắn, cùng đi Thiên Sách phủ tìm Lý Tử Nhiễm. Chấm. Một bên khác, Richard đã cùng đông đảo thế lực nhóm tại video trò chuyện. Người của ta truyền đến tin tức, Diệp Quân Lâm xuất hiện tại Kim Cảng Đảo. Bên cạnh hắn không có mang bảy đại tà thần, Kim Cảng Đảo cũng không có Thiên Sách phủ người. Đây là chúng ta giết hắn cơ hội tốt. Richard nói. Thật sao? Đây chính là thiên đại cơ hội tốt ha. Richard tiên sinh, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Chúng ta đôi bên nhất định phải phái ra đầy đủ át chủ bài. Nhất định phải giết chết hắn. Yên tâm, ta minh bạch. Cơ hội này bỏ lỡ, coi như khó. Vậy chúng ta lập tức hành động đi. Chậm thêm điểm, Diệp Quân Lâm muốn đi. Chấm. Diệp Quân Lâm một mực chờ đợi đợi bán tiên nửa quỷ. Chỉ là này quỷ dị ra hỏa không biết làm gì đi. Qua mấy giờ còn chưa có trở lại. Nhìn như gió êm sóng lặng Kim Cảng Đảo, trên thực tế đã là sát cơ tứ phía. Lần trước cùng áo vải sát thần trước giờ đại chiến, Richard cùng đông đảo thế lực phái ra át chủ bài, nhưng mục đích vì tiêu hao. Nhưng lần này khác biệt, là trực tiếp muốn giết chết Diệp Quân Lâm. Cho nên bọn hắn phái ra là vương bài. Có thể trực tiếp uy hiếp được Diệp Quân Lâm sinh mệnh cường giả. Richard là cái chú ý cẩn thận người, không đến thời khắc mấu chốt. Tuyệt không bại lộ át chủ bài. Nhưng vì giết chết Diệp Quân Lâm, hắn phái ra. Đang chờ đợi Diệp Quân Lâm, bỗng nhiên mí mắt phải nhảy không ngừng. Làm sao cảm giác muốn xảy ra chuyện giống như. Diệp Quân Lâm sắc mặt biến đổi. Hắn ý thức được một tia không ổn. Bầu không khí rất quỷ dị, người rất không thoải mái. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện đi? Diệp Quân Lâm ngay lập tức nghĩ tới là bán tiên nửa quỷ có thể sẽ xảy ra chuyện. Hoàn toàn không nghĩ tới là chính hắn. Hoảng hốt cảm giác đánh tới, để hắn đứng ngồi không yên. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Quân Lâm nhìn thấy Hà Dạ Tuyết đi vào. Không khỏi kinh ngạc. Ta! Hà Dạ Tuyết cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Diệp Quân Lâm càng phát ra nghi hoặc. Nữ nhân này có bị bệnh không? Cảm ơn ngươi. Hà Dạ Tuyết ngẩng đầu lên,
hướng về phía Diệp Quân Lâm nói lời cảm tạ. Cảm ơn ta. Diệp Quân Lâm chỉ mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nếu không phải ngươi, ta là cùng Diêm Sâm kết hôn. Ai, trước đó ta là đem cái này hôn nhân xem như giao dịch. Đồng ý gả cho hắn, chỉ là muốn tiến vào chư thần phòng thí nghiệm. Hà Dạ Tuyết ăn ngay nói thật. Diệp Quân Lâm sờ sờ mũi, chư thần phòng thí nghiệm. Như vậy có lực hấp dẫn. Mặc dù Tây Thiên Vương đã tra được chư thần phòng thí nghiệm, nhưng tư liệu ít càng thêm ít. Diệp Quân Lâm nghĩ từ những người khác nơi nào hiểu rõ hơn một điểm. Đúng vậy a, chư thần phòng thí nghiệm thế nhưng là danh xưng trưởng khống trên thế giới này thần bí nhất hết thảy. Bọn hắn là đứng ở cái thế giới này đỉnh, chỉ cần gia nhập, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn có được đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật, có được nhất toàn hệ thống tu luyện, có được nhiều nhất nhất tài nguyên phong phú, thậm chí trên thế giới các loại cổ xưa huyết mạch sinh vật bọn hắn đều có, còn có thể cho người nhân bản phục chế. Vừa nhắc tới chư thần phòng thí nghiệm, Hà Dạ Tuyết liền cùng mở ra máy hát, nói không ngừng. Vừa vặn Kim Cảng Đảo cùng Chiến Ưng Quốc các công ty lớn lui tới mật thiết, đối chư thần phòng thí nghiệm so địa phương khác hiểu rõ hơn một điểm. Diệp Quân Lâm nghe được kinh hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chư thần phòng thí nghiệm hoàn toàn chính xác cường đại. Chỉ từ một cái Richard liền có thể nhìn ra. Hắn tuyệt đối tại chư thần phòng thí nghiệm vị trí không cao, chính là trong đó hạ đẳng cấp. Nhiều nhất xem như đại biểu chư thần phòng thí nghiệm ở bên ngoài làm công việc bẩn thỉu khổ hoạt. Cứ như vậy một tiểu nhân vật, đều khó như vậy đối phó. Rất khó tưởng tượng chư thần phòng thí nghiệm đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Cùng Chiến Ưng Quốc liên hệ, gặp phải các loại cao thủ, trên cơ bản đều là chư thần phòng thí nghiệm xuất phẩm. Bọn hắn dùng hiện đại khoa học kỹ thuật cùng gen kỹ thuật đánh tạo nên chiến sĩ, vậy mà có thể so sánh Đông Phương võ giả. Bản thân cái này liền không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Diệp Quân Lâm cảm giác năm đó hạn chế cấp chí tôn cường giả chúng thần ước hẹn đều là đến từ chư thần phòng thí nghiệm. Bọn hắn giống như cao cao tại thượng thần linh đồng dạng, chi phối lấy hết thảy. Chẳng qua hắn cường đại hơn nữa lại thần bí, Diệp Quân Lâm cũng không sợ. Thậm chí càng đem bọn hắn lật tung. Đắc tội khiêu khích đại hạ, hắn liền không thể bỏ qua. Hắn cùng chư thần phòng thí nghiệm sớm tối đều phải gặp gỡ, trước lúc này, hiểu rõ hơn chính là. Diệp Quân Lâm hỏi thăm, liên quan tới chư thần phòng thí nghiệm có hay không cụ thể. Cụ thể một điểm chính là kỳ thật chư thần phòng thí nghiệm ở thế giới các ngõ ngách đều có xây quan sát căn cứ, Kim Cảng Đảo liền có, nghe nói đại hạ cũng có. Hà Dạ Tuyết trả lời. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Khủng bố, bọn hắn phạm vi trải rộng toàn thế giới. Chuyện này để người lạnh cả sống lưng. Người liền địch nhân đều không có làm rõ ràng là ai. Nhưng địch nhân đao đã gác ở trên cổ, càng kinh khủng chính là người còn không nhìn thấy đao. Đúng, gia gia của ta nói qua, chư thần phòng thí nghiệm còn tại trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm các loại di tích cùng các loại hy hữu tài nguyên vật chất. Đoạn thời gian trước, bọn hắn tại đại hạ các nơi phát hiện cái gì, thừa dịp nhiễu loạn, phái người tới bắt. Nghe nói, mang đi đồ vật đối bọn hắn là một cái bay vọt về chất. Chấm. Nghe đến đó, Diệp Quân Lâm sắc mặt đại biến. Cái này không chính là mình một mực đang tra sự tình sao. Tây Thiên Vương tra nửa ngày tin tức, không nghĩ tới Hà Dạ Tuyết trực tiếp biết. Xem ra cùng Hắc Thủy công ty trường kỳ lui tới Đổ Vương gia tộc quả nhiên tin tức linh thông a. Bọn hắn tại đại hạ đến tột cùng phát hiện mang đi cái gì? Diệp Quân Lâm tò mò hỏi. Tựa như là, Hà Dạ Tuyết lời mới vừa đến bên miệng, đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh, một vệt sáng trống rỗng oanh phóng tới đến. Diệp Quân Lâm lập tức đem Hà Dạ Tuyết kéo ra. Ầm ầm, lập tức liền từng đợt đất rung núi chuyển động tĩnh, một cái cự hình hố sâu bị nổ ra tới. Không tốt, có người. Diệp Quân Lâm vội vàng mang theo Hà Dạ Tuyết né qua một bên. Hà Dạ Tuyết sắc mặt trắng bệch. Cứ việc nàng cũng là võ giả, nhưng vừa vặn kia một chút nàng minh bạch, nếu như không có Diệp Quân Lâm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngượng ngùng để ngươi thụ liên lụy, đám người này sợ là hướng ta đến. Hà Dạ Tuyết một mặt day dứt. Chỉ thấy Diệp Quân Lâm tai cánh kích động, trầm giọng nói, không, bọn hắn là hướng ta đến. Ngươi không có tư cách này. Diệp Quân Lâm đã cảm nhận được chung quanh đến rất nhiều cường giả. Mỗi một vị đều là đủ để hủy diệt Kim Cảng Đảo. Áp đảo Cửu Châu Huyền Tôn phía trên. Loại cường giả cấp bậc này, như thế nào đến tìm Hà Dạ Tuyết phiền phức? Hà Dạ Tuyết,
nàng một mặt xấu hổ. Ong ong ong, không trung truyền đến trầm thấp tiếng oanh minh, một cỗ cuồng phong ở chung quanh hình thành. Diệp Quân Lâm sững sờ. Đây là đại thủ đoạn A. Bốn phương tám hướng bao quát thiên không, đều có phong tường hình thành, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách ra. Vô hình phong cháo đem bọn hắn bao phủ lại. Nơi này phát sinh hết thảy ngoại giới sẽ không biết. Đồng thời sẽ không có người quấy nhiễu được nơi này. Có người muốn giết mình à? Diệp Quân Lâm giật mình minh bạch. Richard, chư thần phòng thí nghiệm. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra hai cái này xưng hô tới. Hắn thả đi Hắc Thủy công ty Jim Sâm bọn người, khẳng định là bọn hắn nói cho Richard. Lúc trước hắn 5 lần 7 lượt phá hư Richard cùng đông đảo thế lực kế hoạch. Đối phương không có khả năng để hắn còn sống. Ai? Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua Hà Dạ Tuyết, cô nương này muốn thành gánh nặng của hắn. Diệp Quân Lâm tử kỳ của ngươi đến. Một tiếng quát chói tai. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Đầu tiên là một cao lớn người da trắng nam tử, mặt không biểu tình, ngay tại chỗ ngục đến sát thần, cả người cho người ta một loại như dã thú khí tức. Hắn ngoại hiệu bất tử chiến sĩ. Bên cạnh đi theo một vị mặc áo da màu đen, vóc người nóng bỏng ngoại quốc nữ nhân, con mắt của nàng đặc biệt quỷ dị, trên thân cũng là tản ra đáng sợ khí tức. Nàng là chư thần phòng thí nghiệm phái gia nữ vu, cùng đại hạ thuật pháp đại sư tương tự, có được vô cùng kỳ diệu năng lực. Răng rắc, răng rắc. Theo sát lấy ra sân chính là một vị nam tử cao lớn, hắn đi đường đồng thời, trên thân khoa học kỹ thuật chiến giáp xuất hiện, đem hắn hoàn toàn bao bọc. Đây là chư thần phòng thí nghiệm xuất phẩm siêu cấp chiến giáp, so Richard người xuyên còn phải cao hơn 2 cấp bậc. Đây là chiến sĩ cơ giáp, ngoại hiệu chiến tranh chi thần. Cộc cộc cộc, nương theo lấy tiếng bước chân, lại một thân ảnh xuất hiện. Thân thể bao bọc tại chiến y màu đen bên trong, còn mang theo đáng sợ ma quỷ mặt nạ, không phân rõ nam nữ, gánh vác hai thanh trường kiếm, khủng bố tuyệt luân khí tức phát ra. Tử vong kiếm sĩ. Bốn người này cường đại khủng bố, vừa xuất hiện mang cho Diệp Quân Lâm uy hiếp. Cái này so áo vải sát thần mạnh hơn không ít. Mà lại Diệp Quân Lâm cảm giác được âm thầm còn có một người tại nhìn mình chằm chằm. Tùy thời chuẩn bị cho mình một kích chí mạng. Vẻn vẹn 5 người này tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Xem ra, lần này Richard thật là dốc hết vốn liếng. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn bắt đầu. Kha kha các hà. Một trận quỷ dị tiếng cười phát ra. Cách đó không xa trên cầu, đứng một thân cao chỉ có 1m3 trái phải người lùn. Hắn khuôn mặt xấu xí, phát ra cười quái dị. Chẳng qua hắn cõng ở sau lưng một đem võ sĩ đao, bên hông còn treo lấy mấy cái dài ngắn không đồng nhất võ sĩ đao. Diệp Quân Lâm tròng mắt hơi híp, đông đảo võ sĩ. Rầm rầm rầm, đại địa bỗng nhiên rung động. Cách đó không xa một đạo núi nhỏ giống như thân ảnh xuất hiện, cõng một cái cự kiếm. Đông đảo còn có cao như vậy người. Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng. Chung quanh lại có mấy 10 tên đông đảo võ sĩ xuất hiện. Từng cái cường đại khủng bố, đều có tiếp cận áo vải sát thần tiêu chuẩn. Chiều cao võ sĩ, thậm chí có được địch nổi áo vải sát thần tiêu chuẩn. Lại thêm chư thần phòng thí nghiệm những cao thủ này, đủ để tạo thành một cái tử vong sát cục. Huống chi Diệp Quân Lâm cảm giác đông đảo thế lực bên này còn có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Bên ngoài thực lực liền mạnh như vậy, âm thầm còn có đỉnh cấp kẻ ám sát. Khủng bố đáng sợ. Kỳ thật Diệp Quân Lâm phát giác được âm thầm nhìn chằm chằm hắn hai người, một cái là đông đảo quỷ vũ sĩ. Vị nào tồn tại cực kỳ cường đại. Một cái khác là chư thần phòng thí nghiệm hắc ám tiễn hiệp. Nghe đồn hắn một tiễn có thể xuyên thủng hết thảy. Vô luận mạnh cỡ nào tồn tại, bị hắn một tiễn bắn tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai vị này đều là ám sát phương giả. Hoặc là nói, lần này giết Diệp Quân Lâm, bên ngoài đây đều là ngụy trang. Chân chính sát chiêu tại trên người hai người này. Bọn hắn mới là giết Diệp Quân Lâm mấu chốt. Chấm. Richard một mực cùng đông đảo thế lực đầu mục tại video hội nghị. Chúng ta người đều đúng chỗ. Lần này chúng ta thật là vương bài tề xuất, lần này không giết được hắn, chúng ta thật không có cách nào. Đúng vậy a, quỷ vũ sĩ đều phái đi ra. Đông đảo thế lực nhóm bất đắc dĩ buông buông tay. Richard cũng thở dài nói, lần này ta bên này phái đi ra, cũng là ta quyền hạn tối cao có thể điều động. Nếu là lại giết không được, ta cũng vô kế khả thi, bó tay hết cách. Đây là bọn hắn cuối cùng giết chết Diệp Quân Lâm hy vọng. Đúng lúc này đợi. Thủ hạ của hắn đến tìm Richard.
bám vào Richard bên tai nói mấy câu. Richard sắc mặt từ nghiêm túc biến thành cuồng hỉ. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Bởi vì Richard thủ hạ hoàn toàn hoàn nguyên hứa chính kiệt thí nghiệm. Lập tức liền có thể lấy cụ thể trực tiếp thí nghiệm tình trạng. Bởi vì hứa chính kiệt một mình phát hiện siêu năng lạc tử, bọn hắn cũng tìm được. Thậm chí còn có vật thay thế. Nói cách khác bọn hắn có được so hứa chính kiệt càng nhiều siêu năng lạc tử, có thể tiến hành càng nhiều thí nghiệm, có thể cải tạo ra càng nhiều thuần năng lượng thể tới. Richard nghe được tin tức này, một trận hưng phấn. Tranh thủ thời gian bắt đầu, tuyển ra hai người tiến hành thí nghiệm, ta muốn nhìn thấy kết quả. Thời gian nhanh nhất, Richard đã vội vã không nhịn nổi. Minh bạch, liên quan tới tham dự thí nghiệm ứng cử viên chúng ta đều chọn tốt 100 cái. Tùy thời có thể tiến hành thí nghiệm. Thủ hạ vừa muốn rời đi, Richard dường như nghĩ đến cái gì, đem dưới tay thét lên trước người. Đi, bắt những người này, trở về, bắt bọn hắn làm thí nghiệm. Richard nhỏ giọng nói ra từng cái danh tự. Thủ hạ sau khi nghe xong, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, vẫn là Richard tiên sinh ngươi lợi hại độc. Một chiêu này tuyệt. Ngay tại video đông đảo thế lực các đầu mục, thấy thế, tò mò hỏi, Richard tiên sinh có chuyện tốt gì sao? Richard cười cười, một câu, dù là lần này giết không được Diệp Quân Lâm, ta lần sau còn có thể giết hắn. Richard tự tin chỉ cần sáng tạo ra cùng loại hứa chính kiệt đồng dạng thuần năng lượng thể, Diệp Quân Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống hồ hắn muốn đại lượng sinh sản. Không chỉ là một cái. Muốn rất nhiều. Diệp Quân Lâm còn có thể sống. Không có khả năng. Thật sao, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nói xong, đến lúc đó chúng ta có không tốt thời điểm, phải chi viện chúng ta. Chấm. Diệp Quân Lâm làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này sát cục còn không có kết thúc, kế tiếp sát cục vậy mà cũng an bài tốt. Đây chính là Richard đáng sợ. Chớ đừng nói chi là sau lưng của hắn chư thần phòng thí nghiệm. Hà Dạ Tuyết lôi kéo Diệp Quân Lâm góc áo, hoảng sợ nhìn xem bốn phía chậm rãi địch nhân tới đánh. Những người này trên thân khí tức kinh khủng để nàng phát run, kia là đến từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Diệp Quân Lâm nghĩ đến cái gì đột nhiên cười. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không là bán tiên nửa quỷ lão gia hỏa này dự liệu được gặp nguy hiểm, sớm tránh né đi. Diệp Quân Lâm ngươi thiên bảng thứ nhất lại như thế nào? Chúng ta như thường giết ngươi. Cường địch khí thế hung hăng, Diệp Quân Lâm giống như đợi làm thịt cừu non. Chư thần phòng thí nghiệm phái ra cường giả đều nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm. Giữa bọn hắn thế nhưng là có thâm cừu đại hận. Thậm chí nói Diệp Quân Lâm là toàn bộ chiến ưng quốc địch nhân. Diệp Quân Lâm đã từng một người mang cho qua bọn hắn sỉ nhục. Chiến ưng người trong nước người hận không thể đem Diệp Quân Lâm thiên đao vạn quả. Cho nên bọn hắn vừa thấy được Diệp Quân Lâm chính là thiên nhiên cừu hận. Diệp Quân Lâm có phát hiện. Trong đó tử vong kiếm sĩ trong tay còn đang nắm một cái đao gãy. Chính là lúc trước Diệp Quân Lâm cắm ở chiến ưng quốc đường biên giới bên trên cái kia thanh đao gãy. Diệp Quân Lâm ý tứ rất đơn giản, ta tại đất đai của các ngươi bên trên tới lui tự nhiên, còn muốn lưu lại thuộc về ấn ký của ta. Lúc trước Richard không để rút ra, nói đây là thời khắc nhắc nhở bọn hắn sỉ nhục. Hôm nay, bọn hắn đem đao gãy mang đến còn cho Diệp Quân Lâm. Cũng đại biểu bọn hắn đến rửa sạch sỉ nhục. Sỉ nhục còn cho ngươi, mệnh cho chúng ta. Tử vong kiếm sĩ phát ra thanh âm khàn khàn, đem đao gãy một cái bắn về phía Diệp Quân Lâm. Oanh! Đao gãy xé rách không khí, lôi ra thật dài khí lãng. Kích xạ tốc độ vậy mà phá âm chướng, đột phá vận tốc âm thanh. Dù là thiên bảng cao thủ cưỡng ép đi bắt cái này đao gãy, cánh tay sợ là phải vỡ nát. Một đao kia tốc độ lực lượng đều quá khủng bố. Hà Dạ Tuyết chính mình cũng nhìn ngốc, một đao kia cũng quá nhanh đi. Chỉ là chiêu này liền hủy thiên diệt địa. Tử vong kiếm sĩ quả nhiên khủng bố như vậy. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm đột nhiên đưa tay, nhẹ nhõm đem bắn thẳng đến mà đến đao gãy chộp trong tay, nếu như không có gì. Đao gãy đáng sợ tốc độ cùng lực lượng nháy mắt hóa giải. Diệp Quân Lâm chiêu này cũng kinh đến đối diện. Từ chư thần phòng thí nghiệm ra tới bọn hắn, đối Diệp Quân Lâm là khinh thường. Cảm thấy giết một cái Diệp Quân Lâm, không cần bọn hắn nhiều như vậy người liên thủ tới. Phái hai cái liền đủ. Diệp Quân Lâm lộ ra chiêu này về sau, tất cả mọi người không còn xem thường Diệp Quân Lâm. Trách không được Richard sẽ dặn đi dặn lại, không tiếc bất cứ giá nào muốn chu sát Diệp Quân Lâm. Vậy cũng chớ bức bức, cùng lên đi.
Diệp Quân Lâm nắm lấy đao gãy cười lạnh nói. Trước kia, hắn bằng vào cái này đao gãy có thể từ Chiến Ưng Quốc giết ra ngoài. Hôm nay, cũng có thể từ Kim Cảng đảo giết ra ngoài. Đao gãy chỗ hướng, ai dám đánh một trận. Thời gian thực hình tượng truyền về Richard cùng đông đảo thế lực nơi nào. Rất tốt, Diệp Quân Lâm bên người còn có cái vướng víu. Trời cũng giúp ta. Mục đích của chúng ta chính là không tiếc bất cứ giá nào giết chết Diệp Quân Lâm. Cho nên bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể dùng. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm nữ nhân bên cạnh sao, các ngươi toàn lực giết chết nàng. Diệp Quân Lâm thế tất sẽ bảo hộ, đến lúc đó hắn được cái này mất cái khác, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Chúng ta âm thầm còn có 3 vị ám sát đại sư. Một khi hắn có sơ hở, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm. Richard lại còn đang chỉ huy như thế nào động thủ. Đồng thời âm thầm cất giấu vậy mà khoảng chừng 3 người. Trước mắt Diệp Quân Lâm chỉ phát hiện 2 người. Lại còn cất giấu 1 người. Giết. Giữa sân, bất tử chiến sĩ đã giết ra. Hắn thẳng hướng người không phải Diệp Quân Lâm. Mà là một bên Hà Dạ Tuyết. Giết giết giết. Bất tử chiến sĩ hình thể tăng vọt, nháy mắt hóa thành một đầu mãnh thú. Ầm ầm, hắn một quyền lại đấm ra một quyền, đánh cho đại địa run rẩy vỡ vụn. Hắn sức mạnh đáng sợ cũng đều là đột phá vận tốc âm thanh. Quả thực thật đáng sợ. Diệp Quân Lâm đem Hà Dạ Tuyết kéo ra phía sau mình. Oanh, hắn cùng bất tử chiến sĩ cứng đối cứng. Hai người nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau, đại địa đáng sợ lắc lư, xuất hiện vô số đạo vết rách. Cách đó không xa nước biển tại bốc hơi, xa xa cầu lớn kịch liệt lắc lư, muốn sụp đổ. Lực lượng của hai người giống như sấm sét hàng thế, phát ra ngột ngạt như sấm động tĩnh. Nếu không phải nơi này bị ngăn cách, sợ là toàn bộ Kim Cảng đảo đều muốn gặp nạn. Oanh! Diệp Quân Lâm oanh ra một quyền, đem bất tử chiến sĩ đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là sau khi hạ xuống bất tử chiến sĩ vậy mà người không việc gì giống như đứng lên, không những không bị tổn thương, còn một mặt hưởng thụ. Nguyên lai hắn cảm giác đau thần kinh những cái này đều bị bỏ đi. Hắn không cảm giác được đau đớn. Lúc này mới là cái thứ nhất người, liền đáng sợ như vậy. Bất tử chiến sĩ đứng dậy, lau một cái bụi đất trên người, cười nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Không có việc gì, thú vị. Diệp Quân Lâm cười cười. Xem ra gia hỏa này không dễ dàng đánh chết. Chịu đựng mình như thế một quyền, vậy mà không có việc gì. Không tầm thường. Vừa mới một quyền kia, Cửu Châu Huyền Tôn thỏa đáng trận bị oanh thành gần chết. Giết! Bất tử chiến sĩ lần nữa xông tới. Cùng Diệp Quân Lâm cứng đối cứng. Ta cảm giác bất tử chiến sĩ một người liền đầy đủ. Vô luận hắn nhận cái dạng gì, hắn đều không cảm giác được một tia đau đớn. Hắn bản thân chữa trị năng lực cũng là khủng bố. Đáng sợ nhất chính là dù là hắn chỉ còn nửa người, hắn còn có thể vẫn như cũ chiến đấu. Bởi vì hắn cảm giác đau thần kinh đều bị bỏ đi. Hắn không cảm giác được đau khổ. Trừ phi đem hắn thân thể đánh thành cặn bã. Không phải hắn có thể một mực chiến đấu, đồng thời lấy rất tốc độ nhanh khôi phục lại. Richard nhếch miệng lên, một mặt đắc ý. Đây chính là bất tử chiến sĩ. Bọn hắn không cầu bất tử chiến sĩ có thể giết chết Diệp Quân Lâm. Hắn lại là một mực có thể kiềm chế mài chết Diệp Quân Lâm. Đông đảo thế lực nhóm một mặt hưng phấn. Có hy vọng. Người đầu tiên liền mạnh như vậy. Diệp Quân Lâm còn có cơ hội không? Nên chúng ta ra tay. Nữ phù thủy đối với chiến tranh chi thần nói. Tốt. Chiến tranh chi thần chiến giáp bắt đầu vận chuyển, cánh tay phải bên trên pháo proton ngưng tụ, đã khóa chặt Hà Dạ Tuyết. Nữ phù thủy cũng sắp sử dụng vu thuật, đến nhiễu loạn Diệp Quân Lâm. Tử vong kiếm sĩ chậm rãi rút ra trên lưng song kiếm. Hai thanh kiếm này vậy mà là kiếm laser. Một cái là chùm sáng màu xanh lam kiếm. Một cái là chùm sáng màu đỏ kiếm. Tại u ám hoàn cảnh bên trong phát ra hào quang chói mắt cùng cực kỳ mãnh liệt năng lượng chấn động. Tử vong kiếm sĩ giao nhau cầm song kiếm, chạy nhanh lên, mục tiêu cũng là Hà Dạ Tuyết. Cùng tiến lên, đông đảo võ sĩ cũng nhao nhao ra tay. 7-8 tên siêu cấp võ sĩ nhao nhao rút ra võ sĩ đao thẳng hướng Hà Dạ Tuyết. Còn có núi nhỏ một loại người cao võ sĩ cũng bắt đầu chạy, hắn giơ mấy trăm cân trọng kiếm mạnh mẽ chém vào mà xuống. Mục tiêu cũng là Hà Dạ Tuyết. Còn có người lùn võ sĩ phát ra một tiếng nụ cười quỷ dị, hắn một mực đang quan sát Diệp Quân Lâm cùng bất tử chiến sĩ đối đầu tẩu vị cùng Hà Dạ Tuyết vị trí. Oanh! Hắn bỗng nhiên động, từ mấy trăm mét cầu lớn đột nhiên xuất hiện tại Hà Dạ Tuyết lân cận.
Xoẹt. Đồng thời trên lưng hắn võ sĩ đao rút ra, một đao đâm về Hà Dạ Tuyết. Trừ bất tử chiến sĩ tại quấn lấy Diệp Quân Lâm bên ngoài. Tất cả những người khác đều thẳng hướng Hà Dạ Tuyết một người. Mặc dù đến từ Đổ Vương gia tộc, nhưng Hà Dạ Tuyết nơi nào trải qua cái này. Trong này tùy ý một người đều có thể chân đạp kim cảng đảo. Bị nhiều như vậy người cùng một chỗ giết, nhận đãi ngộ Hà Dạ Tuyết tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nháy mắt, Hà Dạ Tuyết sợi tóc giơ lên, từng chiếc dựng đứng, cùng điện giật đồng dạng. Đồng thời nàng toàn thân trên dưới sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cùng gặp mưa giống như. Nàng cảm giác thân thể nhẹ nhàng, phảng phất linh hồn của mình cùng thân thể thoát ly, trôi dạt đến trên trời. Đây là tử vong tiến đến cảm giác. Hà Dạ Tuyết cảm giác cuống họng bị một cái đại thủ nắm, căn bản không thở nổi, cảm giác hít thở không thông đánh tới, đầu óc của nàng ý thức tại dần dần trống không. Muốn chết. Hà Dạ Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đang cùng bất tử chiến sĩ chiến đấu Diệp Quân Lâm tự nhiên chú ý tới đây hết thảy. Càng hiểu địch nhân ý đồ. Chính là muốn phân tán sự chú ý của mình. Muốn mình đi cứu Hà Dạ Tuyết. Không nói đến cùng Hà Dạ Tuyết nhận biết, chính là không biết, nàng là đại hạ con dân điểm này, Diệp Quân Lâm cũng phải đi cứu. Phá! Diệp Quân Lâm bắt đầu cường lực oanh kích. Phanh phanh phanh! Bất tử chiến sĩ trên thân bị nện phải lõm đi vào. Diệp Quân Lâm nhìn thấy có một tia khe hở, lập tức tiến lên muốn cứu Hà Dạ Tuyết. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nữ phù thủy ra tay. Nàng quỷ dị vô thuật vừa thi triển, vậy mà đối Diệp Quân Lâm ý thức sinh ra ảnh hưởng. Diệp Quân Lâm vậy mà hoảng hốt dưới. Liền tích tắc này, đối Hà Dạ Tuyết đến nói là chí mạng. Cao thủ ở giữa quyết đấu, liều chính là một nháy mắt. Nữ phù thủy trong chớp nhoáng này đối Diệp Quân Lâm quấy nhiễu, để hắn có chút đình trệ. Huống chi Diệp Quân Lâm còn muốn kiêng kỵ âm thầm cường giả. Bọn hắn tồn tại mới là chí mạng nhất. Muộn. Hết thảy đều muộn. Để hắn bỏ lỡ cứu Hà Dạ Tuyết cơ hội. Người lùn võ sĩ cùng tử vong kiếm sĩ xuất thủ trước nhất. Một đem võ sĩ đao cùng hai thanh kiếm laser muốn đem Hà Dạ Tuyết chia năm xẻ bảy. Hà Dạ Tuyết đã hoàn toàn bị khí tức tử vong bao phủ, nàng đã hoàn toàn không có ý thức. So như tử vong. Không. Bị quấy rầy Diệp Quân Lâm phát ra gầm lên giận dữ, thân hình hóa thành một luồng sấm sét, nháy mắt xuất hiện tại Hà Dạ Tuyết trước người. Xuy. 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 Chấm. Người lùn võ sĩ cùng tử vong kiếm sĩ thẳng hướng Hà Dạ Tuyết ba kiếm, đều bị Diệp Quân Lâm tiếp nhận xuống tới. Cũng bởi vì mới vừa rồi bị nữ phù thủy quấy nhiễu, Diệp Quân Lâm chỉ có thể làm được thay thế Hà Dạ Tuyết ngăn lại tất cả công kích. Nếu như không có nữ phù thủy quấy nhiễu, Diệp Quân Lâm hoàn toàn có thể cứu Hà Dạ Tuyết, ngăn trở tất cả công kích. Đương nhiên Diệp Quân Lâm còn muốn kiêng kỵ âm thầm cường giả. Nếu như hắn cưỡng ép đi ngăn lại tất cả công kích, thế tất sẽ lộ ra sơ hở cho âm thầm cường giả. Còn không bằng tự thân ngăn lại tất cả công kích. Dạng này ngược lại chỗ hắn tại một cái cảnh giác trạng thái. Nháy mắt sau đó, còn lại các đại cao thủ công kích đã đi vào. Lúc này Diệp Quân Lâm đã có cơ hội đến ngăn trở. Hắn kéo lấy Hà Dạ Tuyết lùi lại mấy bước, mấy quyền oanh ra, ngăn trở tất cả thế công. Chẳng qua cách đó không xa chiến sĩ cơ giáp pháo Proton đã ngưng tụ đến lớn nhất uy lực. Oanh! Cái này một pháo nháy mắt đánh phía Diệp Quân Lâm. Ầm ầm! Pháo Proton đem Diệp Quân Lâm hai người đánh bay hơn 100 mét. Hết thảy chung quanh đều gặp phải hủy diệt, các loại vật thể sụp đổ, liền thứ cặn bã tử đều không có để lại. Phốc! Sau khi hạ xuống Diệp Quân Lâm cộc 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 lui lại vài chục bước, lúc này mới ổn định thân hình. Chẳng qua khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Quần áo càng là vỡ vụn không chịu nổi, trên thân có rõ ràng ba đạo kiếm thương. Vừa mới hắn thay thế Hà Dạ Tuyết đón lấy tất cả công kích, đã thụ thương. Hiện tại gặp phải siêu năng pháo Proton oanh kích, lại thêm tổn thương. Nhìn thấy lần thứ nhất ra tay, liền đem Diệp Quân Lâm đả thương, đám người cùng nhau phát ra hưng phấn tiếng hô hoán tới. Richard cùng đông đảo thế lực các đầu mục cũng nhao nhao phát ra tiếng thán phục tới. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Quân Lâm chật vật như vậy. Lần thứ nhất ra tay, mọi người phối hợp lẫn nhau ăn ý, liền trọng thương Diệp Quân Lâm. Cái này cho đám người cực lớn lòng tin. Ha ha ha, chúng ta âm thầm ba vị còn không có ra tay đâu. Bọn hắn đang tìm kiếm hợp lý ra tay thời cơ, bọn hắn một khi ra tay, Diệp Quân Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Richard cười.
hắn chưa hề kích động như vậy qua. Diệp Quân Lâm rốt cục phải chết sao? Giết! Giữa sân tất cả cao thủ lần nữa công sát hướng Diệp Quân Lâm. Không! Vẫn là giống như trước đó sách lược, giết Hà Dạ Tuyết, bức Diệp Quân Lâm cứu viện. Suy suy suy! Hơn 10 vị đông đảo võ sĩ đủ sắp xếp đồng tiến, ánh đao lấp lóe, xen lẫn thành đao lưới, đem Diệp Quân Lâm Hà Dạ Tuyết bao phủ ở bên trong. Còn lại các đại cao thủ cũng cùng nhau xuất động, từ 4 phương 8 hướng thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Đi! Diệp Quân Lâm đem Hà Dạ Tuyết đẩy lên một bên, hắn bỗng nhiên công hướng chạm mặt tới đông đảo võ sĩ. Cử chỉ này để tất cả mọi người là cùng nhau sững sờ. Diệp Quân Lâm đây là từ bỏ Hà Dạ Tuyết rồi. Không có khả năng a. Hắn như thế nào tùy ý Hà Dạ Tuyết đi chết? Giết nàng! Hơn 10 vị võ sĩ phân đi ra một nửa, trực tiếp thẳng hướng Hà Dạ Tuyết. Mặc kệ Diệp Quân Lâm có quản hay không sinh tử của nàng, bọn hắn đều muốn giết chết. Sau lưng Tử Vong các kiếm sĩ cũng giống như vậy ý nghĩ. Bọn hắn phân ra một nửa người, đi giết Hà Dạ Tuyết. Những người khác nhao nhao công hướng Diệp Quân Lâm. Tử Vong kiếm sĩ nhìn thấy Diệp Quân Lâm nhếch miệng lên, bỗng nhiên minh bạch thứ gì. Không tốt, chúng ta bên trên làm. Tử Vong kiếm sĩ lên tiếng kinh hô. Cái khác một cái tiếp một cái kịp phản ứng. Đáng tiếc muộn. Rõ ràng từ bỏ Hà Dạ Tuyết, phóng tới bọn hắn Diệp Quân Lâm đột nhiên tử biến mất tại chỗ. Hắn vậy mà trở về. Hắn là cầm Hà Dạ Tuyết làm mồi nhử, câu dẫn con cá mắc câu. Hắn lại xuống sát thủ. Vốn là vướng víu Hà Dạ Tuyết, trong tay hắn cũng có thể biến thành mồi nhử. Đông đảo một nửa võ sĩ cùng bất tử chiến sĩ cùng người cao võ sĩ toàn bộ thẳng hướng Hà Dạ Tuyết. Trở về sau Diệp Quân Lâm đột nhiên ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Oanh! Oanh! Bất tử chiến sĩ cùng người cao võ sĩ bị giáng đòn nặng nề, bay tứ tung ra ngoài. Phốc phốc! Phốc phốc! Chấm! Còn lại 5 tên đông đảo võ sĩ thực lực hơi yếu, toàn bộ bị Diệp Quân Lâm dùng đoạn mất Bắc Minh chiến đao vạch phá cuống họng, tại chỗ tử vong. Người cao như ngọn núi võ sĩ cũng thụ trọng thương, hắn không giống như là bất tử chiến sĩ như vậy có cái siêu cường khôi phục chữa trị năng lực. Lần này, bọn hắn tổn thất tương đương thảm trọng. Nhưng mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Diệp Quân Lâm không cho đám người thời gian phản ứng, một cái trở về, vậy mà lại xuất hiện lần nữa ở chính diện. Còn có 5 tên đông đảo võ sĩ bị hắn để mắt tới. Diệp Quân Lâm lần nữa cái này vòng trở lại, để bọn hắn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Phốc, 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 chấm. Bọn hắn cứ việc có đại hạ thiên bảng cao thủ tiêu chuẩn, có thể đối bên trên Diệp Quân Lâm vẫn là kém nhiều. Bắc Minh chiến đao lần nữa phát huy, đem ngũ đại võ sĩ đánh giết. Cái này, thấy cảnh này đông đảo thế lực các đầu mục tức giận đến đều muốn nện cái bàn. Lần này, bọn hắn liền phải tổn thất một nửa lực lượng. Diệp Quân Lâm thật đúng là khó đối phó. Liền Richard đều không có nụ cười. Vốn cho rằng Diệp Quân Lâm sẽ toàn bộ hành trình bị nghiền ép, bây giờ xem ra không phải có chuyện như vậy. Diệp Quân Lâm lại còn có thể phản kích. Đây là bọn hắn đều không nghĩ tới. Làm xong đây hết thảy, Diệp Quân Lâm cấp tốc lui trở về Hà Dạ Tuyết bên người. Hắn thật không nghĩ qua một lần tính đem nhiều cao thủ như vậy đều giải quyết. Kia là không thực tế. Căn bản không có khả năng. Giết! Tử Vong kiếm sĩ tay cầm chùm sáng song kiếm thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Hai thanh kiếm này phong mang dù là Diệp Quân Lâm cũng phải tránh né. Đón đỡ, hắn cũng phải thụ thương. Diệp Quân Lâm vội vàng né tránh lui lại. Ong ong ong. Không trung truyền đến từng đợt máy móc chuyển động thanh âm. Kia là chiến sĩ cơ giáp chiến giáp tại vận hành. Chỉ gặp hắn trên cánh tay phải năng lượng rành rụm, điện quang lấp lóe. Trên người hắn cơ giáp trang bị dựa theo khởi động trang bị cùng động lực trang bị đều là hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật cấp bậc. Đuôi cánh phun ra đáng sợ khí diễm, cung cấp đáng sợ động lực. Nháy mắt khởi động uy lực gần như muốn so sánh hỏa tiễn phát xạ nháy mắt. Ta đến. Chiến sĩ cơ giáp từ giữa không trung hung hăng một quyền nện xuống. Tử Vong kiếm sĩ vội vàng tránh ra. Chiến sĩ cơ giáp một quyền này thực sự là thật đáng sợ. Oanh! Chỉ là khởi động, liền phun ra đáng sợ đuôi khói, tại không trung hình thành vòng xoáy. Một quyền này uy lực khủng bố kinh người. Vậy mà là đột phá gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Đây là Diệp Quân Lâm gặp được nhanh nhất một quyền. Trước đó có thể có đột phá 3 lần vận tốc âm thanh đã là cực hạn. Lần này trọn vẹn gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Uy lực có thể nghĩ.
Hiện đại khoa học kỹ thuật chính là mạnh như vậy. Đem một người bình thường tăng lên tới loại trình độ này. Diệp Quân Lâm căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tới đón hạ cái này hủy diệt một quyền kinh khủng. Oanh! Diệp Quân Lâm đồng dạng oanh ra đột phá vận tốc âm thanh một quyền. Ầm! Hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Cái này va chạm chính là long trời lở đất, nhật nguyệt thất sắc. Răng rắc! Đại địa trực tiếp vỡ ra một cái khe nứt, sâu đạt hơn 100 mét. Xuy! Quanh mình hết thảy càng là gặp phải vòi rồng phá hủy, sụp đổ. Ầm ầm! Bên cạnh đại hải càng là bốc lên lên 100 mét sóng lớn tới. Hủy diệt chi uy khủng bố như vậy. Một quyền sau, Diệp Quân Lâm không ngừng lùi lại. Không được. Diệp Quân Lâm phát giác được âm thầm nhìn chằm chằm vào mình người muốn xuất thủ. Đây mới là chí mạng nhất. Chiến tranh chi thần một quyền đem Diệp Quân Lâm đánh lui nháy mắt, âm thầm có người ra tay. Xoạt, 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 chấm. Kia là từng đạo tàn ảnh, tại mắt người trước xẹt qua. Nháy mắt, Diệp Quân Lâm chung quanh đỉnh đầu xuất hiện 5 đạo bóng đen. Toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất thẳng hướng hắn. Diệp Quân Lâm minh bạch đây không phải nữ phù thủy vu thuật tạo nên huyễn tượng, mà là thật tồn tại. Phân thân. Là có người lấy tốc độ hoặc là thuật pháp chiến cơ lấy ra phân thân. Quỷ vũ sĩ ra tay. Đông đảo thế lực các đầu mục thật chặt nắm đấm, quỷ vũ sĩ là bọn hắn thế lực bên trong nhất cướp phương bài. Quỷ vũ sĩ không chỉ có là đông đảo kiếm đạo góp lại người. Chủ yếu hắn tu luyện quỷ dị nhẫn thuật cùng đặc thù dị thuật, khiến cho tốc độ của hắn cùng thân pháp các phương diện đều là đỉnh tiêm. Đáng sợ nhất chính là hắn thân hình như quỷ, nhưng phân hóa ra phân thân. Giống như quỷ mị. Đây mới là hắn chỗ lợi hại nhất. Hắn giấu ở âm thầm nửa ngày. Rốt cục để hắn tìm kiếm đến thời cơ tốt nhất. Hắn ra tay. Quỷ vũ sĩ năm đạo phân thân cùng một chỗ thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Năm đạo phân thân lấy đồng dạng tốc độ giơ một cái màu đen võ sĩ đao đâm xuống. Đến mức Diệp Quân Lâm căn bản không phân rõ kia một đạo là chân thân. Nếu như phán đoán sai lầm, vậy sẽ là chí mạng. Không chết cũng là trọng thương. Quỷ vũ sĩ không tùy tiện ra tay, vừa ra tay chính là tất phải giết kỹ. Quỷ vũ sĩ năm đạo phân thân tốc độ cũng cực nhanh. Đến mức ở đây tất cả mọi người không có phân biệt ra được đến cùng cái này năm thân ảnh. Kia một đạo là chân thân. Liền một nháy mắt, năm thân ảnh đồng thời tiếp cận Diệp Quân Lâm. Đáng sợ là năm thân ảnh vậy mà kết hợp một thân ảnh. Phốc phốc, hợp làm một thể nháy mắt, một đao đâm xuyên Diệp Quân Lâm cuống họng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Quỷ vũ sĩ quả nhiên lợi hại. Vừa ra tay, vậy mà tất sát Diệp Quân Lâm. Đáng sợ, Diệp Quân Lâm cứ như vậy bị xuyên thủng cuống họng. Thành công, chúng ta thành công. Đông đảo thế lực nhóm nhao nhao hét lên kinh ngạc âm thanh tới. Bọn hắn đứng lên đã chúc mừng. Chẳng qua Richard lại thần tình nghiêm túc. Hắn phát giác được một tia không tầm thường. Không đúng, một chiêu này cứ việc khủng bố. Có thể đối Diệp Quân Lâm đến nói nhiều lắm là thụ thương, không có khả năng bị một đao xuyên thủng cuống họng. Có vấn đề, mọi người chú ý. Richard vội vàng nhắc nhở. Phát hiện trước nhất dị thường vẫn là quỷ vũ sĩ mình. Hắn cảm giác mình vừa mới một đao đâm cái tịch mịch. Rõ ràng là xuyên thủng người cuống họng, lại tựa như một đao cái gì đều không có cắm đến. Bất luận cái gì vật thật đều không có đâm đến cảm giác. Không được. Một giây sau, trước mắt Diệp Quân Lâm biến mất. Đây cũng là một đạo tàn ảnh. Căn bản không phải Diệp Quân Lâm chân thân. Đây là tốc độ nhanh đến cực hạn, lừa gạt đại não của con người cùng con mắt lưu lại hạ tàn ảnh. Hắn vừa mới xuyên thủng căn bản là dừng lại hạ tàn ảnh. Diệp Quân Lâm đã sớm không gặp. Những người khác cũng lần lượt kịp phản ứng. Ma ảnh phân thân. Đây là Diệp Quân Lâm mấy lần sử dụng qua tuyệt kỹ. Bây giờ Diệp Quân Lâm thực lực càng ngày càng mạnh, sử dụng ra tới tự nhiên cũng là càng phát ra khủng bố. Oanh! Quỷ vũ sĩ ý thức được nháy mắt, Diệp Quân Lâm đấm ra một quyền. Phốc! Quỷ vũ sĩ ngược lại là bị tập kích. Lên! Tử vong kiếm sĩ bọn người lập tức tiến lên, lập tức thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Chiến sĩ cơ giáp lập tức khởi động phi hành khí, hóa thành một luồng sấm sét đem quỷ vũ sĩ giải cứu ra. Tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ. Đến bây giờ không ai còn dám xem thường Diệp Quân Lâm nửa phần. Hắn thật đáng sợ. Như thế xa hoa đội hình, vậy mà có thể đánh thành dạng này. Hắn thực sự là quá khủng bố.
quỷ vũ sĩ bại lộ, chúng ta một cái sen vào trái tim đau mất đi. Richard không chỉ có cảm thán nói. Không, quỷ quân chân chính chỗ cường đại còn không có thể hiện ra tới. Đông đảo thế lực lại là âm thanh lạnh lùng nói. Richard ngây người công phu, quỷ vũ sĩ chân chính bắt đầu. Diệp Quân Lâm, ta đã sớm chờ mong cùng ngươi đánh một trận. Diệp Quân Lâm cũng thấy rõ ràng quỷ vũ sĩ bộ mặt thật. Cả người hắn bao phủ tại màu đen đặc chế trang phục bên trong, trên mặt còn mang theo sinh hóa mặt nạ, dưới mặt nạ cái gì cũng thấy không rõ. Phía sau hắn có một cái đem võ sĩ đao, Diệp Quân Lâm đoán sơ qua hẳn là có 16 thanh. Cả người tản mát ra khủng bố tuyệt luân khí tức. Hắn mỗi một lần hô hấp, đều phát ra âm thanh khủng bố, giống như là một đầu như dã thú. Oanh! Một đạo oanh bạo thanh âm. Quỷ vũ sĩ hóa thành một đạo khói xanh biến mất. Nhẫn thuật. Quỷ vũ sĩ nháy mắt xuất hiện tại Diệp Quân Lâm chung quanh, nháy mắt phân hóa ra 8 đạo phân thân đến. Rầm rầm rầm. 8 đạo phân thân trọng trưởng chụp được. Lần này càng thêm không cách nào phân rõ kia một thân ảnh là thật. Bởi vì mỗi đạo thân ảnh chụp được đến trọng trưởng đều là có uy lực. Dường như hắn 8 đạo thân ảnh đều là thật. Liên tiếp 16 trưởng đánh xuống, liên miên không dứt, một trưởng tiếp lấy một trưởng so một trưởng mạnh. Răng rắc, chấm. Đại địa không ngừng vỡ vụn. Oanh, Diệp Quân Lâm một quyền đón lấy cái này 16 trưởng. Đáng sợ là trưởng lực bốc lên, một tầng tiếp lấy một tầng so một tầng mạnh. Tầng 16 trưởng lực từng tầng tiến dần lên, đánh về phía Diệp Quân Lâm. Cạch, 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 chấm. Mỗi một trọng trưởng lực oanh kích, Diệp Quân Lâm liền lui lại một bước, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều vỡ vụn, bày biện ra giống như mạng nhện vết rách. Lực phá hoại quá kinh người. Làm Diệp Quân Lâm bị bước lui 16 bước về sau, khoảng chừng mấy chục cái sân bóng lớn nhỏ khu vực xuất hiện giống như mạng nhện dày đặc vết rách. Oanh. Tại một tiếng oanh bạo âm bên trong, phiến khu vực này đột nhiên sụp đổ, một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Nếu để cho người bình thường nhìn thấy, sợ là cho là có người ngoài hành tinh đến thăm, phi thuyền ném ra đến hố sâu. Thật mạnh! Nhìn thấy quỷ vũ sĩ chính diện phát huy, đám người nhìn không được sợ hãi thán phục. Vừa mới bọn hắn còn vẫn cho là quỷ vũ sĩ sẽ chỉ ám sát. Không nghĩ tới trực tiếp tới ngược lại càng mạnh. Có thể a, trước đó chính là ngươi đi. Diệp Quân Lâm nghĩ đến Thần Long khoa học kỹ thuật căn cứ chung quanh có người nhìn chằm chằm. Bây giờ suy nghĩ một chút chính là kẻ trước mắt này. Các ngươi còn thất thần làm gì? Cùng một chỗ. Quỷ vũ sĩ hô. Tử vong kiếm sĩ các cao thủ toàn bộ kịp phản ứng. Cùng một chỗ công sát hướng Diệp Quân Lâm. Quỷ vũ sĩ 8 đạo thân ảnh hợp nhất, đi theo những người khác cùng một chỗ thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Đôi bên đánh túi bụi. Diệp Quân Lâm một bên che chở Hà Dạ Tuyết. Một bên cùng đông đảo cao thủ chiến đấu. Còn muốn thời khắc phòng bị âm thầm tập kích. Oanh! Quỷ vũ sĩ lại một cái biến ảo, phân hóa ra 8 đạo thân ảnh, giống như là 8 đầu lệ quỷ gào thét thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Tử vong kiếm sĩ mấy người cũng nhao nhao công sát đi vào. Một bên nữ phù thủy tận lực sử dụng vu thuật đến quấy nhiễu Diệp Quân Lâm. Một nháy mắt Diệp Quân Lâm lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Lôi kéo Hà Dạ Tuyết không ngừng tránh né. Trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương. Có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Tiếp tục gia tăng công kích, không muốn cho Diệp Quân Lâm cơ hội thở dốc. Richard còn tại chỉ huy. Tử vong kiếm sĩ đám người lấy ra tuyệt kỹ sở trường. Nữ phù thủy cũng tại hết sức quấy nhiễu Diệp Quân Lâm tâm tư cùng ý thức. Giết! Quỷ vũ sĩ giữa không trung 8 đạo thân ảnh bỗng nhiên toàn bộ một phân thành hai, vậy mà huyễn hóa ra 16 thân ảnh đến. Đáng sợ! Khủng bố! Đây là quỷ vũ sĩ cuối cùng sát cơ. Cũng chính là hắn nhiều nhất có thể phân hóa ra thân ảnh. Trọn vẹn 16 đạo. Nói cách khác so vừa rồi trọn vẹn mạnh hơn một lần đến. 8 đạo phân thân đều đủ để Diệp Quân Lâm như vậy lúng túng. 16 đạo phân thân sẽ thêm đáng sợ. Có thể nghĩ. Phốc! Tại đông đảo người vây công dưới, Diệp Quân Lâm rốt cục không có nhẫn nhịn được. Bị quỷ vũ sĩ một thân ảnh một đao đâm trúng. Máu tươi vẩy ra. Nếu không có Hà Dạ Tuyết cái này vướng víu, Diệp Quân Lâm còn không đến mức như vậy. Thế nhưng là có hắn. Thêm chút sức, trực tiếp giết Diệp Quân Lâm. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm bị bức bách đến không đường có thể trốn tình trạng, đám người lộ ra thần sắc hưng phấn. Tăng lớn đối Diệp Quân Lâm công kích.
Tử vong kiếm sĩ các cao thủ liên thủ tấn công chính diện, lấy cường đại lực áp bách hoành ép Diệp Quân Lâm. Quỷ vũ sĩ 16 thân ảnh tìm đúng thời cơ ám sát Diệp Quân Lâm. Đáng sợ nhất chính là quỷ vũ sĩ, hắn 16 đạo phân thân căn bản phá không được. Hoặc là nói một đối một thời điểm có thể phá mất. Cần thời gian, cần kiên nhẫn. Nhưng hôm nay loại tình huống này, căn bản không có bất kỳ cái gì thời gian cùng cơ hội. Không phá hết, vẫn gặp nguy hiểm. Phốc, phốc, chấm. Sau đó liên tục mấy lần công kích, Diệp Quân Lâm đều có thụ thương. Mặc dù không phải vết thương chí mạng, khả năng để Diệp Quân Lâm thụ thương, đã đầy đủ để Richard bọn người hưng phấn. Cút! Diệp Quân Lâm đột nhiên đanh giọng, trên thân bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, mạnh mẽ đem tất cả mọi người đẩy lui. Đánh nhau cũng có hạn độ được không? Mẹ hắn cho các ngươi mặt rồi. Diệp Quân Lâm ánh mắt băng lãnh nhìn xem đám người. Hắn là bị triệt để chọc giận. Những cái này lần lượt liên thủ công kích, lần lượt công kích Hà Dạ Tuyết. Những cái này để Diệp Quân Lâm rất tức tối. Khi dễ người không phải như thế khi dễ. Giết, đừng bị hắn trấn trụ, đừng cho hắn thời gian thở dốc. Quỷ vũ sĩ 16 thân ảnh cùng nhau thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Những người còn lại cũng theo sau, không cho Diệp Quân Lâm bất cứ cơ hội nào. Không phải liền là phân thân sao, ai không biết đồng dạng. Diệp Quân Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Ma ảnh phân thân. Diệp Quân Lâm trực tiếp thi triển ra ma ảnh phân thân. Hoa. Quỷ vũ sĩ trước mặt mọi người Diệp Quân Lâm vậy mà một phân thành hai, hai phân thành bốn. Tám phần vì 16. Tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn. Diệp Quân Lâm vậy mà cũng có thể phân hóa ra cùng quỷ vũ sĩ đồng dạng phân thân đến. Cái này sao có thể? Quỷ vũ sĩ mắt trợn tròn. Ở đây tất cả cao thủ đều mắt trợn tròn. Chú ý đây hết thảy Richard cùng đông đảo thế lực các đầu mục đều muốn điên. Này sao lại thế này? Khi bọn hắn coi là 16 thân ảnh đã là cực hạn. Nơi nào muốn lấy được Diệp Quân Lâm thân ảnh vẫn còn tiếp tục phân hóa. 32 đạo phân thân. 64 đạo phân thân. 128 đạo phân thân. Chấm. Cái này kỳ thật chính là Diệp Quân Lâm tốc độ cùng thân pháp nhanh đến cực hạn, lại thêm ma ảnh phân thân cái này cửa thân pháp kỳ diệu, lừa gạt tất cả mọi người con mắt cùng đại não. Đến mức trước mắt ngươi nhìn thấy chính là 128 đạo phân thân. Kỳ thật vẫn là Diệp Quân Lâm một người. Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt. Chính là trong chớp nhoáng này. Phốc phốc. Một đạo huyết tiễn vọt mạnh, nữ phù thủy bị tại chỗ miểu sát. Kỳ thật nàng đối Diệp Quân Lâm uy hiếp cực lớn, nàng chỉ cần quấy nhiễu được Diệp Quân Lâm mảy may, chính là chí mạng. Cho nên Diệp Quân Lâm trước hết giết hắn. Phốc phốc. Phốc phốc. Chấm. Kế tiếp chúng chiêu chính là đông đảo người cao võ sĩ. Hắn liên tục trúng Diệp Quân Lâm 7-8 đao. Chẳng qua thể chất của hắn quá mạnh. Vậy mà không chết. Lại xuống một cái là quỷ vũ sĩ. Diệp Quân Lâm cũng mặc kệ hắn kia một thân ảnh là chân thân, lần lượt hủy. Đám người thị giác hiệu quả bên trên, là Diệp Quân Lâm 128 thân ảnh công kích quỷ vũ sĩ 16 thân ảnh. Tự nhiên là gặp phải nghiền ép. Một đạo phân thân phá diệt. Hai đạo phân thân phá diệt. Chấm. 15 đạo phân thân phá diệt. Còn lại một đạo chân thân cũng thụ trọng thương. Quỷ vũ sĩ bị đánh về nguyên hình. Chính là tích tắc này. Quỷ vũ sĩ võng mạc bên trên Diệp Quân Lâm 128 đạo phân thân cùng nhau thẳng hướng hắn. Cuối cùng vậy mà toát ra 256 bàn tay cùng nhau chụp về phía quỷ vũ sĩ đầu. Nháy mắt quỷ vũ sĩ đầu bị mạnh mẽ đè ép. Lập tức là cổ, thân thể, chân. Bị bàn tay mạnh mẽ đập thành bánh thịt. Quỷ vũ sĩ nháy mắt bị đánh giết. Diệp Quân Lâm 128 đạo phân thân hợp làm một thể. Tốc độ của hắn cùng thân pháp đến cực hạn. Mới một lần đánh giết quỷ vũ sĩ. Một màn này chấn kinh toàn trường. Nháy mắt đều muốn trầm mặc. Oanh! Nhưng lại tại Diệp Quân Lâm đánh giết quỷ vũ sĩ nháy mắt, âm thầm mấy đạo mũi tên bắn ra. Gấp 7 vận tốc âm thanh mũi tên bắn ra. Phốc phốc! Nháy mắt bị xuyên thủng. Diệp Quân Lâm một mực đề phòng âm thầm một người khác ra tay. Hắn là đến từ chư thần phòng thí nghiệm hắc ám tiễn hiệp. Một tiễn xuyên thủng hết thảy vương giả. Danh xưng trên đời không có hắn một tiễn xuyên thủng không được vật thể. Cho dù là hàng không vũ trụ công nghiệp cấp tài liệu khác, cũng ngăn không được hắn một tiễn. Đối với cái này, chư thần phòng thí nghiệm làm qua rất nhiều lần thí nghiệm.
hắn là chư thần phòng thí nghiệm từ phương Tây Châu cái nào đó nguyên thủy bộ lạc đào móc đến. Hắn lực lớn vô cùng, có thể so với máy móc. Một tiễn bắn ra, tốc độ nhanh như sấm sét, nhẹ nhõm đột phá vận tốc âm thanh. Hắn tiễn xưa nay sẽ không lệch. So tay bắn tỉa còn muốn tinh chuẩn. Bị hắn để mắt tới người tuyệt đối chạy không thoát. Cho dù là Diệp Quân Lâm loại này cường giả. Bị hắn tiễn khóa chặt sau, căn bản không cách nào chạy trốn. Huống chi chư thần phòng thí nghiệm lại thông qua gen kỹ thuật cùng siêu cấp huyết thanh tăng thêm hiện đại khoa học kỹ thuật, cải tạo tăng cường hắc ám tiễn hiệp toàn diện kỹ năng. Ví dụ như mạnh nhất giấu kín thuật, ám sát thuật chờ chút. Càng đáng sợ chính là hắc ám tiễn hiệp vũ khí trang bị là chư thần phòng thí nghiệm đặc chế. Chất liệu vẫn là công năng chờ một chút tất cả đều là cấp cao nhất. Nhất là mũi tên đáng sợ nhất. Đây là chư thần phòng thí nghiệm tiêu tốn món tiền khổng lồ, tiêu tốn to lớn nhân lực vật lực đánh tạo nên đặc thù mũi tên. Không chỉ vật liệu đỉnh cấp, cứng rắn nhất hợp kim chế tạo, có thể xuyên thấu hàng không vũ trụ công nghiệp cấp bậc uy lực. Chủ yếu hơn chính là mũi tên bên trong còn có thiết kế. Nho nhỏ mũi tên bộ nhớ lấy áp xúc đến cực hạn năng lượng, làm mũi tên xuyên thấu nhân thể về sau, sẽ trên cơ thể người bên trong hai lần tác dụng, áp xúc đến cực hạn năng lượng sẽ bộc phát, phá hủy trong thân thể hết thảy. Đây mới là một tiễn địa phương đáng sợ nhất. Cũng là tiêu tốn lớn nhất địa phương. Hắc ám tiễn hiệp khung nỏ cùng mũi tên đều là khiển trách món tiền khổng lồ đánh tạo nên. Một cây mũi tên khả năng phí tổn đạt mấy chục triệu. Mỗi một tiễn đều muốn dùng tải trên lưỡi đao A. Không chỉ như thế, hắc ám tiễn hiệp đến từ nguyên thủy bộ lạc, hắn còn có đặc thù dị thuật ra chỉ tại mũi tên cùng cung nỏ bên trên. Khiến cho độ chính xác càng tốt hơn, tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh. Còn có chính là tăng cường hắc ám tiễn hiệp thân thể, để hắn lực lượng, ngũ quan độ mẫn cảm những cái này đều trên phạm vi lớn tăng cường. Nhất là tốc độ hắn đã có thể đạt tới gấp 7 vận tốc âm thanh trình độ. Hắc ám tiễn hiệp tiễn, độ chính xác, lực xuyên thấu, uy lực đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Cho nên hắn đến bắn giết đỉnh cấp cường giả là sự chọn lựa tốt nhất. Lúc đầu Richard không nghĩ tới sớm bại lộ lá bài này, muốn dùng đến về sau. Chẳng qua vì giết Diệp Quân Lâm, hắn không thể không dùng tới. Hắc ám tiễn hiệp một mực dấu ở âm thầm không có ra tay. Hắn đang chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Với hắn mà nói tốt nhất ra tay thời cơ, cũng không phải là Diệp Quân Lâm bị đám người vây công, thân thụ rất nhiều tổn thương, ở vào nhất hiểm trạng thái. Cứ việc mặt ngoài Diệp Quân Lâm ở vào ngàn cân treo sợi tóc trạng thái. Nhưng hắc ám tiễn hiệp minh bạch, hết lần này tới lần khác lúc này Diệp Quân Lâm tính cảnh giác tối cao. Thời khắc tại phòng bị hắn, thậm chí là cố ý lộ ra sơ hở, cố ý biểu hiện ra mình một bộ sẽ tử vong trạng thái. Vì chính là hấp dẫn hắn ra tay. Ngược lại với hắn mà nói không phải thời cơ tốt nhất. Cái gì là thời cơ tốt nhất? Đối hắc ám tiễn hiệp đến nói, chính là Diệp Quân Lâm đánh chết quỷ vũ sĩ nháy mắt. Lúc này dù là Diệp Quân Lâm cảnh giác lại cao, cũng sẽ buông lỏng một lát. Dù sao chu sát quỷ vũ sĩ là cảm giác thành tựu ở, cho dù là một chút xíu. Nhưng Diệp Quân Lâm tuyệt đối buông lỏng. Đối loại này đỉnh cấp thích khách đến nói, tâm lý học càng trọng yếu hơn. Cho nên nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắc ám tiễn hiệp ra tay. Hắn liên tiếp bắn ra 5 mũi tên. Bắn không phải tiễn, bắn chính là tiền A. Chẳng qua hắn công kích không phải Diệp Quân Lâm. Mà là Hà Dạ Tuyết. Chiêu này càng thêm để Diệp Quân Lâm lâm vào bị động. Thời khắc mấu chốt, Diệp Quân Lâm lập tức đi cứu Hà Dạ Tuyết. Cứ việc gấp 7 vận tốc âm thanh 5 mũi tên, nhưng hắc ám tiễn hiệp vẫn như cũ không yên lòng, hắn lại bắn ra một tiễn. Trước 5 tiễn là ngụy trang. Một tiễn này trực tiếp xuyên thủng Diệp Quân Lâm thân thể, máu tươi vẩy ra. 5 đạo gấp 7 vận tốc âm thanh mũi tên bắn về phía Hà Dạ Tuyết, Diệp Quân Lâm vội vàng đi cứu nàng. Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm sử xuất tất cả vốn liếng, khó khăn lắm đem Hà Dạ Tuyết đẩy lên một bên, miễn cưỡng tránh thoát cái này 5 mũi tên. Mấu chốt cái này 5 mũi tên cũng không phải đồng loạt cùng một chỗ bắn ra. Giữa lẫn nhau đều có nhỏ xíu chênh lệch thời gian. Cái này khiến Diệp Quân Lâm cứu người khó khăn tăng lớn, sự chú ý của hắn phải càng tập trung. Ngay tại Diệp Quân Lâm gian nan lúc, hắc ám tiễn hiệp lại một tiễn bắn ra. Một tiễn này phóng tới. Diệp Quân Lâm là rất sớm phát giác, thế nhưng là phía trước 5 mũi tên khóa kín thân pháp của hắn cùng tốc độ, lại không có bất kỳ cái gì cơ hội tránh né. Hoặc là Hà Dạ Tuyết tại chỗ bị xuyên thủng mà chết, hoặc là Diệp Quân Lâm ngăn trở một tiễn này.
Diệp Quân Lâm chọn lọc tự nhiên mình đến tiếp nhận một tiễn này. Phốc phốc, một tiễn này rắn rắn chắc chắc xuyên thủng Diệp Quân bên trong vai trái. Mũi tên nhận tác dụng về sau, trong thân thể nổ tung. Diệp Quân Lâm vai trái bị nổ ra một cái lỗ máu đến, bản thân bị trọng thương. Nếu như đâm đến ngũ tạng lục phủ, sợ là Diệp Quân Lâm đều muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Phù phù, nhìn thấy Diệp Quân Lâm đổ xuống, đám người phát ra một mảnh tiếng hoan hô tới. Chẳng qua chỗ tối hắc ám tiễn hiệp lại cao hứng không nổi. Hắn rõ ràng bắn chính là Diệp Quân Lâm vị trí trái tim. Nhưng cuối cùng xuyên thủng là Diệp Quân Lâm vai trái. Liền kém một chút a, liền kém. Hắc ám tiễn hiệp rất là ảo não. Lúc đầu một đòn giết chết. Vừa mới nhìn thấy quỷ vũ sĩ bị giết về sau, đông đảo thế lực nhóm lâm vào tĩnh mịch. Chẳng qua nhìn thấy Diệp Quân Lâm bị xuyên thủng, bọn hắn lại khôi phục thần thái. Còn phải dựa vào các ngươi a. Không thể không nói, Diệp Quân Lâm đây cũng quá mạnh đi. Tổn thất như thế đại tài để hắn thụ thương. Chấm. Đám người sợ hãi than đồng thời, tử vong kiếm sĩ bọn người toàn bộ giết đi lên. Bọn hắn không cho Diệp Quân Lâm bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cái này. Hà Dạ Tuyết nhìn thấy Diệp Quân Lâm bị thương nặng, nàng đều muốn khóc ra thành tiếng. Nếu không phải nàng, Diệp Quân Lâm tuyệt sẽ không là cái dạng này. Đều do mình. Tại sao lại muốn tới tìm hắn? Hà Dạ Tuyết hối hận cực. Hắc hắc. Người lùn võ sĩ phát ra một tiếng cười quái dị, ầm vang hóa thành một đạo khói xanh xuất hiện tại Diệp Quân Lâm lưng sau. Đông đảo nhẫn thuật. Xoẹt xoẹt. Hắn đột nhiên rút ra trên người hai thanh dao găm, mạnh mẽ đâm về Diệp Quân Lâm cái cổ. Hắn tự tin, cái này hai đao giao nhau có thể đem Diệp Quân Lâm đầu cắt bỏ. Răng rắc. Răng rắc. Chấm. Nhưng tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên Diệp Quân Lâm quay người. Chế trụ hắn hai cái thủ đoạn, trực tiếp bẻ gãy. Đồng thời cầm ngược lấy hắn hai thanh dao găm, trực tiếp xen vào cổ họng của hắn. Người lùn võ sĩ đôi mắt bên trong để lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, phù phù một chút mới ngã xuống đất. Oanh! Diệp Quân Lâm một tay lấy người lùn võ sĩ thi thể vãi ra. Hóa thành hình người đạn pháo đánh phía chính diện công tới tử vong kiếm sĩ bọn người. Xuy, tử vong kiếm sĩ nhìn xem oanh đến thi thể, hai chùm sáng kiếm mạnh mẽ đem thi thể xé thành hai nửa. Oanh, nhưng lúc này, Diệp Quân Lâm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một quyền trùng điệp đập nện ở trên người hắn. Phốc, tử vong kiếm sĩ trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Cái này còn có thể chiến. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Diệp Quân Lâm đều bị thương thành dạng này, còn có thể tiếp tục chiến. Còn giết người lùn võ sĩ, đả thương tử vong kiếm sĩ. Bọn hắn không biết Diệp Quân Lâm liều chính là một hơi. Hưu, một đạo âm thanh phá không truyền ra. Hắc ám tiễn hiệp lại là một tiễn bắn ra. Bắn về phía Hà Dạ Tuyết. Diệp Quân Lâm vội vàng trở về, xuất hiện tại Hà Dạ Tuyết trước mặt, hắn muốn lần nữa ngăn trở một tiễn này. Xoẹt, một tiễn này uy lực khủng bố như vậy, xé rách không khí, vượt qua tốc độ âm thanh. Oanh! Diệp Quân Lâm tay phải vậy mà chộp vào mũi tên này lên. Xuy, một tiễn này uy lực quá đủ, Diệp Quân Lâm lại bị đẩy lui lại, hai cái chân tại đại địa trượt ra hai đạo rất sâu dấu chân. Xuy xuy xuy, càng đáng sợ chính là mũi tên bên trên lực lượng tác dụng, Diệp Quân Lâm tay nháy mắt máu thịt be bét, cánh tay cũng xuất hiện từng đạo vết máu. Sau đó mũi tên lực lượng đáng sợ muốn lan tràn đến thân thể những bộ vị khác, khi đó liền nguy hiểm. Mà lại lập tức mũi tên bên trong áp xúc đến cực hạn năng lượng cũng sẽ bộc phát. Khi đó Diệp Quân Lâm không chết cũng phải tăng thêm thương thế. Xuy xuy xuy. Hắc ám tiễn hiệp lại liên tục bắn ra ba mũi tên. Diệp Quân Lâm tránh không thể tránh, tay trái lại ngạnh sinh sinh bắt lấy ba mũi tên. A, à, hắn tay trái máu thịt be bét, cánh tay xuất hiện vết máu. Đáng sợ uy lực, để hắn đau đớn lên tiếng. Bốn mũi tên tác dụng dưới. Diệp Quân Lâm ra tốc lui lại. Hắn căn bản không dừng được. Đáng sợ là lập tức mũi tên bên trong năng lượng bộc phát. Vẫn là trọn vẹn bốn mũi tên. Một khi bốn mũi tên năng lượng bộc phát, đối Diệp Quân Lâm đến nói là chí mạng. Giết! Tử vong kiếm sĩ nhìn thấy tốt như vậy cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tay hắn cầm chùm sáng song kiếm lập tức giết tới. Đây là một đòn giết chết cơ hội tốt. Chiến sĩ cơ giáp cùng bất tử chiến sĩ cũng vọt lên. Đây là bọn hắn cơ hội cực tốt.
tuyệt không thể bỏ qua. Rất nhanh, tử vong kiếm sĩ ba người xuất hiện tại Diệp Quân Lâm trước mặt. Diệp Quân Lâm đi chết đi. Tử vong kiếm sĩ ba người đều lấy ra tuyệt học, muốn giết chết Diệp Quân Lâm. Ngay tại lúc này, Hắc Ám Tiễn Hiệp ý thức được không thích hợp. Không được. Thế nhưng là nhắc nhở của hắn đã muộn. Trong chiến trường Diệp Quân Lâm nhếch miệng lên, lộ ra một vòng ý vị sâu xa nụ cười. Oanh! Hắn đột nhiên dừng lại. Xoay người một cái. Đồng thời trong tay bốn mũi tên buông ra. Xùy! Xùy! Chấm! Uy lực còn tại bốn mũi tên tiếp tục vọt bắn. Nhưng góc độ bị Diệp Quân Lâm xoay người một cái về sau, xuất hiện biến hóa. Một mũi tên bắn về phía gần trong gang tấc tử vong kiếm sĩ. Hai chi tiễn bắn về phía bên phải chiến sĩ cơ giáp, cuối cùng một mũi tên bắn về phía bất tử chiến sĩ. Ba người bọn hắn khoảng cách Diệp Quân Lâm quá gần. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, căn bản không có cách nào tránh né. Bên trên làm. Lần nữa bên trên Diệp Quân Lâm hợp lý. Diệp Quân Lâm là cố ý dùng tay tiếp tiễn, vì hấp dẫn ba người bọn hắn ra tay tiếp cận hắn. Sau đó dùng Hắc Ám Tiễn Hiệp tiễn giết chết bọn hắn. Tốt một tay mượn đao giết người. Thời khắc cuối cùng, tất cả mọi người kịp phản ứng. Thế nhưng là đã muộn. Phốc phốc, tử vong kiếm sĩ khoảng cách gần đây, một tiễn trực tiếp xuyên thủng cuống họng. Mũi tên bên trong năng lượng áp xúc đến cực hạn nổ tung, đầu của hắn không có. Thân thể toát ra khói xanh, càng là phát ra thê thảm đầm đìa tiếng quái khiếu. Phảng phất không phải người giống như. Mặc kệ quần áo hạ là sinh vật gì, dù sao hắn chết rồi. Răng rắc, răng rắc. Chiến sĩ cơ giáp đặc chế chiến giáp, chư thần phòng thí nghiệm đắc ý tác phẩm, hàng không vũ trụ công nghiệp cấp tài liệu khác đặc chế. Trước đó Diệp Quân Lâm đao chặt quyền đả đều không có vỡ nứt. Có thể ngăn cản không ngừng Hắc Ám Tiễn Hiệp hai chi tiễn. Quả nhiên hàng không vũ trụ công nghiệp cấp tài liệu khác cũng ngăn không được tiễn xuyên thủng. Phù phù. Chiến sĩ cơ giáp thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất. Đặc chế chiến giáp đã chia 5 xẻ 7. Bất tử chiến sĩ cũng bị nháy mắt xuyên thủng, mũi tên bạo tạc, càng là ở trong cơ thể hắn tạo thành đáng sợ thương tích. Mặc dù hắn bỏ đi cảm giác đau thần kinh, khôi phục bản thân chữa trị năng lực siêu cấp mạnh. Nhưng tại loại trình độ này dưới thương thế, trong lúc nhất thời khôi phục không được, nằm dạp trên mặt đất lên đều dậy không nổi. Phanh phanh phanh. Diệp Quân Lâm lại là mấy quyền đánh xuống, nện đến hắn máu thịt be bét. Diệp Quân Lâm rất nhanh lại đem Hà Dạ Tuyết cột vào trên thân. Liền kém ngươi. Diệp Quân Lâm muốn đem Hắc Ám Tiễn Hiệp cho bắt tới. Hiện tại đối với hắn có thể quấy rầy người toàn bộ đều không có. Hắc Ám Tiễn Hiệp ưu thế đã mất đi. Cái này. Hắn vẫn là nhân loại sao? Loại lời này đã không biết nói bao nhiêu lần. Nhưng đây là đối Diệp Quân Lâm cực cao đánh giá. Richard cùng đông đảo thế lực nhóm đều nhìn mắt trợn tròn. Diệp Quân Lâm cũng quá mạnh đi. Cái này cũng chưa chết. Lại còn giết sạch chỗ sáng tất cả mọi người. Tên điên. Chỗ tối Hắc Ám Tiễn Hiệp cũng sợ hãi cực. Chưa bao giờ từng gặp phải loại này. Diệp Quân Lâm hai tay máu thịt be bét, trên thân gặp đáng sợ thương tích. Tinh mịn vết máu trải rộng toàn thân. Cảm giác tùy thời muốn nổ tung giống như. Vai trái bị nổ ra một cái lỗ máu tới. Phía sau lưng, trên vai, cùng các nơi đã sớm là vết thương chồng chất. Cứ việc giết sạch tất cả chỗ sáng cao thủ, nhưng Diệp Quân Lâm trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Nhìn cả người đang chảy máu Diệp Quân Lâm, Hà Dạ Tuyết đau lòng cực. Nếu như không phải mình, Diệp Quân Lâm đều sẽ không thụ thương a. Chẳng qua cái này cũng không trách nàng. Nàng chỉ là trùng hợp xâm nhập cái này đáng sợ sát cục. Đối với Diệp Quân Lâm đến nói, nàng vẫn hữu dụng. Dù sao nói cho Diệp Quân Lâm rất nhiều chư thần phòng thí nghiệm bí mật. Ngươi! Hà Dạ Tuyết vừa muốn hỏi thăm Diệp Quân Lâm lại lên tiếng, suỵt. Không cần nói. Hiện tại hắn phải toàn thân tâm đi tìm ra Hắc Ám Tiễn Hiệp. Không cho phép có bất kỳ thanh âm huyên náo xuất hiện. Hà Dạ Tuyết ngoan ngoãn im lặng, liền hô hấp cũng không dám. Dựa vào ngươi, toàn bộ dựa vào ngươi. Đông đảo thế lực các đầu mục nhao nhao cầu nguyện. Không sao, âm thầm còn có một người, đây mới thực sự là ta dùng để giết Diệp Quân Lâm. Richard ngược lại là một mặt bình tĩnh. Hắn cũng không có kỳ vọng phía trước những người này có thể giết chết Diệp Quân Lâm. Lấy hắn đối Diệp Quân Lâm hiểu rõ, không phải rất hiện thực. Hắn hiện tại tất cả hy vọng đều ký thác vào một người khác trên thân.
hắn hiện tại cũng là khẩn trương đến thân thể kéo căng ở. Diệp Quân Lâm lần lượt nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặc dù hắn trong lòng có chút dự tính, nhưng Diệp Quân Lâm để hắn lần nữa đổi mới nhận biết. Quá mẹ hắn mạnh, cực hạn của hắn ở đâu? Huống chi hắn không chỉ là thực lực cường đại, cũng quá thông minh. Quỷ kế đa đoan, mượn đao giết người một chiêu này, là hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Thực lực cùng trí tuệ cùng tồn tại, lúc này mới giết sạch tất cả bên ngoài người. Diệp Quân Lâm nhất định phải chết a. Richard thần kinh căng cứng, hô hấp dồn dập. Hắn mồ hôi lạnh đã sớm ướt nhẹp thân thể. Hắn mới là khẩn trương nhất người. Diệp Quân Lâm cõng Hà Dạ Tuyết đang khắp nơi chạy khắp, tìm kiếm Hắc Ám Tiễn Hiệp hành tung. Bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Diệp Quân Lâm khóe miệng mỉm cười, hắn đã từ phạm vi lớn nhất thu nhỏ đến sân bóng lớn nhỏ phạm vi. Rất nhanh liền có thể tìm tới Hắc Ám Tiễn Hiệp tung tích. Xong, hắn muốn bại lộ. Đông đảo thế lực các đầu mục nhao nhao nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn so người trong cuộc đều muốn khẩn trương. Lập tức tìm tới ngươi. Diệp Quân Lâm lại thu nhỏ một nửa phạm vi. Khóe miệng của hắn mỉm cười, trong lúc vô hình cho Hắc Ám Tiễn Hiệp áp lực. Hiu 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 hiu. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bốn đạo mũi tên đột nhiên phá không mà ra. Trực tiếp bắn giết Diệp Quân Lâm. Hắc Ám Tiễn Hiệp hiện thân. Cùng nó bị Diệp Quân Lâm tìm tới lâm vào bị động, còn không bằng trực tiếp xuất hiện, cho Diệp Quân Lâm đánh đòn cảnh cáo. Khoảng cách gần tình huống dưới, bốn mũi tên bay vụt, khóa kín Diệp Quân Lâm. Nhưng sớm đã có chuẩn bị Diệp Quân Lâm trực tiếp né tránh ra tới. Oanh! Oanh! Chấm! Bốn đạo mũi tên xẹt qua, trực tiếp oanh ra bốn đám cỡ nhỏ mây hình nấm tới. Hắc Ám Tiễn Hiệp thân hình né tránh đến một bên. Hiu! 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 Chấm. Hắn biến ảo phương vị, phân biệt bắn ra mấy mũi tên. Uy lực to lớn, tốc độ cực nhanh, nhưng tại đối đầu Diệp Quân Lâm về sau, độ chính xác lại kém. Toàn bộ cho Diệp Quân Lâm tránh thoát đi. Lúc này Hắc Ám Tiễn Hiệp đã mất đi ưu thế của hắn. Hắn thích hợp ám sát. Nhưng hôm nay hành tung hoàn toàn bại lộ, lại không có những người khác hiệp trợ tình huống dưới. Hắn quá khó. Nhất là hắn đối mặt chính là Diệp Quân Lâm. Quả thực là khó khăn đến cực hạn. Còn muốn chạy sao? Không có khả năng. Diệp Quân Lâm hóa thành một luồng sấm sét, trực tiếp chụp vào Hắc Ám Tiễn Hiệp. Hắc Ám Tiễn Hiệp đã rõ ràng hoảng. Ngay tại lúc này, bất tử chiến sĩ nhào về phía Diệp Quân Lâm. Cả người gắt gao đem Diệp Quân Lâm ôm lấy. Hai người hợp thể như vậy. Xả kích ta. Bất tử chiến sĩ hô. Hắc Ám Tiễn Hiệp kịp phản ứng. Hiu hiu hiu. Một tiễn lại một tiễn chính diện xuyên thủng bất tử chiến sĩ, xuyên qua sau lại xuyên tại Diệp Quân Lâm trong thân thể. Bất tử chiến sĩ ôm thật chặt lấy Diệp Quân Lâm, cùng thân thể của hắn một khối. Phóng tới một tiễn xuyên thấu hắn, cũng có thể thương tổn được Diệp Quân Lâm. Huống chi chính diện tình huống dưới, đủ để cho cái kia Hắc Ám Tiễn Hiệp bắn sạch tất cả tiễn. Hắn đây là hướng về phía cùng đến chỗ chết đến. Hắn thà rằng chết rồi, cũng phải giết Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cường đại cũng là bức gấp những người này, bọn hắn điên cuồng. Nổi điên đồng dạng muốn giết Diệp Quân Lâm, không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên Hắc Ám Tiễn Hiệp mũi tên tại xuyên thấu bất tử chiến sĩ thân thể về sau, lại toàn bộ bắn vào Diệp Quân Lâm trong cơ thể. Cứ việc không bằng xuyên thấu tại bất tử chiến sĩ trong thân thể uy lực lớn, nhưng cuối cùng đối Diệp Quân Lâm tạo thành trọng thương. Phốc, phốc, chấm, một tiễn lại một tiễn. Chư thần phòng thí nghiệm tổng cộng cho Hắc Ám Tiễn Hiệp sinh sản 60 mũi tên. Bình thường Hắc Ám Tiễn Hiệp giết người chỉ cần một chi. 60 mũi tên trên cơ bản đủ Hắc Ám Tiễn Hiệp đời này. Dù sao hắn khả năng nhiều năm đều không cần ra tay một lần. Ra tay chỉ dùng một chi. 60 chi rất nhiều rất nhiều. Nhưng hôm nay, Hắc Ám Tiễn Hiệp điên cuồng xạ kích. Đem tất cả mũi tên toàn bộ bắn ra. Vì giết Diệp Quân Lâm. Nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Hắn không chết, tất cả mọi người ăn ngủ không yên a. Bất tử chiến sĩ bị mấy chục mũi tên xuyên thấu, toàn thân trên dưới nổ phải vỡ nát. Bất tử chiến sĩ bỏ đi cảm giác đau thần kinh các loại, thân thể năng lực khôi phục siêu cấp mạnh. Nhưng tại mũi tên liên tục oanh tạc dưới, thân thể thủng trăm ngàn lỗ không nói, nửa người toàn bộ nổ tung. Cuối cùng liền đầu óc cùng nửa người dưới cũng triệt để nổ tung. Hoàn toàn không có khôi phục chữa trị khả năng. Oanh!
theo cuối cùng một tiếng oanh bạo thanh âm, bất tử chiến sĩ triệt để nổ không có. Không chết cũng phải chết. Máu tươi bắn tung tóe Diệp Quân Lâm một thân. Lại nhìn Diệp Quân Lâm, trên thân cắm mấy chục mũi tên. Bị bắn thành con nhím. Cứ việc cái này mũi tên uy lực không tại, có thể đối Diệp Quân Lâm tạo thành to lớn thương thế. Đây là bất tử chiến sĩ lấy bỏ mình đại giới đến trọng thương Diệp Quân Lâm. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Điên cuồng. Cực kỳ điên cuồng. A. À. Diệp Quân Lâm chợt quát một tiếng, trên người mấy chục mũi tên toàn bộ bị đánh bay. Phốc. Diệp Quân Lâm há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể thất tha thất thểu, kém chút mới ngã xuống đất. Cái này mấy chục mũi tên dự uy vẫn là đáng sợ. Chết. Diệp Quân Lâm hóa thành một luồng sấm sét, phóng tới Hắc Ám Tiễn Hiệp. Hắc Ám Tiễn Hiệp đứng không hề động. Sứ mạng của hắn đã hoàn thành. Một cây mũi tên đều không có để lại. Khóe miệng của hắn mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn biết Diệp Quân Lâm hôm nay sẽ không còn sống. Bởi vì bọn hắn còn có bài. Diệp Quân Lâm lại là sơn cùng thủy tận. Hắn làm được hết thảy. Có thể nghỉ ngơi. Oanh! Diệp Quân Lâm không có chút nào lưu tình, một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Phốc! Một đạo huyết quang chợt hiện, Hắc Ám Tiễn Hiệp vẫn lạc. Chết! Toàn bộ đều tử quang. Nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ toàn bộ đều chết. Một cái đều không có còn lại a. À. Đông đảo thế lực cùng Richard đều nhìn mắt trợn tròn. Gia hỏa này thực sự mạnh đến mức không còn gì để nói. Không giết hắn, uy hiếp quá lớn quá lớn. Nhất định phải xử lý hắn. Giết chết Hắc Ám Tiễn Hiệp về sau, Diệp Quân Lâm chậm rãi ngồi dưới đất. Thay nhau hỗn chiến, hắn hiện tại đã là thân thể bị trọng thương. Hắn mới vừa rồi là gượng chống lấy. Hiện tại tất cả mọi người giết sạch. Hắn liền cùng bóng giống như nhục chí. Ngươi không sao chứ? Hà Dạ Tuyết cuống quýt hỏi. Nàng có thể cảm nhận được Diệp Quân Lâm thời khắc này khí tức cực kỳ yếu ớt, còn đang không ngừng giảm bớt. Nếu không phải nàng, Diệp Quân Lâm sẽ không như vậy. Nàng càng phát ra tự trách. Diệp Quân Lâm cười cười, ta không sao. Chẳng qua lúc này lại muốn đến một cao thủ, ta liền xong. Diệp Quân Lâm đây là nói thật. Hắn thật liều đến cuối cùng. Không thể nào. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến. Oanh! Nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một trận cuồng phong quét lên. Cách đó không xa xuất hiện một bóng người. Richard cuối cùng cũng là mạnh nhất vương bài xuất hiện. Âm thầm lại còn giấu một người. Đây là Diệp Quân Lâm vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Nguyên lai tiềm ẩn trong bóng tối không chỉ có hai người, còn có người thứ ba. Khủng bố như vậy. Làm Diệp Quân Lâm ý thức được thời điểm, mình cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vậy mà không có phát hiện người thứ ba tồn tại. Hoặc là cái này người quá mạnh. Hoặc là người này giấu kín thân pháp đến dư hoàn cảnh triệt để hòa làm một thể cảnh giới. Nhưng vô luận loại nào, đối trước mắt Diệp Quân Lâm đến nói đều là chí mạng. Hắn vừa mới gượng chống lấy một hơi tiết. Nhìn thấy cái này người ra tới, Richard lộ ra nụ cười tự tin. Đây là hắn vương bài. Hắn có thể cầm ra người mạnh nhất. Rốt cục muốn giết chết Diệp Quân Lâm. Đông đảo thế lực các đầu mục cũng rốt cục lộ ra điên cuồng nụ cười. Bọn hắn chờ giờ khắc này quá lâu. Vì đối phó Diệp Quân Lâm, cũng trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Quỷ vũ sĩ những cái này chết hết. Richard tiên sinh hắn là ai? Có người hỏi. Richard cười ngạo nghễ, hắn là 30 năm trước chư thần phòng thí nghiệm tạo thần thí nghiệm duy nhất người thành công. Cái gọi là diệt thế thí nghiệm chính là muốn chế tạo ra như thần cấp bậc tồn tại. Đương nhiên dựa theo 30 năm trước kỹ thuật, tuyệt đối chế tạo không ra loại này cấp bậc. Nói xác thực hơn là hủy diệt giả, như thần tồn tại, chỉ là hướng tới thôi. Tổng cộng có 500 người tham gia thí nghiệm, toàn bộ đều chết. Chỉ còn lại hắn một cái sống sót. Cái này thí nghiệm đánh tạo nên tồn tại, chính là muốn siêu thoát thể chất cực hạn, tốc độ, lực lượng, đại não các phương diện đều muốn là đứng đầu nhất. Liền cùng các ngươi trong phim ảnh nhìn thấy siêu nhân đồng dạng. Hoặc là nói, chính là đem vừa rồi tất cả mọi người kỹ năng hòa làm một thể. T. Đám người nghe được cực kỳ chấn động, đổ rút khí lạnh. Hủy diệt giả. Thật đáng sợ. Lấy một thí dụ đến nói, đầu óc của hắn đã khai phát đến một loại trình độ đáng sợ. Hắn có thể điều khiển ý thức của mình, điều khiển thân thể của mình mỗi một chỗ, ví dụ như để nhiệt lượng cố định, để huyết dịch đình chỉ, để tim đập chờ chút. Cho nên hắn đứng ở nơi đó,
liền Diệp Quân Lâm đều phát hiện không được. Bởi vì hắn một khi đại não siêu cường khống chế, không có hô hấp, ý thức không tồn tại, trái tim bất động, huyết dịch không lưu, thân thể tất cả năng lượng đều không tỏa ra. Tương đương với người này căn bản không tồn tại, người từ nơi đó đi phát giác. Richard một giải thích về sau, đám người thoải mái. Đây cũng quá đáng sợ. Cái này vẻn vẹn đại não khai phát, còn có cái khác khai phát. Hắn lực lượng so ở đây tất cả mọi người mạnh, tốc độ cũng nhanh nhất. Richard mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đông đảo thế lực các đầu mục cũng là ức chế không nổi vui sướng. Giữa sân, hủy diệt giả gương mặt tuấn mỹ để Diệp Quân Lâm giật mình. Xem ra phòng thí nghiệm này là đem người chế tạo thành hoàn mỹ nhất trạng thái, bất luận là đại não, vẫn là bề ngoài. Đều muốn là hoàn mỹ nhất. Chẳng qua hủy diệt giả mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, cùng băng lãnh máy móc giống như. Không được, ngươi không thể giết hắn. Hà Dạ Tuyết còn muốn ngăn cản. Hủy diệt giả xa xa dùng tay đẩy một cái, một cỗ lực lượng vô hình đem Hà Dạ Tuyết đẩy đi ra. Hủy diệt giả thuấn di hơn 100 mét, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Quân Lâm trước mặt. Một cỗ cường đại uy áp, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới. Diệp Quân Lâm khiếp sợ phát hiện, hắn vậy mà không động đậy. Đừng nói sử dụng chân khí những cái này, chính là nắm đấm cũng không ngẩng lên được. Hủy diệt giả quanh thân tồn tại một cái khí tràng, áp chế gắt gao ở Diệp Quân Lâm. Diệp tiên sinh, Hà Dạ Tuyết cả người bị định trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đúng lúc này đợi, các cao thủ bố trí đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách khí tường đột nhiên biến mất. Bên ngoài nguyên lai tụ tập rất nhiều người. Đổ Vương, Cửu Châu Huyền Tôn cùng Kim Cảng Đảo các quyền quý đều tại. Động tĩnh khổng lồ đã sớm hấp dẫn bọn hắn lại tới đây. Chỉ là tiến vào không được, không cách nào biết được tình huống. Bây giờ thấy, vừa vặn hủy diệt giả đem Diệp Quân Lâm cầm lên, một quyền trùng điệp đánh phía đầu. Tại Kim Cảng Đảo hàng trăm hàng ngàn quyền quý nhìn dưới, hủy diệt giả một quyền mạnh mẽ đánh tới hướng Diệp Quân Lâm đầu. Phốc, lập tức máu tươi vẩy ra. Đừng a, Hà Dạ Tuyết lộ ra dữ tợn thần sắc. Cái này, Đổ Vương mắt trợn tròn. Cửu Châu Huyền Tôn mắt trợn tròn. Kim Cảng Đảo tất cả quyền quý đều mắt trợn tròn. Đây là tình huống như thế nào? Bị ngược người là Diệp Quân Lâm sao? Đây chính là Đại Hạ Thiên Bảng thứ nhất a. Hắn vậy mà bại rồi. Bại thảm như vậy. Lại bị người trọng nện. Không hề có lực hoàn thủ. Cái này sao có thể? Thế nhưng là mọi người dù là không tin cũng phải tin tưởng. Bởi vì sự thật bày ở trước mắt. Bọn hắn tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Quân Lâm bị người bạo ngược. Đây chính là Richard mục đích. Hắn lúc này, hắn để hủy diệt giả đem ngăn cách ngoại giới phong tường hủy bỏ, vì chính là làm cho cả Kim Cảng Đảo nhìn thấy Diệp Quân Lâm vẫn lạc. Từ đó làm cho cả đại hạ, để toàn thế giới đều biết Diệp Quân Lâm bị sống sờ sờ nện chết. Richard muốn giết người chu tâm. Bởi vì không biết toàn bộ quá trình chiến đấu, Đổ Vương bọn hắn tưởng rằng trước mắt hủy diệt giả đem Diệp Quân Lâm bị thương thành dạng này. Vậy hắn được nhiều khủng bố. Lại là một quyền, máu tươi vọt mạnh. Phanh phanh phanh. Liên tục mấy quyền, Diệp Quân Lâm toàn bộ người đã bị máu tươi nhuộm dần. Thấy đám người rất lo lắng. Nhất là không thể động đậy, không thể nói chuyện Hà Dạ Tuyết trong mắt tràn đầy nước mắt. Nàng đau lòng a, nàng tự trách a. Nếu không phải hắn, Diệp Quân Lâm cớ gì đến tận đây? Kim Cảng Đảo các quyền quý tập thể trầm mặc. Không thể tin nhìn một màn trước mắt màn. Xa xa nơi hẻo lánh bên trong, một đôi mắt chính yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Bán tiên nửa quỷ. Hắn mặt xấu xí bên trên nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, chỉ là nhìn chăm chú lên. Diệp Quân Lâm liên tục bị giáng đòn nặng nề, khí tức hoàn toàn không có. Hủy diệt giả còn tại tàn nhẫn đập nện lấy. Giết hắn. Richard phát ra mệnh lệnh. Hủy diệt giả trên tay phải khí lưu huyễn động, có thể so với thần binh lợi khí. Oanh. Tay phải hắn xuất kích, trên tay phải lực lượng đáng sợ giống như là một thanh lợi kiếm xuyên thủng Diệp Quân Lâm. Lại đến mấy lần. Richard còn không yên tâm. Oanh. Oanh. Chấm. Hủy diệt giả liên tục 10 lần dùng năng lượng xuyên thủng Diệp Quân Lâm. Phù phù. Diệp Quân Lâm trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có, sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu tán, bất kỳ cái gì thân thể năng lượng đều không có. Không. Đừng. Hà Dạ Tuyết nội tâm phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào thét. Nàng không thể nào tiếp thu được trước mắt đây hết thảy.
thiên bảng thứ nhất vẫn lạc. Cái này. Cũng quá rung động. Kim Cảng đảo các quyền quý đắm chìm trong to lớn trong rung động. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng đại hạ thiên bảng thứ nhất vậy mà lại bị người đánh chết tươi. Cái này sao có thể sao? Hết thảy giống như đều là tại giống như nằm mơ. Ong ong ong. Vài khung không người phi hành khí còn bay đến hiện trường, đối Diệp Quân Lâm tiến hành các loại quét hình kiểm tra. Muốn xác nhận Diệp Quân Lâm phải chăng tử vong. Xác nhận đã tử vong. Các hạng đặc thù đã đình chỉ. Tử vong không sai. Chấm. Từ phi hành khí truyền đến kiểm tra đo lường số liệu, xác nhận Diệp Quân Lâm đã tử vong. Hủy diệt giả lại kiểm tra hạ. Richard là cái cực kỳ người cẩn thận, nhất là đối đãi Diệp Quân Lâm vấn đề, càng là cẩn thận đến để người sợ hãi. Hắn vẫn là không yên lòng, để hủy diệt giả lần nữa kiểm tra. Chủ nhân, hắn chết. Hủy diệt giả nói. Hô! Richard thở dài một hơi, hắn đã là mặt mũi tràn đầy đại hãn. Hai chân đều đứng không vững. Đông đảo thế lực đầu mục nhao nhao phát ra tiếng hoan hô tới. Đủ thấy Diệp Quân Lâm đối uy hiếp của bọn hắn lớn bao nhiêu. Chết rồi, bọn hắn có thể cao hứng đến bộ dạng này. Tốt, đem hắn thi thể hủy. Liên rút về đến. Richard còn muốn hủy diệt giả đem Diệp Quân Lâm thi thể hủy đi. Minh bạch. Hủy diệt giả trên hai tay xuất hiện chùm sáng năng lượng, điện quang bắn ra bốn phía. Hắn muốn đem Diệp Quân Lâm hòa tan hết, thi thể hủy diệt, lần này Diệp Quân Lâm muốn phục sinh cũng không thể. Giờ khắc này tất cả mọi người tâm đều treo tại cổ họng. Mọi người hô hấp khó khăn, gần như muốn ngạt thở. Đổ Vương, Cửu Châu Huyền Tôn cùng Hà Dạ Tuyết bọn hắn đang chờ đợi một cái kỳ tích xuất hiện. Quá tàn nhẫn, giết người không nói, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Bọn hắn không nguyện ý trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm thi thể bị người thiêu hủy. Nhất là Hà Dạ Tuyết. Đối với nàng mà nói, thật sự là tan nát cõi lòng đau nhức. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, liền Richard đều khẩn trương tới cực điểm. Hai chân đang run rẩy, hàm răng run rẩy. Trực giác nói cho hắn, tại tiêu hủy Diệp Quân Lâm thi thể thời điểm, sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Chẳng qua hắn nhất định phải tận mắt thấy Diệp Quân Lâm thi thể bị hủy diệt, dạng này khả năng chứng thực Diệp Quân Lâm tử vong. Không phải hắn sẽ không tin tưởng. Sẽ ăn ngủ không yên. Hủy diệt giả trên hai tay chùm sáng ngưng tụ, chậm rãi vươn hướng Diệp Quân Lâm. Xoẹt. Chùm sáng chiếu xạ tại Diệp Quân Lâm trên thân, đem hắn từng chút hòa tan mở. Không có bất kỳ cái gì kỳ tích xuất hiện. Diệp Quân Lâm cũng không có phục sinh chống cự. Cũng không ai có thể cứu Diệp Quân Lâm. Thân thể của hắn bị hủy diệt người hòa tan hết. Phù phù. Richard đặt mông ngồi ngay đó. Oanh. Treo tại hắn tâm khẩu tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Giờ khắc này, hắn trước nay chưa từng có trống rỗng. Phảng phất nhân sinh lập tức mất đi phương hướng. Hết thảy đều là trống không. Từ khi hắn bị chư thần phòng thí nghiệm ủy thác trách nhiệm về sau, một mực đem Diệp Quân Lâm xem như cả đời địch nhân mà đối đãi. Hoặc là nói nhân sinh của hắn mục tiêu chính là đối phó đại hạ, giết Diệp Quân Lâm. Hiện tại Diệp Quân Lâm chết rồi, ngược lại hắn trống rỗng cô đơn. Đông đảo thế lực nhóm nhìn thấy Diệp Quân Lâm bị bắt đầu hòa tan, nhao nhao hét lên kinh ngạc âm thanh, khoa tay múa chân chúc mừng. Mọi người không có người nhìn video thời gian thực hình tượng. Giờ phút này, thời gian thực hình tượng bắt đầu nhảy vọt, có biến hóa mới. Chỉ là tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng, rốt cuộc không ai đi xem đến video. Rút về tất cả drone. Richard bên này còn rút về drone, lần này video hình tượng toàn bộ không có. Vừa rồi biến hóa, không ai biết. Tại Richard bọn hắn xem ra, Diệp Quân Lâm thi thể bị hòa tan hết. Một điểm phục sinh khả năng đều hết rồi. Dù là cường đại hơn nữa công pháp, dù là lại tiên tiến kỹ thuật, đều không làm được đến mức này. Giữa sân, tại tất cả mọi người ngay dưới mắt, hủy diệt giả mạnh mẽ đem Diệp Quân Lâm hòa tan hết. Thi thể của hắn liền thứ cặn bã đều không có còn lại. Hà Dạ Tuyết khí huyết công tâm, một ngụm máu tươi phun ra về sau. Trực tiếp té xỉu đi qua. Đổ Vương cùng Cửu Châu Huyền Tôn bọn hắn tất cả mọi người tuyệt vọng. Đại hạ thiên bảng thứ nhất bị đánh bại không nói. Thi thể bị trực tiếp hòa tan hết. Thảm. Quả thực quá thảm. Đây cũng là sử thượng ngắn nhất đại hạ thiên bảng đệ nhất. Vừa mới trở thành không có mấy ngày, liền vẫn lạc. Kim Cảng đảo trên dưới đều trầm mặc. Tất cả mọi người ở vào thống khổ trong tuyệt vọng. Không chịu nổi một kích.
hủy diệt giả tại tiêu hủy đi những người khác thi thể về sau, cấp tốc rời đi nơi này. Hôm nay về sau, hủy diệt giả đem danh dương thế giới. Hắn nhưng là đơn giết Diệp Quân Lâm. Kỳ thật đông đảo cao thủ cùng một chỗ giết, nhưng Richard sẽ không nói ra đi. Sẽ chỉ nói là hắn một người đơn giết Diệp Quân Lâm. Hà Dạ Tuyết một người dù là nhìn thấy cũng vô dụng. Nói ra không ai tin a. Giết Diệp Quân Lâm phần này công tích, đủ để cho hủy diệt giả trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Hủy diệt giả rời đi. Đỗ Vương nhìn một chút hết thảy trước mắt, cảm thán nói, đi thôi, trở về đi. Đem Thanh Tuyết mang đi, hết thảy đều kết thúc. Diệp tiên sinh cuối cùng vẫn là không có có thể còn sống sót. Quá đáng tiếc, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài a. Cửu Châu Huyền Tôn cảm thán một tiếng, cũng rời đi hiện trường. Lần này, nơi đây không ai. Chỉ lưu lại một bãi vết máu. Diệp Quân Lâm cuối cùng bị hòa tan trở thành một vũng máu. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, bán tiên nửa quỷ xuất hiện. Trên đất kia một vũng máu bỗng nhiên không có. Càng đáng sợ chính là, Diệp Quân Lâm thi thể vậy mà lại xuất hiện. Vết máu biến mất, thi thể xuất hiện. Cái này nếu là những người khác biết, sợ là sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều là giả sao? Không sai. Đều là giả. Bọn hắn nhìn thấy hết thảy đều là bán tiên nửa quỷ sử dụng thuật pháp, nhiễu loạn tất cả mọi người ý thức chỗ sinh ra ảo giác. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Quân Lâm bị hòa tan hết hình tượng căn bản chính là ảo giác. Không chỉ là người qua đường bị ảo giác ấn tượng, tính cả hủy diệt giả đều bị ảnh hưởng. Hắn cho là mình tại hòa tan Diệp Quân Lâm thi thể, kỳ thật đều là giả, đều là hắn đại não sinh ra ảo giác. Chẳng qua hắn đại não khai thác quá mạnh quá mạnh. Có thể nhiễu loạn đến ý thức của hắn sinh ra ảo giác, phải làm cho bán tiên nửa quỷ sử xuất tất cả vốn liếng, đem mạnh nhất thuật pháp lấy ra, dùng cố gắng lớn nhất khả năng lừa gạt đến hắn. Phốc, bán tiên nửa quỷ đi đường thất tha thất thểu, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Hắn kém chút đổ xuống. Vừa mới dùng thuật pháp lừa gạt đến những người khác không khó, nhưng lừa gạt đến hủy diệt giả thật quá khó khăn. Bán tiên nửa quỷ tận cố gắng lớn nhất nhiễu loạn đến hủy diệt giả ý thức. Để hắn sinh ra ảo giác. Nhưng cứ như vậy, đối với hắn tự thân nguyên khí tiêu hao quá lớn quá lớn. Bán tiên nửa quỷ lần này sử dụng thuật pháp để hắn chí ít già yếu 20-30 tuổi. Tóc của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Lừa gạt đến hủy diệt giả, hắn trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. May mắn lừa gạt đến. Bán tiên nửa quỷ lộ ra nụ cười. Kỳ thật bán tiên nửa quỷ chỉ lừa gạt đến người ở chỗ này. Lại lừa gạt không được băng lãnh máy móc. Chẳng qua trước màn hình Richard bọn hắn chỉ nhìn phía trước một chút xíu, xác định hủy diệt giả có thể hòa tan hết Diệp Quân Lâm liền không có lại nhìn. Nếu như bọn hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, liền sẽ phát hiện căn bản không có. Hủy diệt giả bị lừa. Bán tiên nửa quỷ nhìn xem Diệp Quân Lâm thi thể nói, ai, không thể bảo trụ mệnh của ngươi, chỉ có thể bảo trụ thi thể của ngươi. Nguyên lai bán tiên nửa quỷ cũng cho rằng Diệp Quân Lâm chết triệt để. Không cách nào từ hủy diệt giả trong tay bảo vệ hắn mệnh, chỉ có thể bảo trụ thi thể của hắn. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Diệp Quân Lâm, bán tiên nửa quỷ liền biết hắn khó thoát hôm nay kiếp nạn. Vì không liên lụy đến mình, hắn lấy cớ rời đi. Đây chính là ngươi cứu người đại giới. Ngươi nghỉ ngơi đi, thê tử của ngươi ta sẽ cứu. Bán tiên nửa quỷ nói. Phàm là mời bán tiên nửa quỷ ra tay đều phải trả giá thật lớn. Nguyên lai Diệp Quân Lâm đại giới chính là hy sinh tính mạng. Thật tốt táng ngươi đi. Bán tiên nửa quỷ nhìn xem Diệp Quân Lâm thi thể tự lẩm bẩm. Hắn chuẩn bị muốn đem Diệp Quân Lâm thi thể mang đi. Ngay tại lúc này, bán tiên nửa quỷ sắc mặt biến. Không tốt, có người đến. Bán tiên nửa quỷ thuận thế đem Diệp Quân Lâm thi thể thả vào bên cạnh trong biển rộng, sau đó, hắn cũng biến mất. Bán tiên nửa quỷ lão gia hỏa này nguyên khí tiêu hao quá lớn. Thực sự không cách nào kéo lấy Diệp Quân Lâm thi thể rời đi. Một khi làm, sẽ bị người tới phát hiện. Bán tiên nửa quỷ biến mất về sau, mấy người xuất hiện. Bọn hắn là thiên sách phủ mật thám, tiếp vào xảy ra chuyện tin tức về sau, lấy tốc độ nhanh nhất lại tới đây. Lại tới đây, bọn hắn bốn phía xem xét. Xác nhận Diệp Quân Lâm tử vong. Xác nhận về sau, chúng mật thám rời đi. Bán tiên nửa quỷ chờ mật thám rời đi về sau, hắn lại xuất hiện. Lập tức phóng tới bên cạnh đại hải.
hắn sử dụng thuật pháp tìm kiếm Diệp Quân Lâm vị trí. Lại ngạc nhiên phát hiện, Diệp Quân Lâm thi thể không gặp. Không nên a, nơi này gió êm sóng lặng, nước biển không có một tia bất động. Tăng thêm ngắn như vậy thời gian, hắn không có khả năng trôi hướng nơi xa a. Bán tiên nửa quỷ tự lẩm bẩm. Hắn lại nhảy vào trong biển tìm kiếm. Mấy giờ, đem chung quanh hải vực đều tìm một lần. Căn bản không thấy được Diệp Quân Lâm thi thể. Diệp Quân Lâm thi thể vậy mà biến mất. Liền bán tiên nửa quỷ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nên a, hắn không có khả năng còn sống. Hắn thi thể làm sao biến mất? Bán tiên nửa quỷ mộng. Diệp Quân Lâm không có khả năng còn sống. Là Richard hủy diệt giả cùng bán tiên nửa quỷ liên tục xác nhận qua. Bây giờ Diệp Quân Lâm thi thể biến mất, khả năng duy nhất tính chính là Diệp Quân Lâm thi thể bị những người khác vớt đi. Ai, thi thể bảo trụ là được. Bán tiên nửa quỷ rời đi. Cái này đi qua mấy giờ bên trong. Kim Cảng đảo phảng phất phát sinh động đất giống như. Gần như tất cả quyền quý đều chấn kinh, thậm chí đến phổ thông bách tính đều chấn kinh. Đại hạ thiên bảng thứ nhất Diệp Quân Lâm vậy mà tại cảng đảo vẫn lạc. Tại hơn nghìn người nhìn chăm chú, bị người đánh chết tươi, còn hòa tan hết thi thể. Chuyện này lực ảnh hưởng quá lớn. Làm cho tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại. Không chỉ có như thế, đại hạ các nơi cấp tốc cũng biết chuyện này. Diệp Quân Lâm vẫn lạc. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang. Nổ tại đại hạ mỗi trong một cái góc. Đại hạ thiên bảng thứ nhất chết rồi. Tin tức này như là thiên lôi cuồn cuộn. Không thể tin được. Thiên sách phủ mắt trợn tròn. Bảo Long nhất tộc mắt trợn tròn. Viêm Long vệ càng là mắt trợn tròn. Bảy đại tà thần cùng các lớn tà thần thế lực biết về sau, bọn hắn đều muốn điên. Từng cái nổi điên hướng Kim Cảng đảo tiến đến. Không chỉ là bọn hắn, còn có rất nhiều người điên như vậy chạy tới Kim Cảng đảo. Bọn hắn không tin a. Diệp Quân Lâm làm sao lại chết? Liên Diệp Quân Lâm bí mật chiến đội cùng Tây Thiên Vương bọn hắn đều muốn điên. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn cũng không biết. Trước kia Diệp Quân Lâm xuất hiện tình huống, khả năng này là âm mưu, sớm cùng bọn hắn sắp đặt tốt. Nhưng lần này, chuyện xảy ra quá đột ngột. Không có ai biết tình huống như thế nào. Liền một mực cho Diệp Quân Lâm sưu tập tư liệu Tây Thiên Vương cũng không biết. Đạt được Diệp Quân Lâm tử vong tin tức, nàng cực kỳ bi thương. Trời sập. Đại hạ thủ hộ thần, nhất tự Tịnh Kiên Vương vẫn lạc. Hiện tại hắn tà thần truyền nhân thân phận đã bị giải thích rõ ràng. Mọi người biết hắn vẫn như cũ là cái kia đại hạ chiến thần. Nhất là hắn trở thành đại hạ thiên bảng thứ nhất sau. Vô số người phấn chấn. Có hắn tại, nhưng tiếp tục bảo hộ đại hạ. Tính cả thiên sách phủ những cái này đều phục hắn. Phía trước hắn vừa mới vỡ nát âm mưu của địch nhân, giúp đại hạ vãn hồi mặt mũi. Cứu vãn đại hạ tại nguy nan bên trong. Toàn đại hạ nhân dân cảm thấy hy vọng lại tới. Thế nhưng là cái này chưa được mấy ngày, Diệp Quân Lâm vậy mà vẫn lạc. Bị người đánh tới liền thi cốt đều không có lưu lại. Thê thảm. Vô cùng thê thảm. Hết lần này tới lần khác Diệp Quân Lâm bị giết chết một màn là hơn nghìn người trơ mắt nhìn thấy. Một chút cũng không giả. Diệp Quân Lâm thật chết. Tại thiên sách phủ Văn Lôi sau khi lấy được tin tức này. Quả thực là ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng kém chút té xỉu đi qua. Khóe miệng càng là có máu tươi tràn ra. Cái gì, hắn chết rồi, cái này sao có thể? Văn Lôi một mặt không tin. Diệp Quân Lâm chết rồi, thật sự là quá tốt. Không, là ai đã giết hắn? Hắn hẳn là từ ta tự mình giết chết. Lý Tử Nhiễm đầu tiên là hưng phấn, ngay sau đó lộ ra thần sắc tức giận. Vừa nhắc tới Diệp Quân Lâm, cừu hận của nàng giá trị tăng vọt. Tại oán trách là ai giết chết Diệp Quân Lâm, vì sao không phải nàng tự tay giết. Văn Lôi chịu đựng không khóc, cho những người khác dặn dò, tuyệt đối đừng nói cho Quân Quân cùng bà nội nàng cùng Chu Nam Yên. Diệp Quân Lâm vẫn lạc tin tức truyền khắp toàn thế giới. Vẫn là Richard chủ động đứng ra xác định. Diệp Quân Lâm xác định tử vong, thi thể gặp phải hòa tan. Căn bản không có phục sinh khả năng. Đạt được tin tức xác thực, đông đảo đang hoan hô, tinh quốc đang hoan hô. Cùng Diệp Quân Lâm đối địch khu vực đều đang hoan hô. Bọn hắn thả pháo hoa chúc mừng. Bọn hắn làm ngày lễ mà đối đãi. Diệp Quân Lâm tựa như là cắm ở bọn hắn tim đao, không nhổ khó mà đi ngủ. Bây giờ hết thảy đều kết thúc. Diệp Quân Lâm vừa chết, hưng phấn nhất không ai qua được Chiến Ưng Quốc.
đã từng Diệp Quân Lâm một người mang cho bọn hắn thiên đại sỉ nhục. Người người ghi hận trong lòng. Nếu như Diệp Quân Lâm vừa chết, Chiến Ưng Quốc cả nước gieo hò. Bọn hắn thậm chí muốn đem một ngày này thêm vào vì ngày lễ. Richard cùng Hủy Diệt Giả trở thành Chiến Ưng Quốc siêu anh hùng. Hủy Diệt Giả lần thứ nhất xuất hiện tại công chúng trong mắt. Liền thành Chiến Ưng Quốc siêu anh hùng. Mà đạt được chỗ tốt nhiều nhất thì là Richard. Bởi vì kế hoạch giết chết Diệp Quân Lâm, hắn đạt được phần thưởng phong phú. Nguyên bản hắn chỉ là chư thần phòng thí nghiệm một cái người phát ngôn, chỉ có thể tính hạ tầng. Nhưng lúc này đây giết chết Diệp Quân Lâm về sau, hắn trực tiếp được cất nhắc tới chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm tầng. Có được ra vào chư thần phòng thí nghiệm các lớn căn cứ phòng thí nghiệm quyền lợi, đồng thời có thể điều động chư thần phòng thí nghiệm 90% thiết bị cùng nhân viên cao thủ. Cái này khiến Richard kém chút hưng phấn chết. Ý vị này hắn có thể tiếp xúc đến càng hạch tâm kỹ thuật càng thần bí bí mật cùng điều động càng nhiều cường giả. Bên người không còn giới hạn tại Hủy Diệt Giả. Có thể điều động so Hủy Diệt Giả mạnh hơn tồn tại. Chiến Ưng Quốc càng là ban thưởng Richard rất nhiều thế tục đồ vật. Ví dụ như quyền tài những cái này. Chẳng qua Richard không ưa. Hắn mục tiêu chính là trở thành chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm. Song Hỷ Lâm Môn A. Diệp Quân Lâm chết rồi, hắn mục tiêu lại đạt thành. Diệp Quân Lâm thật sự là cảm ơn ngươi A. Ta còn tưởng rằng đời này đều sẽ không trở thành chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm nữa nha. Richard ngửa mặt lên trời cười dài. Richard lập tức lại bắt đầu hứa chính kiệt cải tạo năng lượng thể thí nghiệm. Sau đó không ai ngăn cản. Đông đảo thế lực nhóm cũng cùng Richard đồng dạng hưng phấn. Nếu như Diệp Quân Lâm còn sống, sẽ một mực trấn áp đông đảo võ đạo giới, càng là sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Diệp Quân Lâm vừa chết, kế hoạch của bọn hắn cũng có thể khai triển. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân Lâm sau khi chết có người tưởng niệm, có người điên cuồng, có người hưng phấn, có người nhục mạ. Càng có người thăng quan phát tài. Đây là đối đại hạ trầm thống đả kích. Khoảng thời gian này, hắn vỡ vụn bao nhiêu cái âm mưu của địch nhân. Lúc này Kim Cảng đảo đã muốn bị san bằng. Không biết bao nhiêu cường giả đến nơi này. Tìm kiếm lấy hết thảy manh mối. Nhưng hiện trường trừ đánh nhau vết tích bên ngoài, chỉ có một vũng máu. Vẫn là bán tiên nửa quỷ tận lực thao tác qua. Bọn hắn cái gì cũng không tìm tới. Các huynh đệ, xin nhớ kỹ hai cái danh tự, Richard cùng Hủy Diệt Giả, ta phát thệ nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Kiếm tà thần gào thét. Phải vì chủ nhân báo thù. Báo thù. Bảy đại tà thần cùng tà thần thế lực nhóm nhao nhao hô. Mặt khác đều ghi nhớ, cứ việc chủ nhân không tại, nhưng chủ nhân dạy bảo qua hết thảy chúng ta nhất định phải tuân thủ. Kiếm tà thần ra lệnh. Diệp Quân Lâm không chỉ dùng thực lực chinh phục bọn hắn. Càng là dùng mị lực tin phục bọn hắn. Cái gì, Diệp Quân Lâm chết rồi. Nói có khéo hay không, Thánh Kinh tổ chức vừa mới phái ra 18 lớn hắc ám thiên sứ đến tìm hắn. Đi vào nửa đường, liền truyền ra Diệp Quân Lâm tử vong tin tức. Bọn hắn cũng bị kinh đến. Loại này thích hợp Thánh Kinh tổ chức thiên tài cái này không có rồi. Đám người kinh ngạc. Có thể hay không mọi người đều bị Diệp Quân Lâm cho lừa gạt rồi. Hắn căn bản không chết. Người nói chuyện chính là lúc trước Hỏa Vân tà thần dưới trướng 13 lớn tà thần người mạnh nhất Minh tà thần. Căn cứ chúng ta điều tra tư liệu, có mấy lần Diệp Quân Lâm chính là không chết thành. Lừa gạt tất cả mọi người. Minh tà thần rất khẳng định nói. Trước kia Diệp Quân Lâm không chết tình có thể hiểu, nhưng lúc này đây Diệp Quân Lâm liền thi thể đều bị phá hủy. Mà lại là Richard tận mắt nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm tử vong. Richard nhiều cẩn thận, mọi người đều biết a. Một vị khác hắc ám thiên sứ lần này lý luận sau khi ra ngoài. Đám người tập thể trầm mặc. Đích thật là dạng này. Richard bọn hắn Thánh Kinh tổ chức hiểu rõ. Người khác nói chết rồi, có thể là giả. Nhưng Richard nói chết rồi, tuyệt đối là thật. Tốt a, vậy chúng ta trở về đi. 18 lớn hắc ám thiên sứ lại từ đó đổ trở về. Yên lặng vài ngày về sau, đều không có Diệp Quân Lâm tin tức. Bán tiên nửa quỷ cũng lại không có tra được Diệp Quân Lâm thi thể. Cũng từ đầu đến cuối không có phương diện này manh mối. Chính hắn cũng từ bỏ. Ta hết sức. Chấm. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm thi thể đi đâu rồi đâu? Có cá mập hoặc là cái gì trực tiếp ăn rồi. Vẫn là có người cứu đi rồi. Không có ai biết Diệp Quân Lâm thi thể biến mất sự tình.
trừ bán tiên nửa quỷ bên ngoài, tất cả mọi người coi là Diệp Quân Lâm thi thể bị hòa tan hết. Như vậy Diệp Quân Lâm thi thể đi đâu rồi? Vạn sự đều có nguyên nhân. Không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Để Richard không có ý thức được chính là quốc tế ám võng bên trên vậy mà phát ra tin tức, Diệp Quân Lâm cũng không phải là bị hủy diệt người một người giết chết, hắn là bị rất nhiều cao thủ liên hợp giết chết, hủy diệt giả chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt. Bọn hắn còn đem đến giết Diệp Quân Lâm cao thủ danh sách từng cái liệt ra tới. Cùng Diệp Quân Lâm cùng bọn hắn chiến đấu tất cả chi tiết đều nhất nhất liệt kê ra tới. Đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Richard cùng đông đảo thế lực. Richard cực kỳ chấn kinh. Ám võng tuyên bố người đến cùng thân phận gì. Vậy mà biết chiến đấu tất cả chi tiết. Bọn hắn rõ ràng dùng ngăn cách hết thảy, đối phương là làm sao biết. Cũng không thể nào là đông đảo thế lực nói ra. Đến tột cùng là ai? Hắn còn tuyên bố rất nhiều chứng cứ. Nện chết chuyện này. Hắn tự xưng là Diệp Quân Lâm người sùng bái. Cứ việc Diệp Quân Lâm chết rồi, thế nhưng là chân tướng muốn vạch trần ra tới. Muốn để mọi người biết ngay lúc đó Diệp Quân Lâm là cỡ nào dũng mãnh. Nhưng cuối cùng xong quyền nan địch tứ thủ. Nhưng cũng không phải Richard chỗ tuyên truyền Diệp Quân Lâm một người bị hủy diệt người đánh giết. Trời ạ, nhiều cao thủ như vậy. Đều bị lá chiến thần một người giết hết rồi. Còn có cái vướng víu ở bên người còn có thể giết chết nhiều cao thủ như vậy. Không hổ là đại hạ thiên bảng thứ nhất a. Ngoá nó, kẻ hủy diệt này không giảng võ đức, thật sự là rác rưởi. Một đám hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, chết không yên lành. Chấm. Đám người tán dương Diệp Quân Lâm dũng mãnh lúc, cũng tại thảo phạt Richard cùng hủy diệt giả. Diệp Quân Lâm khi còn sống vĩ đại, sau khi chết như thường vĩ đại. Thậm chí thiên cơ các đều không có đổi mới đại hạ thiên bảng. Tạm thời Diệp Quân Lâm vẫn là đại hạ thiên bảng đệ nhất. Đây cũng là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tình huống. Chết rồi, còn có thể trên bảng, vẫn là đệ nhất. Đây chính là Diệp Quân Lâm mị lực. Nhưng kỳ thật mọi người lý giải cùng thiên cơ các không giống. Thiên cơ các dường như có chút phát hiện, có kiểu khác ý nghĩ. Nhưng là bọn hắn không nói. Những người khác cũng không biết. Thiên cơ các thần bí đến liền thiên sách phủ không biết. Dù sao thiên cơ các liền thánh kinh tổ chức đều có thể tra được. Bọn hắn không đổi mới thiên bảng, còn đem Diệp Quân Lâm xếp tại thứ nhất, sợ là có thâm ý khác. Sau khi biết chân tướng, bảy đại tà thần càng là phẫn nộ. Bọn hắn đã đang bày ra như thế nào báo thù. 18 lớn hắc ám thiên sứ đi vào phương Bắc Châu nơi nào đó, nơi này trời mê man, cát bay đá chạy expulso cuồng phong giận quét. Phía trước có một tòa cự đại màu đen tòa thành. Giống như là cự thú viễn cổ huyết tinh miệng lớn giống như. Thần bí mà khủng bố. 18 lớn hắc ám thiên sứ tiến vào. Tại một chỗ trong đại điện. Bọn hắn đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Một mặt thành kính. Cùng tin giáo đổ đồng dạng cuồng nhiệt. Phía trên cao tòa trên có một đạo mơ hồ bóng đen. Hắc ám thượng đế, Diệp Quân Lâm đã chết rồi, chúng ta không có cách nào dẫn hắn trở về. Minh tà thần cẩn thận nói. Không sai, là chư thần phòng thí nghiệm Richard tự mình thiết kế giết hắn. Tin tức xác nhận không sai. Những người khác nói bổ sung. Chấm. Trầm mặc. Lâu dài trầm mặc. 18 lớn hắc ám thiên sứ quỳ trên mặt đất lo lắng bất an. Bọn hắn không biết hắc ám thượng đế ý nghĩ. Cũng không người nào dám lên tiếng hỏi thăm. Qua đi tới một phút đồng hồ thời gian, đột nhiên một đạo uy nghiêm quỷ dị thanh âm truyền đến. Toàn thế giới đều bị hắn lừa gạt. Oanh! Cái gì? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, hắc ám thượng đế lời này mới ra. 18 lớn hắc ám thiên sứ toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Đôi mắt bên trong đều lộ ra khó mà tin nổi thần sắc. Cái gì? Toàn thế giới đều bị hắn lừa gạt rồi. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm lừa gạt chúng ta? Hắn cũng chưa chết. Một cái đáng sợ nghi vấn tại mọi người trong đầu sinh ra. Oanh! Tựa như là bom, đem tất cả mọi người nổ phải thịt nát xương tan. Tin tức này nếu là truyền đi, sợ là toàn thế giới phải điên mất. Minh tà thần 10 bát đại hắc ám thiên sứ đều lộ ra điên cuồng thần sắc. Cái này sao có thể? Richard thế nhưng là trơ mắt nhìn thi thể bị hòa tan hết. Làm sao lại như vậy? Không đúng, rất có thể mọi người thấy đều là giả tưởng. Kim Cảng Đảo là cái gì? Đại hạ thuật pháp đại sư Chi Hương, chưa chừng có siêu cấp lợi hại thuật pháp đại sư ra tay. Nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác.
Minh Tà Thần đột nhiên kịp phản ứng. Chẳng qua coi như thế, có thể giấu được nhiều như vậy cao thủ sao? Trước đó có người công bố chiến đấu chi tiết, Diệp Quân Lâm đích thật là bị đánh chết a. Chấm. 18 lớn hắc ám thiên sứ vẫn là thảo luận. Bọn hắn ra kết luận, Diệp Quân Lâm tuyệt đối chết rồi, có thể là phía sau thi thể bị thuật pháp đại sư dùng thuật pháp cấp cứu. Hắc ám thượng đế thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, ta nhìn chúng người sẽ không kém. Chỉ là để ta không nghĩ tới chính là. Nói đến một nửa, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Đám người càng phát ra không rõ hắc ám thượng đế đây là ý gì. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm làm ra cái gì vượt quá hắn dự liệu sự tình? Không, bản thân Diệp Quân Lâm nếu là còn sống chính là kỳ tích. Chẳng qua nghe ngữ khí, dường như Diệp Quân Lâm còn sống đối hắc ám thượng đế đến nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngoài ý muốn chính là có sự tình khác. Hy vọng chỉ là trùng hợp đi. Hắc ám thượng đế liên tục thở dài thanh âm quanh quẩn tại trong thành bảo, dường như sấm sét. Mọi người càng là nghe được chóng mặt. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm trên thân còn có cái gì có thể để cho hắc ám thượng đế sợ hãi? 18 lớn hắc ám thiên sứ rõ ràng nhất hắc ám thượng đế mạnh bao nhiêu? Đây chính là như thần tồn tại. Có thể so sánh chư thần phòng thí nghiệm cực đoan tồn tại. Thiên sách phủ thiên cơ các bên trong. Một bóng người đi vào. Hắn có chút khom người, đứng tại thiên cơ các trước đại lâu, lấy đó tôn trọng. Làm sao ngươi tới rồi? Bên trong truyền tới một thanh âm. Có chút biểu thị kinh ngạc. Ta chỉ là đến chứng thực Diệp Quân Lâm phải chăng chết rồi. Cái này người nói. Quả nhiên chỉ có ngươi đang hoài nghi chuyện này. Ha ha. Bên trong truyền tới tiếng cười. Như vậy đáp án đâu? Cái này người tiếp tục hỏi. Ha ha ha. Thiên cơ các chỉ là truyền ra tiếng cười. Ta biết. Cái này người quay người rời đi. Chấm. Kinh thành cái nào đó trong tứ hợp viện. Đây là áo vải sát thần chỗ ở. Dứt bỏ võ đạo thực lực đến nói, áo vải sát thần cũng là đại thổ hào. Hắn tại kinh thành lại có 6 bộ tứ hợp viện. Khu vực đều là trung tâm. Tùy tiện một bộ tứ hợp viện đều là mấy trăm triệu giá trị. Hắn khoảng chừng 6 bộ A, cái này còn không bao gồm cái khác bất động sản những thứ này. Huống chi áo vải sát thần hành tung bất định, tại địa phương khác cũng có bất động sản loại hình. Áo vải sát thần ngay tại uống trà đến bình phục tâm tình của hắn. Khoảng thời gian này Diệp Quân Lâm vẫn lạc, để hắn không thể nào tiếp thu được. Diệp Quân Lâm là hắn gặp được mạnh nhất đối thủ, cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Cứ việc Diệp Quân Lâm lấy bác sĩ thân phận xuất hiện, nhưng hắn vẫn là nhận ra được. Hắn vẫn nghĩ tìm cơ hội báo đáp cái này ân tình. Hiện tại xem ra là không có. Ai? Áo vải sát thần thở dài một hơi. Siêu. Lúc này áo vải sát thần tai cánh vỗ. Nghe ra đến bên ngoài có động tĩnh. Ai? Áo vải sát thần kinh hô một tiếng. Tòa này tứ hợp viện trước mắt chỉ có hắn một người. Đồ đệ quản gia những cái này đều bị hắn hô đi. Trong tứ hợp viện dù là có một con côn trùng đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Làm sao lại có động tĩnh? Oanh! Áo vải sát thần hóa thành một luồng sấm sét xuất hiện tại trong sân. Trực tiếp hướng động tĩnh phát ra lao đi. Đối mặt đứng một người. Ai? Hắn lạnh lùng lên tiếng. Hắn mắt sáng như đuốc, rơi vào trên mặt người kia. Cái gì? Khi thấy rõ cái này mặt người cho thời điểm, hắn lộ ra cực độ sợ hãi thần sắc tới. Không thể tin. Vậy mà là ngươi. Áo vải sát thần mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. Áo vải sát thần vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, vừa mới còn tại thở dài Diệp Quân Lâm qua đời. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở trước mặt mình. Đây cũng không phải là quỷ hoặc là ảo giác. Đây là thực sự Diệp Quân Lâm. Hắn lại còn sống. Áo vải sát thần rất kích động, thật nghĩ giống một cuống họng. Thế nhưng là không phát ra được thanh âm nào. Ta hiện tại chỉ có thể tìm ngươi. Diệp Quân Lâm cười cười. Hắn đến tìm áo vải sát thần nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, thế nhân đều biết áo vải sát thần trúng độc, cứ việc sống, nhưng thực lực mức độ lớn giảm xuống. Thực tế bị Diệp Quân Lâm chữa khỏi, hắn đã phai nhạt ra khỏi thế nhân tầm mắt, cùng chết không có khác nhau. Căn bản không ai chú ý. Thứ hai, cùng đông đảo thế lực có liên quan Hách Vũ Hiên là áo vải sát thần đồ đệ. Thứ ba, áo vải sát thần có thế lực, có thể đến giúp Diệp Quân Lâm. Thật sự là quá tốt. Áo vải sát thần ngàn vạn lời rót thành một câu. Không sai. Diệp Quân Lâm còn sống. Hắn không chết.
Thiên Cơ Các cùng Hắc Ám Thượng Đế đã biết đáp án. Cho nên Thiên Cơ Các không có đổi mới Đại Hạ Thiên Bảng, Hắc Ám Thượng Đế cũng cho 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ trả lời. Diệp Quân Lâm vì sao không chết? Lúc trước hắn rõ ràng tại ác chiến các đại cao thủ sau vô kế khả thi, bó tay hết cách, chỉ có thể mặc cho hủy diệt giả đem hắn đánh giết. Thi thể không có hủy đi là bởi vì bán tiên nửa quỷ vị này thuật pháp đại sư tồn tại. Nhưng hắn làm sao có thể không chết? Có người cứu hắn? Không phải. Cái này căn bản là Diệp Quân Lâm chính mình nguyên nhân. Khi đó giết sạch tất cả mọi người, hết lần này tới lần khác hủy diệt giả xuất hiện. Diệp Quân Lâm đích thật là sơn cùng thủy tận. Nhưng hắn còn có một thứ. Cấm kỵ thuật. Lúc trước tỏa long liên khóa lại hắn, Diệp Quân Lâm là lần đầu tiên sử dụng cấm kỵ thuật. Nhưng khi đó không có người nhìn xem hắn, không có ai biết hắn dùng cấm kỵ thuật. Nhưng lần này đông đảo người nhìn xem, nhất là Richard bọn hắn đều nhìn chằm chằm, tương đương với toàn thế giới đều đang chăm chú hắn. Hắn một khi sử dụng cấm kỵ thuật liền sẽ bại lộ. Vừa mới bại lộ, không biết sẽ đối sư phụ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Dựa theo sư phụ xuất quỷ nhập thần thần kỳ, Diệp Quân Lâm cũng không nguyện ý bại lộ. Diệp Quân Lâm là cái tuân thủ lời hứa người. Nhất là đối với hắn có sống lại tri ân sư phụ. Cấm kỵ thuật có thể không sử dụng liền không sử dụng. Nhưng cái này đều phải chết, có thể không cần sao. Một khi dùng cấm kỵ thuật, hủy diệt giả dù là mạnh hơn, Diệp Quân Lâm cũng có thể đánh giết, hắn có thể còn sống sót. Thế nhưng là, dạng này lá bài tẩy của hắn cùng cấm kỵ thuật thậm chí sư phụ triệt để bại lộ cho Richard. Càng đáng sợ chính là âm thầm không biết có bao nhiêu ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm ngươi. Chư thần phòng thí nghiệm, thánh kinh tổ trước đây đều là ẩn số. Dù là thiên sách phủ bảo long nhất tộc những cái này Diệp Quân Lâm đều không yên lòng. Hắn không thể bại lộ lá bài tẩy của mình. Vậy làm sao bây giờ? Vẫn là phải dùng cấm kỵ thuật. Chẳng qua chỉ có thể dùng một nửa. Cấm kỵ thuật không chỉ có một loại, Diệp Quân Lâm nắm giữ có rất nhiều loại. Có một loại cấm kỵ thuật tên là lừa dối. Cái này môn cấm kỵ chi thuật có chút thần kỳ. Một khi sử dụng tại người nào đó hoặc là trên người mình, như vậy mình hết thảy khí tức biến mất, hết thảy khí cơ biến mất. Vô luận có nhiều người lợi hại, hoặc là máy móc có bao nhiêu tiên tiến, đều kiểm tra đo lường không đến người tồn tại. Phảng phất người từ trên đời này biến mất đồng dạng. Nếu như ngươi không phải tận mắt đụng phải, như vậy ngươi đem làm sao cũng không tìm tới người này. Vô luận ngươi lớn bao nhiêu thần thông, đều không thể phát giác được người này tồn tại. Diệp Quân Lâm một mực hoài nghi sư phụ chính là dùng cái này môn cấm kỵ chi thuật giấu trong tù. Cứ như vậy, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Đến sử dụng một khắc này, Diệp Quân Lâm khẳng định sư phụ khẳng định dùng cái này nhóm cấm kỵ thuật. Cho nên bao nhiêu năm rồi, đều không ai đi tìm hắn. Cái này môn cấm kỵ chi thuật đương nhiên có thể dùng đến giả chết. Chẳng qua Diệp Quân Lâm không dám hoàn toàn sử dụng, dù sao bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Không được lừa dối hiệu quả, ngược lại sẽ bại lộ. Cho nên Diệp Quân Lâm dùng cái này môn cấm kỵ chi thuật một nửa. Về phần một nửa khác, Diệp Quân Lâm vận dụng cấm kỵ thuật, che đậy khí tức của mình. Một bước này là nhằm vào những cái kia cao nhân thuật pháp đại sư. Thí dụ như ngươi giả chết. Trái tim bất động, hết thảy đều đình chỉ. Tại hiện đại dụng cụ hoặc là người bình thường trước mặt chính là đều chết hết, không phát hiện ra được. Lại thế nào kiểm tra đều là chết rồi. Thế nhưng là thuật pháp đại sư, thông tục điểm nói loại kia tính là mệnh lớn sư, bọn hắn có thể tra được ngươi khí cơ còn tồn tại, căn bản liền không gạt được bọn hắn. Cũng tỉ như lúc trước Diệp Quân Lâm tìm không thấy Lý Tử Nhiễm thời điểm, hắn coi là chết rồi. Kết quả một cái nho nhỏ vô song thành lại tra được Lý Tử Nhiễm còn sống. Bởi vì bọn hắn tại Lý Tử Nhiễm trên thân lưu lại ấn ký. Ấn ký phá diệt, mới đại biểu Lý Tử Nhiễm chết rồi. Nhưng khi đó ấn ký không có phá diệt, liền đại biểu Lý Tử Nhiễm còn sống. Hiện tại đạo lý giống nhau. Những cái kia thuật pháp đại sư cùng cường giả tuyệt đỉnh nhóm bọn hắn có thể cảm nhận được một người khí cơ có tồn tại hay không. Lấy phán đoán chết sống. Richard như vậy người cẩn thận, kỳ thật dù là nhìn thấy Diệp Quân Lâm thi thể bị hòa tan. Hắn cũng vẫn là không yên lòng. Hắn tìm đến Nguyên Thủy Bộ Lạc Bà Cốt cùng phương Tây cái nào đó giáo đình đặc cấp cha xứ còn có cái nào đó vu bà, đến xem xét Diệp Quân Lâm là có hay không chết rồi. Những cái này cha xứ bọn hắn kỹ năng cùng đại hạ thuật pháp đại sư không sai biệt lắm. Bọn hắn mảy may xem xét không đến Diệp Quân Lâm khí cơ.
xác định Diệp Quân Lâm chính là chết. Richard lúc này mới yên tâm. Diệp Quân Lâm dùng một nửa cấm kỵ thuật chính là vì lừa qua bọn hắn. Để bọn hắn biết mình chết rồi. Không phải giả chết, là thật chết. Về phần dùng một nửa nguyên nhân là mơ hồ cấm kỵ thuật, không khiến người ta tra xét ra, cho sư phụ mang đến phiền phức. Về phần một nửa khác, muốn đổ cho Diệp Quân Lâm gần đây đối với các loại y thuật nghiên cứu. Vì chữa khỏi Lý Tử Nhiễm cùng chữa khỏi lúc ấy bị phế sạch đại hạ thiên kiêu nhóm, Diệp Quân Lâm gần như lật khắp sư phụ lưu cho hắn tất cả cổ sách thuốc. Cho nên Diệp Quân Lâm mình vận dụng y thuật, tạo thành mình một cái giả chết trạng thái đặc thù. Lấy hắn y thuật tạo nghệ, tạo thành trạng thái chết giả, căn bản không ai điều tra ra. Lại tăng thêm cấm kỵ thuật một nửa phụ trợ. Cứ như vậy, hắn chính là thật chết. Bất luận kẻ nào đều lừa qua. Đương nhiên quá lợi hại chưa từng lừa. Ví dụ như Hắc Ám Thượng Đế cùng Thiên Cơ Các. Càng đáng sợ chính là Hắc Ám Thượng Đế phát hiện một chút manh mối, từ hắn kia đoạn hoài nghi lời nói bên trong có thể thấy được hắn phát hiện cấm kỵ thuật. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm dùng một nửa, chính hắn cũng khó xác định. Mới có như thế nghi hoặc. Nếu là Diệp Quân Lâm trực tiếp dùng cấm kỵ thuật, Hắc Ám Thượng Đế tuyệt đối phát hiện. Như vậy sư phụ hắn thân phận hoặc là cái khác liền bại lộ. Bởi vậy tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Quân Lâm vận dụng y thuật để cho mình ở vào trạng thái chết giả, lại sử dụng một điểm cấm kỵ thuật ngăn cách khí cơ. Lừa qua tất cả mọi người, bao quát thuật pháp đại sư bán tiên nửa quỷ cửu châu huyền tôn những người này. Mặc dù là trạng thái chết giả, nhưng Diệp Quân Lâm ý thức thanh tỉnh, biết phát sinh hết thảy. Chẳng qua để Diệp Quân Lâm không nghĩ tới chính là Richard lại muốn hủy diệt giả hủy đi thi thể của hắn. Khi đó hắn tiếp tục giả chết, thân thể thật sẽ bị hòa tan hết. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Quân Lâm biết có thuật pháp đại sư ra tay. Đằng sau phát hiện là bán tiên nửa quỷ. Đằng sau bán tiên nửa quỷ đem hắn ném vào đại hải về sau, hắn trực tiếp rời đi. Áo vải sát thần kiên nhẫn nghe xong Diệp Quân Lâm miêu tả hết thảy. Áo vải sát thần sờ lên cằm, nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, ta có cái nghi vấn. Cái gì, đã lúc ấy bán tiên nửa quỷ sử dụng thuật pháp làm cho tất cả mọi người sinh ra ảo giác, từ đó coi là thi thể của ngươi bị hòa tan hết. Thế nhưng là Richard bọn hắn thế nhưng là dùng phi hành khí chờ máy móc truyền về thời gian thực hình tượng quan sát. Bán tiên nửa quỷ lợi hại hơn nữa, cũng không thể đem trước màn hình người cũng mê hoặc đi. Áo vải sát thần thua nói ra nghi vấn. Không sai, Richard lúc ấy không xem thêm. Nhưng hủy diệt giả bắt đầu hòa tan Diệp Quân Lâm thi thể, hắn là thấy rõ ràng. Hắn là thế nào bị mê hoặc? Đối mặt áo vải sát thần nghi hoặc, Diệp Quân Lâm không nói gì. Hắn chậm rãi vén lên quần áo, lộ ra vết thương máu chảy rầm rề tới. Cái này, áo vải sát thần đều muốn kinh ngạc đến ngây người. Hắn hiểu được hết thảy. Nguyên lai ngay từ đầu hủy diệt giả hòa tan Diệp Quân Lâm thi thể một màn là thật. Diệp Quân Lâm thật bị thoải mái hủy diệt giả trùm sáng năng lượng cho làm bị thương đẫm máu. Chỉ là đằng sau bán tiên nửa quỷ mới sử dụng thuật pháp mê hoặc mọi người. Đây cũng là vì sao Richard không có hoài nghi nguyên nhân. Bởi vì hắn nhìn thấy mở đầu một bộ phận căn bản là thật. Thời gian thực truyền về hình tượng không có khả năng là giả. Phía sau hình tượng là chính bọn hắn không thấy được mà thôi. Vết thương của ngài không có sao chứ? Áo vải sát thần lập tức hỏi. Thương thế của ta không ngại, ta bản thân liền là bác sĩ. Đều là chút bị thương ngoài da, rất nhanh liền có thể tốt. Diệp Quân Lâm một mặt không quan trọng. Không biết vì sao, áo vải sát thần có chút đau lòng. Dựa theo niên kỷ đến nói, hắn làm Diệp Quân Lâm ca ca cũng không quá đáng. Diệp Quân Lâm trong mắt hắn như là hài tử. Nhưng chính là đứa nhỏ này vậy mà gánh vác hộ vệ đại hạ trách nhiệm. Lần lượt mình đầy thương tích. Lần lượt nhiều lần sắp tử vong. Diệp tiên sinh đã ngươi còn sống, ngươi khẳng định phải có hành động a. Áo vải sát thần đã đoán được Diệp Quân Lâm muốn hành động. Ta đây không phải đến tìm ngươi sao? Hiện tại ta không thể tìm bất luận cái gì bộ hạ, như thế sẽ bại lộ ta sống. Diệp Quân Lâm cười cười. Diệp tiên sinh cần ta làm cái gì? Cứ việc nói. Áo vải sát thần nói. Hiện tại không ai biết hắn thực lực vẫn còn tồn tại, thậm chí so trước kia càng mạnh. Hắn có thể tốt hơn trợ giúp Diệp Quân Lâm. Ngươi vẫn đang ngó chừng đồ đệ Hách Vũ Hiên a? Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng, không sai, ta đã đại khái nắm giữ hắn tại Đông Đảo hành tung. Áo vải sát thần trả lời.
Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, lần này đông đảo thế lực cùng Richard còn có chư thần phòng thí nghiệm giết ta, khẩu khí này ta nuốt không trôi, ta muốn lấy lại danh dự. Lần lượt báo thù. Đông đảo thế lực chính là ta báo thù bước đầu tiên. Ta cần người trợ giúp ta, thông qua Hách Vũ Hiên tra ra tổ chức này hết thảy. Diệp Quân Lâm đã là sát ý ngập trời. Hắn muốn báo thù. Đông đảo thế lực, Richard những người này hắn sẽ lần lượt tìm tới cửa. Một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhất là hủy diệt giả. Diệp Quân Lâm vì giả chết, bạch bạch chịu tiểu tử này một trận quyền đầu. Diệp Quân Lâm thế tất sẽ gấp bội hoàn trả. Được rồi, không có vấn đề, chuyện này ta không chối từ. Áo vải sát thần gật gật đầu. Vừa vặn gần đây hắn tại Hách Vũ Hiên trên thân có trọng đại đột phá. Đây cũng là Diệp Quân Lâm chủ yếu tìm hắn nguyên nhân. Đi tìm Tây Thiên Vương tra những cái này, rất dễ dàng rút dây động rừng không nói. Huống chi gần đây Tây Thiên Vương bọn hắn gần đây tương đương với trời sập. Đoán chừng đều từ bỏ cha cái này cha kia. Vậy thì tốt, nhanh lên đi. Ngày mai ta liền trực tiếp tiến về Đông Đảo. Lần thứ ba nhập Đông Đảo. Hai lần trước đều quấy nhiễu chính là long trời lở đất. Lần này ta muốn để Đông Đảo trời sập. Từ nay về sau để bọn hắn sợ hãi ta, sống ở ta trong bóng tối. Ta muốn để bọn hắn vừa nghe đến ta Diệp Quân Lâm danh tự, liền sợ hãi run rẩy. Dọa đến hôn mê. Diệp Quân Lâm khí thế như rồng, áo vải sát thần đều nhìn ngốc. Nếu như là người khác nói như vậy, hắn khẳng định là cho rằng tại kéo con bê. Nhưng đây là Diệp Quân Lâm. Còn sống Diệp Quân Lâm à. Giờ khắc này, áo vải sát thần rất là chờ mong. Hắn chính là giờ khắc này người chứng kiến, cũng là người tham dự. Hắn sống lâu như vậy, còn không bằng Diệp Quân Lâm ngắn ngủi 20-30 năm. Hắn dám một mình đi đông đảo đại náo thiên cung. Ai có thể làm được? Tốt, ta lập tức thu xếp hết thảy. Ta sẽ vận dụng tất cả nhân mạch cùng thế lực tới làm đây hết thảy. Áo vải sát thần nói xong lời cuối cùng, mặt lộ vẻ khó xử, chẳng qua ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Cái gì, ngươi nói? Xin mang bên trên ta, ta muốn sống thêm ra một cái thành tựu đến. Áo vải sát thần nói. Diệp Quân Lâm nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Lúc đầu hắn là muốn một người tiến về. Chẳng qua mang lên hắn cũng coi như có thể. Thứ nhất, áo vải sát thần rất mạnh. Thứ hai, hắn đã phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt. Đúng, lần trước giao thủ phát hiện tiền bối ngươi công pháp có chút sai lầm. Diệp Quân Lâm từ sư phụ nơi nào truyền thừa đến, quả thực bao hàm toàn diện. Thậm chí có thể nói là thiên hạ võ học căn nguyên. Các loại công pháp chiến kỹ nói cho cùng vẫn là loại suy. Cho nên Diệp Quân Lâm có thể nhìn ra áo vải sát thần sơ hở cùng thế yếu. Đối mặt Diệp Quân Lâm chỉ đạo, áo vải sát thần không có chút nào dám khinh thường, nghiêm túc lắng nghe tổng kết. À, thì ra là thế, trách không được, ta hiểu. Lại còn có thể dạng này. Ông trời ơi, cái này cũng được. Ta sắp điên. Chấm. Một đêm, trong tứ hợp viện quanh quần áo vải sát thần tiếng thán phục. Trải qua Diệp Quân Lâm chỉ đạo về sau. Áo vải sát thần tại võ học bên trên rất nhiều bình cảnh nghi vấn đều dẫn lưỡi đao mà giải. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, so tay cầm thần kiếm thương khung hắn đều mạnh hơn ra một cái cấp độ tới. Không nói những cái khác, muốn là một đối một. Trước đó vài ngày giết Diệp Quân Lâm những cao thủ kia không có một cái có thể thắng hắn. Đương nhiên hủy diệt giả ngoại trừ. Diệp Quân Lâm cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu. Trước đó Diệp Quân Lâm cảm thấy áo vải sát thần còn chưa đủ mạnh. Hiện tại rốt cục đến một người trợ thủ tiêu chuẩn. Hôm sau, hai người thần thái sáng láng. Áo vải sát thần là bởi vì thực lực đột phá, đến một cái cấp bậc cao hơn. Diệp Quân Lâm là trải qua một đêm trị liệu, thân thể thương thế khôi phục càng tốt hơn. Đã tốt 6-7 thành. Không được bao lâu, Diệp Quân Lâm thân thể liền có thể triệt để khôi phục. Diệp tiên sinh nếu không chờ ngươi triệt để khôi phục tốt, lại đi đông đảo. Áo vải sát thần dò hỏi. Hắn chủ yếu lo lắng Diệp Quân Lâm thương thế. Không, liền phải hiện tại đi, càng nhanh càng tốt, giết bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Quân Lâm một mặt kiên định. Áo vải sát thần gật gật đầu, tốt, ta cái này đi thu xếp. Rất nhanh áo vải sát thần thu xếp thỏa đáng. Ta vẫn là cần dịch dung, người dễ không dịch dung tùy tiện đều được. Diệp Quân Lâm ngay trước áo vải sát thần mặt thể hiện ra cổ xưa dịch dung thuật. Rất nhanh biến thành một người khác. Áo vải sát thần cũng chưa nhận ra được. Diệp tiên sinh, ta cũng dịch dung đi, thuận tiện làm việc.
Áo vải sát thần cười cười. Đang lúc Diệp Quân Lâm muốn cho áo vải sát thần dịch dung lúc, bên ngoài truyền đến thanh âm, sư tôn. Hỏng bét, là Hách Vũ Hiên. Áo vải sát thần sắc mặt đại biến, hắn nghe ra Hách Vũ Hiên thanh âm. Hách Vũ Hiên trời sinh tính đa nghi, bằng không thì cũng không thể một mực giấu giếm thân phận tiềm ẩn tại áo vải sát thần bên người. Trọng yếu nhất chính là tiểu tử này vậy mà là cái đông đảo người. Áo vải sát thần lo lắng hắn nhìn thấy Diệp Quân Lâm sau sẽ xảy ra chuyện, vạn nhất phát giác được dấu vết để lại. Như vậy chỉ có giết hắn. Chẳng qua trước mắt còn không thể giết hắn a. Hắn giữ lại còn hữu dụng đâu. Hách Phú Hiên rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ, điên mất áo vải sát thần, nhưng vì sao còn tại đại hạ lắc lư? Một là chính hắn không biết đã bại lộ. Hai là hắn đoán chừng có nhiệm vụ mới. Áo vải sát thần suy nghĩ công phu, Hách Phú Hiên cùng mấy người đã đi vào rồi. Nhìn thấy áo vải sát thần một bộ muốn ra cửa dáng vẻ, Hách Phú Hiên lập tức hỏi, sư tôn ngài cái này là muốn đi đâu? Áo vải sát thần đã khôi phục cảm xúc. Sư tôn muốn đi một chuyến đông đảo. Áo vải sát thần không nhanh không chậm nói, đại não nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến sau này thế nào ứng đối. Đông đảo. Hách Phú Hiên mấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Sư tôn ngài muốn đi đông đảo làm gì? Hách Phú Hiên hỏi. Ta muốn đi thăm viếng một vị cố nhân. Áo vải sát thần còn chưa kịp giải thích. Hách Phú Hiên ánh mắt rơi vào Diệp Quân Lâm trên thân. Sư tôn vị này là? Hách Phú Hiên hỏi. Phía sau hắn mấy cái áo vải sát thần đồ đệ cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Giờ khắc này, áo vải sát thần khẩn trương cực. Sợ Hách Phú Hiên có chút phát giác. Chỉ là tiếp xuống Diệp Quân Lâm ứng đối để áo vải sát thần trợn mắt hốc mồm. Diệp Quân Lâm mở miệng, vậy mà nói một hơi lưu loát đông đảo ngữ. Áo vải sát thần đọc lướt qua rất rộng, đã từng cũng cùng đông đảo kiếm đạo đại sư giao thủ qua, hiểu được một điểm đông đảo ngữ. Thế nhưng là nghe được Diệp Quân Lâm nói, hắn đều chấn kinh. Phảng phất Diệp Quân Lâm là sinh trưởng ở địa phương đông đảo người đồng dạng. Tính cả Hách Phú Hiên cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn là đông đảo người, biết Diệp Quân Lâm ngôn ngữ cái gì trình độ. Bao quát Diệp Quân Lâm ngữ khí quen thuộc chờ một chút, chính là đông đảo người. Đây đối với Diệp Quân Lâm đến nói cũng không khó. Trước kia sáng sớm huấn luyện đặc công khoa mục thời điểm, ngôn ngữ cùng từng cái quốc gia khu vực hành vi quen thuộc đều là kiến thức cơ bản. Nắm giữ càng tinh thông, người tử vong xác suất lại càng nhỏ. Cho nên lúc đó tất cả mọi người là lấy mạng đi học những cái này. Diệp Quân Lâm khinh thường tại học ngoại bang loại vật này. Chẳng qua vì nhiệm vụ không có cách nào. Không có nghĩ đến lúc này dùng đến. Diệp Quân Lâm ý tứ rất đơn giản. Hắn đến từ đông đảo quốc Cửu Châu đảo, là áo vải sát thần cố nhân, cũng chính là cái nào đó đồ đệ hậu nhân, chuyên tới để tiếp áo vải sát thần. Hách Phú Hiên cùng chúng các đồ đệ đều biết áo vải sát thần môn đồ trải rộng thiên hạ. Tại đông đảo có mấy cái môn sinh không phải hiếm lạ sự tình. Trọng yếu nhất chính là Diệp Quân Lâm đông đảo ngôn ngữ cùng ngữ khí quen thuộc những cái này, để Hách Phú Hiên không có chút nào hoài nghi lý do. Thì ra là thế. Hách Phú Hiên cười cười nói, sư tôn ngài muốn đi đông đảo nói với ta a, đông đảo là ta sân nhà a. Hách Phú Hiên nhân thiết chính là tại đông đảo phát triển. Áo vải sát thần lĩnh hội tới Diệp Quân Lâm ánh mắt, đáp ứng lập tức, được. Người đi chuẩn bị đi. Được rồi, sư tôn không có vấn đề. Hách Phú Hiên hưng phấn rời đi. Bọn người đi về sau, áo vải sát thần có chút không hiểu nói, Diệp tiên sinh ngươi kiểu nói này để chúng ta lâm vào bị động a. Ta đích xác tại đông đảo có môn sinh, nhưng ngài cứ như vậy, chúng ta liền phải lập càng nhiều lời nói dối. Đến lúc đó sợ là muốn bại lộ a. Diệp Quân Lâm lại là cười cười, không cần sợ. Vì sao? Áo vải sát thần có mấy phần không hiểu. Bởi vì hắn muốn giết ngươi. Diệp Quân Lâm một câu để áo vải sát thần toàn thân run một cái. Dần dần phải nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn biến. Kỳ thật đối Hách Phú Hiên đến nói, mặc kệ ngươi lý do gì, hắn phải trọng điểm tại một việc bên trên, ngươi muốn đi đông đảo. Cái này với hắn mà nói là lập công cho chủ tử biểu hiện cơ hội thật tốt. Có thể đem ngươi giết, cũng là đối đại hạ võ đạo giới đả kích. Chỉ cần ngươi rời đi đại hạ, tiến về đông đảo, đây đối với hắn là cơ hội cực tốt. Hắn sẽ động thủ giết ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại hẳn là cho chủ tử phát tin tức đi. Một khi chúng ta tiến vào đông đảo, sớm đã có sát cục chờ lấy chúng ta. Diệp Quân Lâm cười nói. Áo vải sát thần mặc dù cực không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây là sự thật.
hắn ban đầu là mắt bị mù. Vậy mà thu Hách Vũ Hiên làm đồ đệ. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là ngươi thực lực chẳng những khôi phục, mà lại so trước kia càng kinh khủng. Huống chi còn có ta. Diệp Quân Lâm thanh âm lại vang lên. Dạng này kỳ thật tốt nhất, ngược lại có thể từ Hách Vũ Hiên trên thân dẫn dắt đến người ở sau lưng hắn trên thân, chúng ta có thể lại càng dễ phát hiện. Áo vải sát thần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Diệp Quân Lâm nói không sai. Hách Vũ Hiên đã hướng đông đảo thế lực phát tin tức, xưng áo vải sát thần ngay lập tức sẽ tiến về đông đảo. Đông đảo thế lực cùng Hách Vũ Hiên đồng dạng, đối với áo vải sát thần cụ thể đến đông đảo làm gì không có bất cứ hứng thú gì. Huống chi Diệp Quân Lâm chinh phục Hách Vũ Hiên, hắn không còn hoài nghi. Bọn hắn chỉ để ý áo vải sát thần đến đông đảo chuyện này. Quá tốt, vừa mới đại hạ thiên bảng thứ nhất bị giết, nếu như áo vải sát thần vị này đã từng thiên bảng thứ hai lại bị giết, như vậy đại hạ đem lại thụ đả kích. Người tới, lập tức an bài nhân thủ, áo vải sát thần mặc dù độc giải, nhưng thực lực giảm đi nhiều. Chúng ta không cần phái ra quá nhiều cao thủ liền có thể giết hắn. Chấm. Một trận sát cục đã đang chờ Diệp Quân Lâm hai người. Chẳng qua Hách Vũ Hiên cùng thế lực sau lưng coi là áo vải sát thần tại tầng thứ nhất, bọn hắn tại tầng thứ hai. Kết quả Diệp Quân Lâm hai người tại tầng thứ năm nhìn xem bọn hắn. Không, hẳn là tầng khí quyển. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến Diệp Quân Lâm còn sống, thậm chí còn đi đông đảo báo thù. Vẫn là Hách Vũ Hiên mang theo bọn hắn đi. Chủ động mang theo đi. Rất nhanh Diệp Quân Lâm mấy người chuẩn bị kỹ càng, đi theo Hách Vũ Hiên tiến về đông đảo. Nửa đường Hách Vũ Hiên cùng thế lực sau lưng liên hệ, công bố bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Vừa nghĩ tới áo vải sát thần chết ở trong tay chính mình, Hách Vũ Hiên vô cùng kích động. Hắn sẽ tại trong tổ chức địa vị cao hơn. Trên đường, Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần đã đem đông đảo vị nào cố nhân tin tức thu xếp thỏa đáng. Hiện tại liền xem như Hách Vũ Hiên đi thăm dò, cũng không tra được cái gì. Giờ phút này, bọn hắn không biết là áo vải sát thần muốn tới đông đảo tin tức đã tại đông đảo bên trong truyền khắp. Đông đảo các phương đều ngo ngoe muốn động, đều nghĩ nhìn tận mắt đại hạ vị này đã từng truyền kỳ vẫn lạc. Đông đảo quốc cửu châu đảo. Sau khi hạ xuống, Hách Vũ Hiên đã an bài tốt cỗ xe đưa đón. Dần dần cỗ xe mở ra khu náo nhiệt, càng đi càng lệch. Diệp Quân Lâm hai người nơi nào không biết tâm tư của bọn hắn. Cái này không thích hợp à, đường này không đúng. Diệp Quân Lâm cố ý hỏi. Hách Vũ Hiên cười cười, ta chỉ là có cái lễ vật nghĩ đưa cho sư tôn. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi đưa ta cái gì. Áo vải sát thần thậm chí lộ ra một bộ mong đợi thần sắc. Mảy may không có hoài nghi gì. Hách Vũ Hiên khóe miệng lộ ra một vòng không hiểu ý cười. Mình người sư phụ này thực lực mạnh, chính là quá tín nhiệm đồ đệ của mình. Sau đó không lâu, cỗ xe đi vào vắng vẻ trong núi sâu. Sắc trời cũng dần dần trở tối, một cỗ túc sát chi khí ở trong thiên địa tràn ngập. Sư tôn đến, ta đi trước cầm lễ vật. Hách Vũ Hiên lấy cớ xuống xe. Trong xe ngồi Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần liếc mắt nhìn nhau. Đến sống. Diệp Quân Lâm cười cười. Trong thời gian này, từ Hách Vũ Hiên tại đại hạ liên hệ người khác, cùng tại đông đảo người liên hệ, thậm chí tản mát tại đông đảo cùng đại hạ mật thám cùng từng cái địa chỉ, đều bị áo vải sát thần để mắt tới. Hách Vũ Hiên lần này bố trí sát cục bại lộ rất nhiều. Hắn cùng thế lực sau lưng hoàn toàn không có ý thức được, đã có người để mắt tới bọn hắn. Lần này, Diệp Quân Lâm đem Hách Vũ Hiên cùng thế lực sau lưng hắn nắm giữ 7-8 phần. Sau đó, lần lượt báo thù là được. Những người kia một cái cũng đừng nghĩ chạy. Sau đó hai người xuống xe. Rất nhanh, nơi này xuất hiện trên 100 vị cao thủ, đem hai người bọn họ vây khốn lên, khóa kín bất luận cái gì chạy trốn lộ tuyến. Oanh! Càng là có một hơi chuông lớn bị chuyển đến, mạnh mẽ đập xuống đất. Hách Vũ Hiên nhìn xem Diệp Quân Lâm hai người, giữ tợn cười, sư tôn đây chính là ta đưa ngài lễ vật. Đưa tiễn, đồ nhi đưa ngài cuối cùng đoạn đường. Ngươi muốn giết ta. Áo vải sát thần cũng là diễn kỹ phái, làm bộ một bộ rất bộ dáng khiếp sợ. Sư tôn không sai, ta chính là muốn giết ngươi. Ta còn phải nói cho ngươi, trước đó hạ độc chính là ta. Ta vẫn là cái đông đảo người. Hách Vũ Hiên đem bí mật của mình toàn bộ đỡ ra. Dù sao hắn thấy, áo vải sát thần cùng Diệp Quân Lâm hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể còn sống. Lúc này đem đây hết thảy bàn giao, có loại không hiểu thoải mái cảm giác.
Ngươi! Áo vải sát thần làm bộ khiếp sợ không nhẹ. Đông đảo thế lực khắp nơi, nhất là võ đạo giới đều đang chăm chú. Hách Phú Hiên cảm thấy lần này giết chết áo vải sát thần về sau, địa vị của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Sư phụ xin lỗi, ha ha ha. Hách Phú Hiên đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn, động thủ, giết chết bọn hắn. Đông đảo thế lực lần này phái ra cao thủ, là đặc biệt nhằm vào thụ thương sau áo vải sát thần. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể chạy thoát. Chỉ là Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần liếc nhau về sau, nhao nhao lộ ra ý vị sâu xa nụ cười tới. Giết! Trên trăm cao thủ đồng loạt đều thẳng hướng Diệp Quân Lâm hai người. Hách Phú Hiên tiêu sái xoay người sang chỗ khác. Hắn đều không cần nhìn, nhất định là một trận đơn phương đổ sát. Trên trăm cao thủ toàn bộ xung phong đi vào. Diệp Quân Lâm vẫn là đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng. Áo vải sát thần ra tay. Chấm! Oanh! Một màn này tay chính là lôi đình vạn quân. Tối hôm qua thể ngộ ra tới hết thảy, hắn muốn thực tiễn. Phốc! Hắn một quyền trực tiếp đem một người oanh không có. Xương máu bạo bay. Oanh! Một quyền lại là một cái. Ách ha! Ách ha! Kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh nổi lên bốn phía, máu tươi vẩy ra. Chấm! Những cao thủ này vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, cùng áo vải sát thần giao thủ về sau. Phát hiện hắn chẳng những không có thụ thương, cũng không có nhận chúng độc ảnh hưởng. Không sai. Chính như Hách Phú Hiên dự liệu như vậy, đây là một trận đơn phương đổ sát. Chẳng qua lại là áo vải sát thần đổ sát hắn phái tới những người này. A! À, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Hách Phú Hiên phát giác được sự tình không thích hợp. Đột nhiên quay đầu, cái này vừa quay đầu dọa đến hắn kém chút ngất đi. Trên trăm cao thủ tại áo vải sát thần tuyệt cường chiến lực dưới. Một cái tiếp một cái đổ xuống. Từng cái tựa như tay trói gà không chặt người bình thường giống như. Mắt trợn tròn. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đây là áo vải sát thần sao? Hắn không phải trúng kịch độc sao? Hắn thực lực không phải đại giảm sao? Hắn không phải té ngã thiên bảng thứ 5 sao? Chấm. Hắn làm sao lại cường hãn như thế? Hắn so chúng độc thụ thương trước còn muốn mạnh hơn a? Hách Phú Hiên rốt cục ý thức được hắn một chân đá vào trên miếng sắt. Trong sân áo vải sát thần càng đánh càng hăng. Oanh! Hắn một chân đánh vào lớn thiết trung bên trên. Lớn thiết trung lập tức chia 5 xẻ 7. Bá bá bá! Từng khối mảnh vỡ chia 5 xẻ 7, hướng bốn phía kích xạ. Phốc phốc! Phốc phốc! Chấm! Lần lượt từng cao thủ bị xuyên thủng. Trong chớp mắt, trên trăm cao thủ đã không có còn lại mấy cái chạm lấy. Lúc này, Hách Phú Hiên rốt cục kịp phản ứng. Hắn lòng bàn chân bôi dầu, lập tức chuồn đi. Hắn không muốn chết. Diệp Quân Lâm nhìn xem hắn chạy trốn, vẻn vẹn cười cười. Cũng không có đi truy. Lần này tốt, đều không cần bọn hắn tìm. Hách Phú Hiên trực tiếp dẫn bọn hắn đi. Nguyên lai Diệp Quân Lâm đã sớm Hách Phú Hiên trên thân lưu lại ấn ký. Vô luận chạy đến chỗ nào, hắn đều có thể tìm được. Không ngoài dự đoán. Hách Phú Hiên chạy trốn về sau, nhất định phải đi tổng bộ. Hách Phú Hiên rời đi về sau, áo vải sát thần cấp tốc xử lý còn lại những cao thủ. Trước kia thời kỳ toàn thịnh áo vải sát thần phải xử lý những cao thủ này, khả năng phải tốn hao một đoạn thời gian. Chẳng qua bây giờ vài phút liền có thể. Mắt trần có thể thấy tiến bộ. Áo vải sát thần tại Cửu Châu đảo quy mô nhỏ một trận chiến, kinh động đông đảo thế lực khắp nơi. Cái gì? Áo vải sát thần không những không có bị chúng độc ảnh hưởng, hắn ngược lại mạnh hơn. Áo vải sát thần vậy mà mạnh như vậy rồi, cảm giác hắn hẳn là xếp tại đại hạ thiên bảng trước ba. Chấm. Nhất là cho tới nay nhằm vào Diệp Quân Lâm nhằm vào đại hạ đông đảo thế lực. Bọn hắn là một cái cường đại tổ chức. Tên là Đen Mặt Trời. Là đông đảo các giới cổ xưa đại nhân vật cùng một chỗ tạo thành. Những đại nhân vật này vì để cho đông đảo võ đạo giới cùng với các giới phồn vinh hưng thịnh, cố ý tổ kiến Đen Mặt Trời. Đen Mặt Trời mới tổ kiến không bao lâu, bọn hắn liền nhằm vào đại hạ võ đạo giới đến nhiều lần kế hoạch. Kết quả đều bị Diệp Quân Lâm phá hư. Về sau cùng Richard hợp tác về sau, chu sát Diệp Quân Lâm, mới là bọn hắn Đen Mặt Trời làm lớn nhất một sự kiện. Hiện tại giết áo vải sát thần là bọn hắn muốn làm kiện thứ hai đại sự. Chẳng qua để bọn hắn không nghĩ tới chính là áo vải sát thần vậy mà kinh khủng như vậy. Thực lực vượt xa đám người dự tính. Hách Phú Hiên một đường chạy về đi, sợ có người đuổi theo.
chẳng qua hắn đem mấy cái trọng yếu ngầm điểm cho triệt để bại lộ. Lúc này, Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần trên tay đã nhiều hơn một phần danh sách. Là đen mặt trời tổ chức đầu mục danh sách nhân viên. Tổng cộng có 10 người. Dính đến các ngành các nghề, tất cả đều là đỉnh cấp đại lão. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Diệp Quân Lâm nhìn xem danh sách, bắt đầu điểm danh. Đông đảo lớn nhất tập đoàn Sơn Khẩu tập đoàn cùng thứ hai đại tập đoàn Lỏng bên trên tập đoàn. Đông đảo thế giới ngầm thổ hoàng đế Cát Xuyên Vĩnh Huy. Đông đảo mưu sĩ nhất tộc độ biên gia tộc đã từng đông đảo đại quân sư độ biên trời một gia tộc. Đông đảo lục đại võ đạo cổ tộc Bắc đảo gia tộc, Hattori gia tộc, Giã Xuyên nhất tộc, Rùa Ruộng nhất tộc, Chín Giã gia tộc, Liễu Sinh nhất tộc. Hội tụ rất nhiều đông đảo âm dương sư cùng loại đại hạ thuật pháp đại sư Thái Âm thần xã. Chấm. Đen mặt trời là từ cái này thập đại thế lực thủ lĩnh tạo thành. Bọn hắn phân công minh xác. Có xuất tiền tài, có ra quyền lợi, có ra mưu đồ, có ra vũ lực. Chẳng qua bọn hắn tổ chức nghiêm mật tính cao, dù là tại đông đảo cũng cơ hồ là không người nào biết. Chẳng qua đen mặt trời đã bí mật sắp đặt rất nhiều chuyện. Chẳng qua lần này chỉ trách Hách Vũ Hiên, để tất cả đầu mục toàn bộ để lộ ra. Một cái đều không có còn lại. Trước mắt Hách Vũ Hiên chạy đến đông đảo quốc đô thành Edo đi. Nguyên lai tiểu tử này là cho độ biên nhất tộc hiệu lực. Hắn hiện tại hành tung Diệp Quân Lâm nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Trước mắt cách chúng ta gần đây chính là cái kia. Diệp Quân Lâm để áo vải sát thần cha. Cửu Châu Đảo là Lỏng bên trên tập đoàn ở đây. Sau đó Rùa Ruộng nhất tộc cũng tại Cửu Châu Đảo, chẳng qua xa hơn một chút một điểm. Áo vải sát thần thế lực rất nhanh tra được các thế lực lớn chỗ. Diệp Quân Lâm đôi mắt bên trong hiện ra hàn mang, vậy liền cái thứ nhất cầm Lỏng bên trên tập đoàn khai đao. Chấm. Thời khắc này Hách Vũ Hiên đem hết thảy đều nói cho đen mặt trời tổ chức. Đen mặt trời các thủ lĩnh kinh hãi. Áo vải sát thần khôi phục thực lực rồi. So trước kia càng mạnh. Không được, hắn đã đến, liền phải để hắn vĩnh viễn lưu tại đông đảo. Chấm. Rất nhanh, áo vải sát thần tại đông đảo một trận chiến này truyền khắp. Tính cả đại hạ các nơi đều biết. Cái gì, áo vải sát thần đi đông đảo rồi. Hắn thực lực còn khôi phục rồi. Hắn đây là muốn làm gì? Là muốn dương ta đại hạ quốc uy sao? Chấm. Vừa mới tất cả mọi người ở vào mất đi Diệp Quân Lâm trong thống khổ, đại hạ võ đạo giới thụ trọng thương. Lúc này áo vải sát thần đến như vậy một tay, đối mọi người tới nói dường như có thể giấy lên một tia hy vọng. Tất cả mọi người bắt đầu chú ý áo vải sát thần động tĩnh. Đen mặt trời bên kia cũng phái ra cao thủ đến vây quét áo vải sát thần. Cửu Châu Đảo cái nào đó xa hoa trong trang viên, tổ chức lấy một trận long trọng party. Người tham dự đều là Cửu Châu Đảo đời thứ hai nhóm. Hoặc là đại tập đoàn thiếu gia thiên kim, hoặc là võ đạo thế gia thiên tài. Tóm lại, người có thể ở đây nhìn thấy Cửu Châu Đảo ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi. Hôm nay, là Lỏng bên trên tập đoàn trên tay thiên kim Lỏng bên trên anh tử sinh nhật tiệc rượu. Cho nên tất cả mọi người đến ăn mừng. Lỏng bên trên anh tử mặc một thân lễ phục dạ hội, nghênh đón các phương tân khách. Cái gì, là Rùa Điền gia tộc đại thiếu gia Rùa Ruộng một đường tới rồi. Bỗng nhiên giữa sân ồn ào lên. Hóa ra là đông đảo lục đại cổ võ đạo thế gia Rùa Ruộng nhất tộc người thừa kế tương lai đến. Cùng những quyền quý kia đời thứ hai khác biệt, võ đạo thế gia đời thứ hai có nghiền ép bọn hắn thực lực. Đây là đêm nay lớn nhất tân khách. Liền Lỏng bên trên anh tử đều không nghĩ tới hắn sẽ đến. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người nhao nhao bu lại, cùng Rùa Ruộng một đạo hành lễ. Chấm. Đúng, các ngươi nghe nói trước đó không lâu sự tình không? Đại hạ áo vải sát thần đến đông đảo. Đại hạ thiên bảng thứ nhất Diệp Quân Lâm đều vẫn lạc, hắn chạy tới là chịu chết đến sao? Chấm. Mọi người bắt đầu thảo luận lên áo vải sát thần tới. Các ngươi nói áo vải sát thần sẽ không đến nơi này tìm phiền toái a? Có người đột nhiên đưa ra cái nghi vấn này tới. Nghe vậy, Rùa Ruộng một đạo nhếch miệng lên, một mặt ngạo khí, cho các ngươi lộ ra điểm tin tức, giết Diệp Quân Lâm gia tộc bọn ta cũng có tham dự. Cái gì? Đám người kinh hãi. Nhao nhao ném đi sùng bái ánh mắt. Rùa Ruộng một đạo cười cười, cho nên đừng nói một cái áo vải sát thần, chính là Diệp Quân Lâm đến đông đảo đều phải chết. Rùa Ruộng một đạo thể hiện ra sự tự tin mạnh mẽ tới. Chẳng qua hắn không có nói sai. Giết chết Diệp Quân Lâm sự tình bọn họ đích xác có tham dự.
Người lùn võ sĩ chính là gia tộc bọn họ phái đi. Nhìn xem rùa ruộng một đạo không ai bì nổi phong thái, ở đây còn rất nhiều nữ tính đều ném đi ái mộ thần sắc. Liền lòng bên trên anh tử đối rùa ruộng một đạo đều có chỗ đổi mới. Giết chết Diệp Quân Lâm sự tình, bọn hắn lòng bên trên tập đoàn cũng có tham dự. Để nàng biết võ giả cường đại. Thực lực mới là trên thế giới này trọng yếu nhất. Rùa ruộng một đạo cười cười nói, lòng bên trên tiểu thư yên tâm đi. Có ta ở đây, không ai dám tại sinh nhật của ngươi trên yến hội gây sự. Ai dám đến, người đó là cùng ta đối nghịch. Huống chi, chúng ta đã phái ra rất nhiều cường giả đi chu sát vây quét áo vải sát thần. Thật sao, kia thật quá tốt, dám ở ta lớn đông đảo đế quốc dương oai, muốn chết. Đại hạ võ đạo giới muốn phế a, đầu tiên là thiên bảng thứ nhất bị giết, sau đó đã từng đại hạ thiên bảng thứ hai áo vải sát thần cũng phải vẫn lạc. Ngẫm lại thật đúng là phấn chấn lòng người a. Đạt được rùa ruộng một đạo câu nói này, không hảo tâm còn nghi vấn nghi ngờ nhao nhao buông xuống đề phòng, từng cái ngược lại đều cười lên. Cùng chiến ưng quốc đồng dạng, bọn hắn trời sinh cừu hận đại hạ. Nhất là Diệp Quân Lâm những người này. Bọn hắn càng là hận muốn chết. Biết Diệp Quân Lâm chết rồi, đều muốn nã pháo chúc mừng. Hiện tại lại có cường giả vẫn lạc, khẳng định hưng phấn. Sinh nhật tiệc rượu chính thức bắt đầu. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần đi vào. Căn cứ đạt được tình báo, lòng bên trên tập đoàn công chúa tổ chức sinh nhật tiệc rượu. Diệp Quân Lâm cảm thấy có thể từ trên người nàng tới tay, từ đó tìm tới lòng bên trên tập đoàn thủ lĩnh chỗ, lại một lần phá hủy. Hai người không cần nói nhảm nói, trực tiếp giải quyết cổng tất cả thủ vệ, nghênh ngang tiến vào sinh nhật tiệc rượu hiện trường. Giữa sân, mọi người tại cho lòng bên trên anh tử lễ vật. Một phần so một phần càng quý giá hơn. Lòng bên trên anh tử nụ cười liền không từng đứt đoạn. Sau đó không lâu, tất cả mọi người đưa xong lễ vật. Đang muốn tiến hành xuống một hạng mục đích thời điểm, một thanh âm vang lên. Chậm đã! Ta còn có lễ vật không có đưa đâu. Âm thanh vang dội gây nên đám người chú ý, nhao nhao đưa ánh mắt quay đầu sang. Cuối tầm mắt, một già một trẻ xuất hiện. Bởi vì tia sáng nguyên nhân. Áo vải sát thần mà lại tại Diệp Quân Lâm sau lưng, mọi người cũng chưa nhận ra được. Cái này ai vậy? Không biết. Chấm. Đám người nhao nhao nghị luận. Người muốn đưa lễ vật gì? Có người nhìn thấy đi ở phía trước Diệp Quân Lâm hai tay trống trơn, nhịn không được hỏi. Diệp Quân Lâm cười cười, đưa nàng một cái cửa nát nhà tan. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm lời này mới ra, toàn trường vỡ tổ. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, có người sẽ đến đông đảo thứ hai đại tập đoàn lỏng bên trên tập đoàn công chúa sinh nhật bữa tiệc gây sự. Huống chi liền rùa điền gia tộc người thừa kế cũng tại a. Lá gan này cũng quá lớn đi. Còn muốn cho lỏng bên trên tập đoàn cửa nát nhà tan. Cái này cần là cỡ nào cuồng vọng ngữ khi a. Lỏng bên trên anh tử sắc mặt đại biến. Bên cạnh trợ lý lập tức hô lớn, có người gây sự, người tới, bắt lại cho ta. Chỉ là một cuống họng ra ngoài, căn bản không có người đáp lại. Tất cả hộ vệ bảo tiêu đều bị Diệp Quân Lâm hai người giải quyết. Nơi nào đến người? Người đâu? Người? Đám người cùng nhau hô to. Căn bản không có hộ vệ xuất hiện. Không cần hô, bọn hắn đều chết rồi. Diệp Quân Lâm nói chuyện công phu, đã đi tới lỏng bên trên anh tử trước mặt. Trước mắt mấy người đã so Diệp Quân Lâm cường đại khí chàng cấp chấn trụ. Tất cả mọi người xin giúp đỡ nhìn về phía rùa ruộng một đạo. Giữa sân chỉ có hắn có thể giải quyết việc này. Rùa ruộng một đạo một mặt lãnh đạm, bên cạnh hắn cao thủ cũng là một bộ cao cao tại thượng thần sắc. Hắn chậm rãi đứng dậy. Biết ta là ai không? Dám đến nơi này gây sự. Rùa ruộng một đạo khinh thường nhìn xem Diệp Quân Lâm. Con mẹ nó chứ chẳng cần biết ngươi là ai. Diệp Quân Lâm một bàn tay mạnh mẽ quất vào rùa ruộng một đạo trên mặt. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người sửng sốt. Bao quát rùa ruộng một đạo cùng bên cạnh hắn những cao thủ. Cho dù ai đều chưa kịp phản ứng. Diệp Quân Lâm lại đột nhiên động thủ. Vậy mà đánh một trở tay không kịp. Rùa ruộng một đạo bị một tát này quất đến da chóc thịt bong. Người điên, hắn nhưng là rùa điền gia tộc người thừa kế tương lai. Có người hoảng sợ nói. Diệp Quân Lâm nghe xong, ngược lại cười. Đối phó lòng tập đoàn. Còn có rùa ruộng nhất tộc đưa hàng tới cửa. Ta muốn ngươi chết.
kịp phản ứng rùa ruộng một đạo gào thét thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Hắn đã từng cũng là tham gia qua Thiên Kiêu Đại hội một viên, đứng vào đông đảo trước 10. Khi nào bị người như vậy vũ nhục qua? Oanh! Chỉ là hắn mới vừa lên đến, liền bị Diệp Quân Lâm một bàn tay quất bay ra ngoài. Hắn đã từng liền Diệp Quân Lâm tiện tay chỉ đạo các đồ đệ đều đánh không lại, làm sao cùng Diệp Quân Lâm đánh. Phốc! Tại một tát này dưới, rùa ruộng một đạo bị tại chỗ trục chết. Toàn trường người mắt trợn tròn. Rùa ruộng nhất tộc người thừa kế cứ như vậy chết rồi. Quá khó mà tin nổi. Oanh! Oanh! Diệp Quân Lâm lại là mấy bàn tay đem rùa ruộng một đạo bên cạnh mấy người trục chết. Mọi người càng phát ra rung động. Hắn chẳng lẽ muốn giết sạch ở đây tất cả mọi người à? Ta nhận ra, hắn là áo vải sát thần. Lúc này có người nhìn thấy phía sau áo vải sát thần. Cái gì, thật là hắn, hắn vậy mà tới đây. Ta cái này miệng quạ đen. Ba, phía trước nói chẳng lẽ áo vải sát thần muốn tới người kia, mạnh mẽ quật mặt mình. Tại Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần cường đại khí chẳng dưới, người ở chỗ này đều bị hù dọa. Sợ hai người sẽ đổ sát. Phù phù, phù phù, chấm. Có người chịu đựng không nổi uy áp, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Trừ lỏng bên trên tập đoàn, những người còn lại đều có thể rời đi. Diệp Quân Lâm lên tiếng, đám người này như nhặt được đại xá, nhao nhao thoát đi. Chỉ để lại lỏng bên trên anh tử bọn người. Bọn hắn cũng bị dọa mộng. Đi, mang bọn ta đi gia tộc của các ngươi chỗ vị trí, nếu không giết không tha. Tại uy áp dưới, lòng bên trên anh tử bọn người chỉ có thể mang Diệp Quân Lâm hai người đi. Chẳng qua mọi người trong lòng còn có hy vọng, chỉ cần đến gia tộc chỗ vị trí, lòng bên trên tập đoàn cao thủ nhiều như mây, nhất định có thể thu thập bọn họ. Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm hai người đến lòng bên trên tập đoàn thủ lĩnh chỗ vị trí. Để lòng bên trên anh tử bọn người không nghĩ tới chính là, Diệp Quân Lâm hai người xác định thân phận về sau, liền trực tiếp mở ra giết chóc. Đương nhiên chỉ giết gia nhập đen mặt trời tổ chức thành viên. Phụ nữ trẻ em tiểu hài những cái này đều không giết. Chết những người này đều là phạm phải không thể tha thứ tội ác. Để mọi người càng không có nghĩ tới chính là lỏng bên trên tập đoàn cao thủ căn bản ngăn không được Diệp Quân Lâm hai người công sát. Chấm. Nửa giờ sau, lỏng bên trên tập đoàn cao tầng toàn bộ hủy diệt. Không có một người sống sót. Trước khi chết, bọn hắn cũng không biết vì sao. Lòng bên trên tập đoàn sụp đổ. Cũng không lâu lắm về sau, Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần lại đi tới rùa ruộng nhất tộc. Xác định thân phận về sau, lần nữa mở ra giết chóc. Rùa ruộng nhất tộc cho dù là lục đại cổ võ đạo thế gia, cũng ngăn không được Diệp Quân Lâm hai người. Trên cơ bản Diệp Quân Lâm toàn bộ hành trình đều không cần ra tay, áo vải sát thần một người liền có thể giải quyết. Tiêu tốn một cái giờ. Rùa ruộng nhất tộc diệt. Chấn kinh. Cửu Châu đảo chấn kinh, đen mặt trời chấn kinh, toàn bộ đông đảo kinh hãi. Bọn hắn phái đi ra vây quét áo vải sát thần những cao thủ cũng không phát hiện hành tung, lại lúc này bị lộ ra ra tới. Hóa ra là liên diệt hai thế lực lớn. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Áo vải sát thần lần nữa chấn kinh toàn thế giới. Hắn chẳng những khôi phục thực lực, còn phóng đại, trước mắt tại đông đảo lấy vô địch tình thế khuấy động phong vân. Hiện tại hắn cùng Diệp Quân Lâm hai người thành đông đảo thế lực khắp nơi số một truy nã đối tượng. Về phần Diệp Quân Lâm thân phận, là áo vải sát thần đồ tôn. Dù sao cho Hách Vũ Hiên giới thiệu bên trong, là áo vải sát thần đồ đệ hậu nhân. Áo vải sát thần biết về sau, cười cười, ta có tài đức gì a? Chẳng qua đối Diệp Quân Lâm đến nói không quan trọng. Vừa vặn có thể mượn áo vải sát thần tên tuổi làm một phen đại sự. Dạng này... Tất cả mọi người liền sẽ đem lực chú ý đặt ở áo vải sát thần trên thân, đối với hắn sẽ không quá nhiều chú ý. Diệt đi rùa ruộng nhất tộc cùng lỏng bên trên tập đoàn tại đông đảo gây nên oanh động to lớn. Cứ việc rùa ruộng nhất tộc là lục đại cổ võ đạo thế gia bên trong yếu nhất một cái, nhưng thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Áo vải sát thần tính uy hiếp thẳng tắp lên cao. Nhất là đen mặt trời tổ chức cảm giác được có cái gì không đúng. Vì cái gì bị diệt mất hết lần này tới lần khác là bọn hắn tổ chức thành viên. Một cái có thể là trùng hợp. Hai cái đâu? Đương nhiên vẫn là không bài trừ trùng hợp khả năng. Coi như Diệp Quân Lâm hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, đen mặt trời phái tới tiểu trừ cao thủ cùng hai người gặp phải. Những người này so trước đó Hách Vũ Hiên an bài cao thủ nhưng mạnh hơn.
Chẳng qua gặp được Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần hai người, không ai sống sót. Lúc này đen mặt trời ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Áo vải sát thần quá mạnh. Hắn đến tột cùng trải qua cái gì? Như thế nào mạnh đến loại trình độ này? Không chỉ có đông đảo thế lực khắp nơi nghi hoặc, tính cả đại hạ các phương cũng rất nghi hoặc. Áo vải sát thần trước mắt biểu diễn ra tuyệt đối với lúc trước nắm giữ thần kiếm thương khung hắn, mạnh hơn một cái cấp độ. Ta biết, áo vải sát thần đã từng bị đại hạ một vị thần y cứu chữa qua, xem ra không chỉ là độc giải, liền thực lực cũng khôi phục. Ta còn nghe nói vị thần y này là Diệp Quân Lâm đâu. Trước mắt xem ra áo vải sát thần khả năng tại vì Diệp Quân Lâm báo thù. Chấm. Một chút người rất nhanh đoán được áo vải sát thần khôi phục thực lực nguyên nhân. Hách Phú Huyên cũng đoán được điểm này. Đem tin tức nói cho Độ Biên gia tộc. Làm mưu sĩ nhất tộc Độ Biên gia tộc, rất nhanh đoán được một sự thật, Hách Phú Huyên bại lộ. Nhất là lỏng bên trên tập đoàn cùng rùa ruộng nhất tộc bị diệt trừ, càng là chứng thực điểm này. Xem ra áo vải sát thần đã sớm để mắt tới ngươi, cũng biết ngươi muốn giết hắn. Nhưng hắn giả vờ như không biết, vì chính là thông qua ngươi đem đen mặt trời tổ chức tất cả mọi người khai quật ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đen mặt trời tổ chức tất cả mọi người lộ ra ánh sáng. Hắn muốn tiếp xuống từng cái thanh toán. Chấm. Hách Phú Huyên nghe được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguyên lai sư tôn một mực đang diễn kịch. Đồ đần vậy mà là mình. Kia nhưng làm sao bây giờ? Áo vải sát thần thực lực bây giờ sâu không lường được a. Hách Phú Huyên lộ ra một tia lo lắng tới. Độ Biên nhất tộc mấy cái cao tầng đều cười. Nếu như là Diệp Quân Lâm đến báo thù, như vậy chúng ta khẳng định phải hoảng. Thật không nhất định có thể giữ vững, rất có thể đen mặt trời tổ chức đều muốn bị diệt. Lập tức bọn hắn chuyển đề tài nói, nhưng Diệp Quân Lâm đã chết rồi, uy hiếp lớn nhất hết rồi. Áo vải sát thần lại thế nào mạnh, cũng sẽ vẫn lạc tại đông đảo. Nói như vậy, cũng liền yếu nhất rùa ruộng nhất tộc cùng lỏng bên trên tập đoàn bị diệt. Đen mặt trời tổ chức cái khác bát đại thế lực hắn nhưng phàm là khiêu khích bất kỳ một cái nào, đều phải chết. Chấm. Điểm này Hách Phú Huyên không nghi ngờ. Trừ yếu nhất hai nhà. Cái khác một cái so một cái khủng bố. Sơn Khẩu tập đoàn cùng thế giới ngầm thổ hoàng đế khủng bố tuyệt luân. Dưới trướng cao thủ nhiều như mây, lại cùng chiến ưng quốc các nước các thế lực lớn có liên hệ. Độ Biên gia tộc lại càng không cần phải nói. Động nó. Còn lại mấy đại võ đạo gia tộc có thể tại vài phút bên trong đến. Dù sao cái này mấy thế lực lớn cách xa nhau đặc biệt gần. Cho nên còn lại bát đại thế lực, một cái đều không động được. Động chính là tự tìm đường chết. Bọn hắn không có chút nào lo lắng. Đúng, bọn hắn sau đó phải đi đâu? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tiến về Sơn Khẩu tập đoàn. Ha ha ha, bọn hắn đang tìm cái chết. Thông báo Sơn Khẩu tập đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Chấm. Độ Biên gia tộc cấp tốc truyền lại tin tức cho các thế lực lớn. Sơn Khẩu tập đoàn tiếp vào thông báo về sau, ngay lập tức làm tốt phòng hộ biện pháp, đem tất cả cao thủ tụ tập lại, chờ đợi lấy Diệp Quân Lâm hai người đến. Diệp tiên sinh chúng ta tốc độ hẳn là nhanh hơn chút nữa. Đừng để bọn hắn kịp phản ứng. Áo vải sát thần không khỏi thúc giục nói. Không, bọn hắn đã kịp phản ứng, đồng thời đã biết hết thảy. Biết chúng ta tiếp xuống sẽ lần lượt tìm bọn hắn tính sổ sách. Diệp Quân Lâm cười cười. Đen mặt trời tổ chức vốn là không đơn giản. Có thể tại thời gian cực ngắn bên trong kịp phản ứng rất bình thường. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Bọn hắn nhất định đã có phòng bị. Đây đối với chúng ta bất lợi. Áo vải sát thần lộ ra một tia lo lắng tới. Không sao cả, kỳ thật tại bọn hắn khái niệm bên trong, hiện tại ngươi mặc dù khôi phục thực lực, nhưng không đủ để đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Bọn hắn vẫn tại xem thường ngươi, cho nên tạm thời không cần lo lắng. Diệp Quân Lâm, áo vải sát thần gật gật đầu. Đúng là như thế. Diệp Quân Lâm thanh âm vang lên lần nữa, chẳng qua rất nhanh bọn hắn liền sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó nhất định tụ tập mạnh nhất thế lực đến ngắm bắn chúng ta. Vậy khẳng định, chỉ cần chúng ta lại diệt trừ một hai cái thế lực, bọn hắn liền sẽ kịp phản ứng. Áo vải sát thần gật gật đầu. Chẳng qua không sợ, đông đảo có người nào có thể cản ta. Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Áo vải sát thần nghe được nhiệt huyết sôi trào. Đúng a, lực chú ý của mọi người đều ở trên người hắn. Thật tình không biết chân chính đại thần tại bên cạnh mình. Chính là mình đồ tôn. Đây là hắn nhất tỏa sáng thời khắc.
Sơn Khẩu tập đoàn ở vào đông đảo quốc đô thành Edo. Làm lớn nhất tập đoàn, nó địa vị cùng Tinh Quốc Tam Hưng tập đoàn rất tiếp cận. Có đôi khi bọn hắn sẽ còn ảnh hưởng đến đông đảo một chút quyết sách. Nhất là Sơn Khẩu tập đoàn thủ lĩnh đoàn đội đáng sợ nhất. Nắm trong tay đông đảo mạch máu kinh tế. Bọn hắn thành lập chuyên môn tổ bảo tiêu diệt, đến thủ hộ những cao tầng này an toàn. Nhiều năm qua, bọn hắn từ toàn các nơi trên thế giới đảo móc đến siêu cường cao thủ, tổ kiến thành thần phong tổ. Liền các đại võ đạo thế gia đều muốn kiêng kỵ. Một chỗ xa hoa sơn trang. Chiếm diện tích cực lớn, giống như một cái trấn nhỏ. Phải biết đông đảo thổ địa rất nhỏ, có đôi khi cần lấp biển tạo lục. Loại này tấc đất tấc vàng khu vực bên trong, như thế đại nhất cái sơn trang, thật đáng sợ. Nơi này chính là Sơn Khẩu tập đoàn thủ lĩnh đoàn ở lại chỗ vị trí. Dựa theo căn cứ quân sự quy mô đến chế tạo. Bọn hắn khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo. Phối hợp có tiên tiến nhất hệ thống phòng ngự, chi tiết đến mỗi một cái góc. Lại phân phối thần phong tổ mấy trăm cao thủ. Tòa sơn trang này vững như thành đồng. Nhiều năm qua, nghĩ đến ám sát không ít người. Thế nhưng là trọn vẹn 98 phê tổ ám sát, tổng cộng hơn 600 người toàn bộ chết tại sơn trang bên ngoài. Cho nên hiện tại tòa sơn trang này thành cấm kỵ. Đừng nghĩ xông tới. Trong sơn trang lớn nhất trong phòng nghị sự, Sơn Khẩu tập đoàn thủ lĩnh nhóm đều tại. Tập đoàn người cầm lái Sơn Khẩu chính một tòa tại thượng tòa. Bàn hội nghị hai bên các ngồi bốn vị. Chín người này chính là đông đảo giới tài chính đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn khả năng hắt cái xì hơi, thị trường chứng khoán đều muốn đại biến. Vừa mới ta tiếp vào độ biên trời chính tin tức, tiếp xuống đại hạ áo vải sát thần muốn tới tìm chúng ta phiền phức. Sự tình đã xác định, áo vải sát thần chính là thay Diệp Quân Lâm báo thủ đến. Sơn Khẩu chính nói chuyện nói. Lập tức khởi động cấp một hệ thống phòng ngự, ta muốn để áo vải sát thần kiến thức một chút phòng ngự của chúng ta hệ thống cường đại cỡ nào. Đúng a, đây chính là chúng ta đông đảo thứ nhất khoa học kỹ thuật công ty mặt trời công ty nghiên cứu ra được phòng ngự mạnh nhất hệ thống, tại toàn thế giới đến nói, cũng là mạnh nhất. Không có cái thứ hai, dù là đại hạ cùng chiến ưng quốc khoa học kỹ thuật đều không thể đánh đồng. Một khi khởi động, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ tiến đến. Liền đại môn đều vào không được. Liền phải toàn bộ chết. Chấm. Các lớn thủ lĩnh bắt đầu nói khoác phòng ngự của bọn hắn hệ thống bao nhiêu lợi hại. Đều thổi đến toàn đệ nhất thế giới. Sơn Khẩu chính một cũng cười cười nói, huống chi ta triệu hồi thần phong tổ tất cả cao thủ, lần này áo vải sát thần bọn hắn càng đừng nghĩ tiến đến. Đúng, đừng nói bọn hắn, chính là quỷ hồn cũng đừng nghĩ tiến đến. Thật sao, ta làm sao tiến đến rồi? Cũng không phải Sơn Khẩu tập đoàn nói khoác phòng ngự của bọn hắn hệ thống cường đại cỡ nào, bọn hắn thần phong tổ cao thủ khủng bố đến mức nào. Sự thật đúng là dạng này. Bao nhiêu năm rồi, tại loại này nghiêm mật phòng ngự dưới. Vô luận mạnh bao nhiêu cao thủ, đều cho tới bây giờ không có nhận gần qua Sơn Trang. Chớ đừng nói chi là tiến vào trong Sơn Trang. Chưa từng một người. Cho nên Sơn Khẩu tập đoàn có lực lượng. Độ biên nhất tộc có lực lượng. Áo vải sát thần dám đến khiêu khích bọn hắn đó là một con đường chết. Nhưng chẳng ai ngờ rằng chính là một thanh âm như là sấm sét giữa trời quang nổ vang tại trong phòng nghị sự. Đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ai? Người nào? Chấm. Tất cả mọi người bị dọa đến đứng lên thân tới. Hướng bốn phía nhìn lại. Cái này xem xét, đem mọi người dọa đến kém chút sắp nứt cả tim gan. Bởi vì trong phòng không có dấu hiệu nào nhiều hai người. Nhìn kỹ, đây không phải Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần sao? Bọn hắn lúc nào tiến đến? Lặng yên không một tiếng động như là quỷ hồn một loại. Chẳng lẽ bọn hắn là quỷ? Làm sao có thể? Diệp Quân Lâm hai người xuất hiện đem bọn hắn giật mình kêu lên. Người người đều dọa đến hồn bất phụ thể, đều muốn điên. Áo vải sát thần, cái gì, các ngươi làm sao tiến đến? Sơn Khẩu chính từng cái mặt không thể tưởng tượng nổi. Diệp Quân Lâm cười cười, làm sao tiến đến, đương nhiên là từ đại môn đi tới. Không có khả năng. Sơn Khẩu chính một chín người trăm miệng một lời hô. Bọn hắn mạnh nhất hệ thống phòng ngự dựa theo đẳng cấp cao nhất khởi động. Thần phong tổ 500 cao thủ đã toàn bộ đến nơi, trấn giữ ở bên ngoài. Làm sao lại có người tiến đến? Đây không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cái này nhất định là đang nằm mơ. Không có khả năng. Các ngươi làm sao lại trực tiếp tiến đến?
Chúng ta đông đảo tự chủ thiết kế hệ thống phòng ngự là trên thế giới đẳng cấp cao nhất. Tuyệt đối không có khả năng. Sơn Khẩu Chính Một còn tại làm lấy giải thích. Diệp Quân Lâm vui. Đông đảo cái này hệ thống phòng ngự là đến Khôi Hải A. Còn thế giới mạnh nhất. Liền không nói Thần Long khoa học kỹ thuật căn cứ hệ thống phòng ngự. Phòng ngự của bọn hắn hệ thống liền lúc trước Diệp Quân Lâm đi chiến ưng quốc bắt người, Jefferson trốn tránh phòng thí nghiệm kia hệ thống phòng ngự mạnh. Liền cái này còn đệ nhất thế giới. Khôi Hải A. Diệp Quân Lâm bài trừ cái này hệ thống phòng ngự chỉ dùng không đến một phút. Về phần Thần Phong tổ top 500 người. Thảm hại hơn. Một lúc sau, Sơn Khẩu Chính Một bọn hắn phát hiện đây không phải mộng. Diệp Quân Lâm hai người chính xác là giết vào. Phòng ngự của bọn hắn hệ thống mất đi hiệu lực. Không thể ngăn lại hai người. Mau tới người, nhanh kêu gọi Thần Phong tổ tất cả thành viên đến giết chết hai người này. Nhanh nhanh nhanh. Chấm. Bọn hắn lập tức la lên Thần Phong tổ đến bảo vệ bọn hắn. Chỉ là hô nửa ngày, căn bản không có trả lời. Diệp Quân Lâm vui. Hắn đem phòng nghị sự đại môn mở ra. Lập tức, một cỗ gai mũi mùi máu tươi xông vào mũi. Để đám người buồn nôn. Các ngươi là đang tìm bọn hắn sao? Nghe được Diệp Quân Lâm thanh âm, đám người nhao nhao hướng mặt ngoài nhìn lại. Cái này xem xét, đám người nhao nhao kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Phòng nghị sự bên ngoài nằm đầy thi thể, máu tươi, gai mũi hương vị đan vào một chỗ, giống như địa ngục. Chết rồi. Thần Phong tổ cùng Sơn Trang tất cả hộ vệ sớm bị Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần lặng yên không một tiếng động giải quyết. Một cái đều không có lưu lại. Sơn Khẩu tập đoàn tự nhận là nhất phòng thủ nghiêm mật, liền bị Diệp Quân Lâm dễ dàng như vậy tan rã. Diệp Quân Lâm cười lạnh nhìn xem bọn hắn, tiếp xuống đến lượt các ngươi. Cái gì, ta không tin, ta không tin a. Trước khi chết, Sơn Khẩu tập đoàn những cái này thủ lĩnh cũng không nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy. Sơn Khẩu tập đoàn diệt. Không đợi đám người phản ứng, Diệp Quân Lâm hai người lấy dễ như trở bàn tay trạng thái trong vòng một đêm, quét sạch đông đảo thế giới ngầm. Đông đảo thế giới ngầm thổ hoàng đế Cát Xuyên Vĩnh Huy bọn người toàn bộ bị diệt trừ. Trong vòng một đêm, lớn nhất tập đoàn sụp đổ, thế giới ngầm mẫn diệt. Áo vải sát thần danh tiếng vang xa. Thuộc về hắn thời đại đi vào. Đại hạ phấn chấn. Đông đảo lại là hoàng. Sơn Khẩu tập đoàn bị diệt. Đen mặt trời tổ chức Á Khẩu không trả lời được. Thổ hoàng đế Cát Xuyên Vĩnh Huy thế lực bị phá hủy, đen mặt trời tổ chức sắp điên. Làm sao lại như vậy? Tại trong dự đoán của bọn hắn, áo vải sát thần mạnh hơn, cũng không đến nỗi phá hủy cái này hai thế lực lớn A. Nhưng sự thật đúng là như thế. Bọn hắn không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Trước mắt áo vải sát thần thực lực không biết, hắn có bài tẩy gì chúng ta cũng không biết. Cho nên chúng ta còn thừa 6 nhà nhất định phải liên hợp lại. Không thể lại để cho áo vải sát thần từng cái phá hủy. Chúng ta thua không nổi. Đúng, chúng ta thua chết không sao. Mấu chốt là ném đen mặt trời mặt mũi, ném đông đảo mặt mũi. Chúng ta không thể như trước kia chiến ưng quốc đồng dạng, mặc cho Diệp Quân Lâm một người đại náo thiên cung, lại không thể làm gì. Từ giờ trở đi chúng ta muốn thu lên đối áo vải sát thần xem thường. Không bất kể hắn là cái gì dạng. Chúng ta trước muốn chu sát hắn. Chấm. Tại độ biên nhất tộc theo đề nghị, đen mặt trời còn lại các thế lực lớn toàn bộ liên hợp lại. Ngũ đại cổ võ đạo thế gia cùng mưu sĩ nhất tộc liên hợp. Kia tương đương đáng sợ. Áo vải sát thần liên phá đông đảo tứ đại siêu cấp thế lực sự tình cấp tốc truyền khắp toàn thế giới. Áo vải sát thần danh khí tăng vọt. Dần dần có thay thế Diệp Quân Lâm tình thế. Lúc này... Thiên sách phủ thiên cơ các đổi mới một thời kỳ mới đại hạ thiên bảng. Áo vải sát thần từ thứ 5 trực tiếp tiêu thăng đến thứ 2. Một lần vượt qua Nam Đế cùng Lý Tử Nhiễm. Hắn làm ra sự tình quá có sức ảnh hưởng. Quả thực là thế không thể đỡ. Đại hạ mọi người tại áo vải sát thần trên thân tìm được an ủi. Hy vọng hắn có thể thay thế Diệp Quân Lâm, trở thành đại hạ trụ cột. Biết đây hết thảy áo vải sát thần tự giễu cười cười. Ai? Không nghĩ tới đời ta thời khắc đỉnh cao nhất vậy mà là giả. Diệp Quân Lâm cũng cười cười, đỉnh phong nhất, còn chưa tới đâu, tối thiểu cũng phải là đem toàn bộ đen mặt trời nhổ tận gốc A. Áo vải sát thần tin tức càng truyền càng xa. Liền Richard cũng bắt đầu chú ý tới hắn. Tâm tư kín đáo hắn bắt đầu điều tra áo vải sát thần. Chẳng qua tra tới tra lui giống như cũng không có vấn đề gì. Tiếp tục chú ý đi,
ta muốn đi nhìn thí nghiệm kết quả. Ngày này là Hoàn Nguyên Hứa Chính Kiệt thí nghiệm chính thức bắt đầu. Chấm. Tại vạn chúng trong chờ mong, lần thứ nhất chính thức thí nghiệm thành công. Mặc dù tham dự thí nghiệm trong 10 người, có 9 người bạo thể mà chết, liền thứ cặn bã đều không có còn lại. Nhưng có một người thành công. Mặc dù chỉ là Hứa Chính Kiệt thuần năng lượng thể thấp phối bản, nhưng cũng coi như thành công. Vẻn vẹn cái này thấp phối bản hiện tại ra ngoài, cũng có thể khuấy động thế giới, rất khó giết chết. Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm bắt đầu gieo hò. Sau đó chỉ cần cải thiện cùng tiếp tục thí nghiệm, bọn hắn liền có thể hoàn toàn hoàn nguyên Hứa Chính Kiệt thí nghiệm. Richard nghĩ đến cái gì, không khỏi nói, đúng, để các ngươi tìm người đã tìm được chưa? Richard tiên sinh, người đã toàn bộ tìm được, đồng thời mang đến. Richard âm hiểm cười nói, tốt, gần đây tăng cường thể chất của bọn hắn. Muốn để bọn hắn trở thành tốt nhất vật thí nghiệm, ta muốn bọn hắn tại cái này thí nghiệm bên trong toàn bộ thành công. Làm thế nào, không cần ta nói cho các ngươi biết đi. Minh bạch, nhất định làm được. Nghĩ đến về sau kế hoạch, Richard không khỏi lộ ra nụ cười tới. Diệp Quân Lâm a Diệp Quân Lâm, người vận khí này thật sự là kém chút. Hứa Chính Kiệt thuần năng lượng thể ngươi không kiến thức đến. Tiếp xuống ta Hoàn Nguyên ra tới thuần năng lượng thể ngươi cũng không kiến thức đến. Ta rất nhớ ngươi sống lại, cùng thuần năng lượng thể thật tốt đánh một trận, nhìn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Chấm. Bị người lo nghĩ Diệp Quân Lâm nhìn không được hắt hơi một cái. Richard là ngươi sao, đừng có gấp, tiếp xuống liền phải đến ngươi. Diệp Quân Lâm cười cười. Giờ phút này, hắn cùng áo vải sát thần ngay tại tiến về Đen Mặt Trời tổng bộ. Đen Mặt Trời tổ chức đã tụ tập toàn bộ lực lượng. Thậm chí các đại cao thủ ngay tại đông đảo các nơi hướng thành Edo chạy đến. Thậm chí liền đông đảo mặt trời cao thủ trên bảng đều xuất động. Đông đảo mặt trời bảng liền tương đương với đại hạ thiên bảng. Cứ việc mặt trời bảng tổng thể đến nói không bằng đại hạ thiên bảng. Nhưng đây cũng là hội tụ đông đảo tất cả cường giả danh sách. Mạnh nhất võ sĩ, mạnh nhất âm dương sư đều tại nó liệt. Tại đen mặt trời tổ chức mời mọc, rất nhiều mặt trời bảng cường giả nhao nhao đi vào. Đen mặt trời tổ chức càng là thế lực tụ hội. Mưu sĩ gia tộc độ biên nhất tộc. Thái âm thần xã. Bắc đảo tộc, Hattori tộc. Dã xuyên tộc, chín dã tộc đã toàn bộ hội tụ. Chỉ còn lại Liễu Sinh tộc không nhúc nhích. Liễu Sinh tộc không nhúc nhích, Hách Vũ Hiên lý giải. Đó là bởi vì Liễu Sinh tộc quá cường đại. Xưng là đông đảo đệ nhất thế lực cũng không đủ. Liễu Sinh nhất tộc được xưng là kiếm thánh nhất tộc. Nghe đồn Liễu Sinh nhất tộc có siêu phàm nhập thánh kiếm thánh. Không nói đến Liễu Sinh nhất tộc đi qua có bao nhiêu huy hoàng. Tổ tiên càng là nổi danh lão tổ, kiếm đạo thông thần. Trở thành mới kiếm thánh. Chính là Liễu Sinh nhất tộc đệ nhất thiên tài Liễu Sinh kiếm ảnh đều đáng sợ đến cực hạn. Chẳng qua hơn 30 niên kỷ, Liễu Sinh kiếm ảnh đã là đông đảo mặt trời bảng đệ nhất. Được xưng là tiểu kiếm thánh. Đông đảo rất nhiều người đem Liễu Sinh kiếm ảnh cùng Diệp Quân Lâm tương đối. Thậm chí tại đông đảo có suy đoán như vậy, Diệp Quân Lâm cùng Liễu Sinh kiếm ảnh đến cùng ai mạnh một điểm. Liễu Sinh nhất tộc trừ Liễu Sinh kiếm ảnh, cao thủ nhiều như mây. Có được mặt trời bảng gần như một nửa cường giả. Cho nên Liễu Sinh nhất tộc ai cũng không dám mệnh lệnh, độ biên nhất tộc chỉ có thể là thông báo thương lược, tuyệt đối không thể mệnh lệnh. Liễu Sinh nhất tộc chậm chạp không có động tác, đó là bởi vì bọn hắn khinh thường tại cùng nhiều như vậy thế lực liên hợp. Cùng thế lực khác liên hợp, là đang đánh mặt của bọn hắn. Bọn hắn đường đường kiếm thánh nhất tộc, không tiếc phải cùng người khác liên thủ. Huống chi theo bọn hắn nghĩ, đối phó một cái áo vải sát thần. Bọn hắn Liễu Sinh nhất tộc liền đầy đủ. Không, đều không cần một cái gia tộc tập thể xuất động đi giết áo vải sát thần. Liễu Sinh kiếm ảnh một người là đủ. Liễu Sinh nhất tộc từng cái cao ngạo vô cùng. Đã từng Liễu Sinh kiếm ảnh còn thả ra hào ngôn, hắn một người liền có thể đánh giết Diệp Quân Lâm. Cho nên tại Kim Cảng đảo nhằm vào Diệp Quân Lâm hành động bên trong, tự phụ Liễu Sinh nhất tộc tuyệt không phái ra bất luận kẻ nào. Đây là bọn hắn ngạo khí. Đen mặt trời tổ chức trong tổng bộ, tất cả cao thủ gần như đều tề tựu. Cái này trên cơ bản hội tụ đông đảo võ đạo giới bên ngoài tất cả lực lượng. Vừa mới đạt được tin tức xác thực, Liễu Sinh nhất tộc sẽ không xuất thủ. Độ biên nhất tộc mấy người cười cười, chúng ta đã sớm dự liệu được. Đúng, vừa mới Richard tiên sinh phát tin tức hỏi thăm, phải chăng cần trợ giúp của hắn. Hắn nói là chúng ta vĩnh viễn minh hữu. Tranh thủ thời gian truyền tin tức cho Richard tiên sinh.
liền nói cảm tạ ý tốt của hắn. Cái này chút phiền toái nhỏ chính chúng ta giải quyết, muốn cái này giải quyết không được, chúng ta cũng thật mất mặt lẫn vào. Chấm. Từ giờ phút này chúng ta liền đợi đến áo vải sát thần đến. Ta cam đoan hắn đi không ra nơi này. Ở đây những cao thủ nhao nhao kìm nén một hơi. Đều muốn cùng áo vải sát thần đọ sức đọ sức. Diệp Quân Lâm đã cùng áo vải sát thần đi vào thành Edo. Diệp tiên sinh căn cứ mật thám tin tức, đen mặt trời tổ chức các thế lực lớn đã hội tụ đến cùng một chỗ, chờ lấy chúng ta tiến đến. Chẳng qua mạnh nhất Liễu Sinh nhất tộc còn không có hành động, bọn hắn đến nay còn không có động. Căn cứ tin tức nói, bọn hắn khinh thường tại liên thủ. Muốn đơn độc giải quyết chúng ta. Chấm. Áo vải giết thần tướng thu tập được tin tức nói ra. Diệp Quân Lâm sờ lên cằm hỏi, ta muốn hỏi bên kia mạnh. Trước mắt mà nói Liễu Sinh nhất tộc càng mạnh, bọn hắn chẳng những có Liễu Sinh kiếm ảnh, nghe nói còn có một vị lão tổ còn sống. Kia là Đông Đảo Kiếm Thánh A. Dù là đen mặt trời tổng bộ tụ tập lại nhiều cao thủ cũng vô dụng. Cũng đỡ không nổi hai người này. Áo vải sát thần giải thích nói. Diệp Quân Lâm suy nghĩ dưới, không khỏi nói, tốt, thay đổi tuyến đường trực tiếp đi Liễu Sinh nhất tộc. Trước tiên đem mạnh nhất diệt. Áo vải sát thần một trận kinh ngạc. Tùy tiện như vậy sao? Làm sao loại chuyện này tại Diệp Quân Lâm nơi này cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản? Ai bảo người ta là tiên như thần cường giả đâu? Giờ khắc này, áo vải sát thần thật hâm mộ. Hắn yên lặng phát thệ phải mạnh lên. Ta cũng nghĩ đến đạt Diệp Quân Lâm cảnh giới này. Giống như hắn khoe khoang. Diệp tiên sinh người khả năng không biết, vị này Liễu Sinh kiếm ảnh tu chính là Hồng Trần Kiếm. Áo vải sát thần nói. Ừm. Diệp Quân Lâm sững sờ. Liễu Sinh kiếm ảnh chính là một mực ở vào Hồng Trần bên trong, lâu dài tại các gió lớn nguyệt nơi trốn lưu luyến, là có tiếng sắc ma. Trường kỳ xen lẫn trong tử sắc bên trong, hắn tu luyện kiếm đạo cũng là tại ở trong đó. Bình thường người đều là khổ tu thanh tu, những cái này chuyện thế tục tuyệt đối không động vào. Nhưng Liễu Sinh kiếm ảnh ngược lại tương phản, đụng những vật này, không những đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại để hắn trở nên càng mạnh. Áo vải sát thần giải thích nói. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, đúng là cái dị loại. Người của ta tra được hiện tại Liễu Sinh kiếm ảnh không trong gia tộc, tại phong nguyệt nơi trốn bên trong. Ngươi nhìn là đi đâu? Áo vải sát thần dò hỏi. Đi tìm Liễu Sinh kiếm ảnh. Đánh trước hết đánh mạnh nhất. Thành Edo Ginza xa hoa nhất hội sở bên trong. Một gian tổng thống trong phòng. Đứng mấy chục người trẻ tuổi. Cái này mấy chục người trẻ tuổi cũng không được, là đông đảo cấp cao nhất phú nhị đại. Từng cái mánh khóe thông thiên. Nhưng giờ phút này, bọn hắn toàn bộ cung kính đứng. Mỗi người đều cung thân thể, khắp khuôn mặt là bối rối, đôi mắt bên trong tất cả đều là kính sợ. Phía trước trên ghế salon ngồi một cái hơn 30 tuổi nam tử. Trái phải tất cả đều là cô gái trẻ tuổi. Phế vật, một đám phế vật, ta lớn đông đảo không có mỹ nữ sao? Trên ghế salon nam tử nổi giận mắng. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Liễu Sinh kiếm ảnh. Cho nên mười mấy cái phú nhị đại mới có thể cung kính như thế khẩn trương đứng. Bọn hắn phụ trách cho Liễu Sinh kiếm ảnh tìm các thức mỹ nữ. Chẳng qua mỗi ngày tìm, đều không có tài nguyên. Bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng, Liễu Sinh kiếm ảnh rõ ràng mỗi ngày xa vào tại tử sắc bên trong. Vì sao sẽ mạnh như vậy? Vẫn là càng ngày càng mạnh. Cái này không công bằng A. Ngươi chăm học khổ luyện 100 năm, vậy mà so ra kém người ta xa vào tại tử sắc một tháng. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chẳng qua Liễu Sinh kiếm ảnh quá mạnh, bất kỳ người nào đều phải nghe hắn. Không nghe lời toàn bộ đều bị hắn giết. Giờ phút này, Liễu Sinh kiếm ảnh ngay tại giận dữ. Chủ nhân, ta đã phái người đi đại hạ tìm kiếm. Đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm tới mỹ nữ. Một người nói. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng nói. Đúng a, nghe đồn đại hạ mỹ nữ như mây. Liễu Sinh quân người đợi thêm hai ngày, chúng ta cam đoan bắt tới trên trăm cái đại hạ mỹ nữ. Đúng, chúng ta phát hiện Diệp Quân Lâm thê tử Lý Tử Nhiễm là cái đại mỹ nữ, còn có cái nữ nhà khoa học Văn Lôi cũng là đại mỹ nữ. Còn có Diệp Quân Lâm muội muội Chu Nam Yên. Ừm, cùng Diệp Quân Lâm có liên quan nữ tính ta đều muốn. Còn có nữ nhà khoa học, cái này loại hình ngược lại là chưa hề thử qua. Tốt, rất tốt, ta chờ các ngươi tìm đến. Nghe xong là đại hạ mỹ nữ, Liễu Sinh kiếm ảnh lúc này mới hết giận. Chẳng qua hắn nhìn chằm chằm đám người cảnh cáo nói, nếu như các ngươi tìm không đến, ta
ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người giết. Minh bạch, chúng ta nhất định sẽ. Đám người kinh sợ gật đầu. Mọi người nhao nhao trừng mắt về phía nói Lý Tử Nhiễm người kia. Đại hạ cái khác mỹ nữ tốt làm, nhưng Lý Tử Nhiễm mấy người này đi đâu làm đi? Đây không phải đem tất cả hướng trong hố lửa đẩy sao? Người kia cũng ý thức được tự mình nói sai. Lập tức im lặng. Đúng lúc này đợi bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó cửa bao xương mở ra. Từ bên ngoài đi tới hai người. Áo vải sát thần đứng tại cổng, Diệp Quân Lâm đi thẳng tới bên trong. Tất cả mọi người mộng. Bao quát Liễu Sinh Kiếm Ảnh, cũng nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm. Cái kia là Liễu Sinh Kiếm Ảnh. Diệp Quân Lâm hỏi. Cái này khiến đám người càng là sững sờ. Ta là. Liễu Sinh Kiếm Ảnh hiếu kỳ Diệp Quân Lâm muốn làm cái gì? Diệp Quân Lâm từng bước một đi lên trước, vậy mà vỗ vỗ ra mặt của hắn nói, ta đến giết ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Quân Lâm câu nói này mới ra, thật tất cả mọi người mắt trợn tròn. Nhất là hắn còn vỗ nhẹ Liễu Sinh Kiếm Ảnh ra mặt. Càng là trước nay chưa từng có. Liễu Sinh Kiếm Ảnh là ai? Mặt trời bảng đệ nhất. Tiểu kiếm thánh A. Càng là có tiếng đại ác ma. Một lời không hợp liền giết người. Vô luận là ở đâu bên trong nhìn thấy mỹ nữ, liền phải cứng rắn cướp về chủ. Tại đông đảo, vô luận là ai, chỉ cần nghe được còn sống nhìn thấy Liễu Sinh Kiếm Ảnh, như vậy liền phải tránh né. Sợ cùng hắn đụng tới. Dù sao không cẩn thận mệnh liền hết rồi. Vô luận cái gì đại lão, đều hết sức e ngại Liễu Sinh Kiếm Ảnh. Nhưng hôm nay, lại có cái người không quen biết vậy mà tiến lên vỗ nhẹ Liễu Sinh Kiếm Ảnh ra mặt. Đây chính là đang mò lão hổ cái mông. Đây chính là tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Không chỉ có như thế, hắn lại còn muốn giết Liễu Sinh Kiếm Ảnh. Đây là ngại mình mệnh nhiều a. Có trên trăm đầu mệnh cũng không dám đến khiêu khích vị này a. Bối cảnh gì thân phận a? Dám đến chọc hắn. Liễu Sinh Kiếm Ảnh đều mộng. Cho tới nay, hắn đều là làm theo ý mình, nghĩ làm cái gì. Dù sao hắn mạnh nhất. Không ai có thể là đối thủ của hắn. Thế nhưng là lại có người tới quay ra mặt của hắn. Cái này, dường như hắn còn muốn giết mình. Sẽ không phải là nghe lầm đi. Con mẹ nó chứ cha hỏi ngươi đâu. Điếc a, ta giết ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Quân Lâm nhìn thấy Liễu Sinh Kiếm Ảnh sửng sốt. Ba ba ba. Hắn mấy bàn tay đập tại Liễu Sinh Kiếm Ảnh trên mặt, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tại an tĩnh trong phòng, càng vang dội. Tất cả mọi người là một bộ sắp điên thần sắc. Quá điên cuồng. Một mà tiếp khiêu khích Liễu Sinh Kiếm Ảnh. Điên. Đây là triệt để điên. Liễu Sinh Kiếm Ảnh cũng là không nghĩ tới, Diệp Quân Lâm sẽ lần nữa đập mặt của hắn. Ba. Hắn vừa muốn phát tác, Diệp Quân Lâm lại một cái tát đập vào trên mặt hắn. Trong bao xương tất cả mọi người muốn ngạt thở mà chết. Đang nhìn bọn hắn, Diệp Quân Lâm không biết mình phạm hơn một cái lớn sai lầm bao lớn. Chết đi cho ta. Liễu Sinh Kiếm Ảnh phát ra một tiếng gào thét, trên thân bộc phát ra không thể địch nổi lực lượng. Hắn muốn đem Diệp Quân Lâm chấn thành xương máu. Hắn muốn để Diệp Quân Lâm chết thấu triệt. Oanh! Đáng sợ uy lực bộc phát. Thế nhưng là tại đối mặt đến Diệp Quân Lâm thời điểm, phảng phất châu đất xuống biển, lực lượng kia vậy mà tiêu tán không gặp. Cái này khiến Liễu Sinh Kiếm Ảnh giật mình. Nguyên lai đây là cao thủ a. Ta không tin. Liễu Sinh Kiếm Ảnh giận không kềm được, trên người hắn kinh khủng khí kình tựa như biển gầm bộc phát. Xông thẳng tới chân trời. Diệp Quân Lâm cười cười, liền cái này, mặt trời bảng đệ nhất, rác rưởi. Tay phải hắn một bàn tay chụp được, lập tức đem kình khí này oanh không có. Cái này thấy những người khác tê cả da đầu. Đây cũng quá khủng bố đi. Ngươi muốn chết. Hai lần công kích bị ngăn lại, cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Phẫn nộ đến cực hạn. Hắn muốn đứng dậy, đem Diệp Quân Lâm chu sát. Nhưng hắn vừa muốn đứng lên, lại phát hiện hai chân phía trên thân thể, tựa như ép một tòa núi lớn giống như. Hắn căn bản dậy không nổi. A, à, Liễu Sinh Kiếm Ảnh dùng hết tất cả lực lượng, gào thét muốn đứng lên. Răng rắc, trong phòng hết thảy đều bị sụp đổ ra. Bao quát những cái kia đại thiếu nhóm, không đứng tại Diệp Quân Lâm sau lưng đều nhao nhao sụp đổ ra. Hóa thành xương máu. Liễu Sinh Kiếm Ảnh muốn vỡ vụn sơn hà. Hắn muốn đứng lên. Hắn muốn giết Diệp Quân Lâm. A, à, hắn vẫn còn tiếp tục.
thực lực của hắn còn tại tăng vọt. Hừ. Diệp Quân Lâm hừ lạnh một tiếng, lại một cái tát chụp được. Một tát này tựa như Như Lai Phật Tổ trấn áp Tôn Ngộ Không một trường kia. Trước nay chưa từng có lực lượng hoành ép mà xuống. Phốc. Liễu Sinh kiếm ảnh phảng phất gặp phải 10 tòa đại sơn oanh ép, tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đứng lên lần nữa thất bại. Hắn một mặt không thể tin. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Quân Lâm cười cười, Diệp Quân Lâm. Cái gì, ngươi là Diệp Quân Lâm? Ta. Liễu Sinh kiếm ảnh thật muốn chửi một câu, con mẹ nó chứ. Gặp quỷ. Thật gặp quỷ. Vừa mới đối đầu quá trình bên trong, Liễu Sinh kiếm ảnh đám người đã nhưng nhìn thấy canh giữ ở cổng áo vải sát thần. Đã nhận ra hắn. Nhưng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến áo vải sát thần đồ tôn vậy mà là Diệp Quân Lâm. Hắn không phải chết sao? Hắn thi thể không phải đều bị hòa tan sao? Hắn không phải nhiều lần xác định tử vong sao? Hắn làm sao lại còn sống? Còn xuất hiện ở trước mặt của hắn? Ở đây đông đảo đại thiếu gia nhóm đều muốn bị dọa ngất. Liễu Sinh kiếm ảnh hơi tốt một chút. Đã ngươi còn sống, vậy ta đến giết ngươi. Liễu Sinh kiếm ảnh rất sớm trước đó liền nghĩ cùng Diệp Quân Lâm so một trận. Hiện tại cơ hội đến. Hắn ngược lại hưng phấn lên. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, vậy ngươi cũng phải trước đứng lên. Một câu kích động đến Liễu Sinh kiếm ảnh. Để hắn lửa giận đạt tới giá trị cao nhất. Hắn cho tới bây giờ không bị qua khuất nhục như vậy. Không được. Hắn nhất định phải đứng lên. Hắn nhất định phải đánh bại Diệp Quân Lâm. Hắn cho tới bây giờ không có bại qua. Hắn không cho phép bại. Cái này bại một lần nhất định phải chết. Hắn phải sống. A, à, Liễu Sinh kiếm ảnh giống như một đầu ngủ say trăm năm cự long thức tỉnh, trên thân bộc phát ra đáng sợ rung chuyển trời đất khí tức. Trên thân bộc phát ra không thể địch nổi lực lượng. Tăng vọt, chấm. Khí thế đáng sợ một mực đang tăng vọt. Hắn muốn đứng lên. Đông đảo đại thiếu nhóm kinh hồn bạt vía, chưa bao giờ thấy qua Liễu Sinh kiếm ảnh như thế bộ mặt đáng sợ. Hắn còn như là ma thần. Quét ngang hết thảy. Ma uy cuồn cuộn. Như che trời khung. Liễu Sinh kiếm ảnh rất là phẫn nộ, cũng rất hưng phấn. Bao nhiêu năm, loại kia vô địch tịch mịch ai có thể hiểu rõ. Từ rời núi đến nay, hắn tại đông đảo đánh đâu thắng đó, căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Căn bản không có đối thủ. Tại dưới tay hắn có thể chống đỡ hai chiêu người căn bản không có. Ở vào đỉnh cao nhất, một mực là rét lạnh. Hắn không ăn chơi đàng điếm thời điểm, cảm giác rất trống rỗng. Rất muốn gặp được một cái đối thủ. Thế nhưng là chưa từng có. Hôm nay, rốt cục gặp cả đời địch nhân, Diệp Quân Lâm. Sự cường đại của hắn để Liễu Sinh kiếm ảnh có thể toàn lực phát huy. Hắn rất hưng phấn. Hắn chờ mong cùng Diệp Quân Lâm đại chiến một trận. Ta rốt cục đợi đến ngươi, ngươi mới là ta đối thủ. Liễu Sinh kiếm ảnh tóc dài bay múa, ma uy cuồn cuộn. Diệp Quân Lâm hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm ta đối thủ. Vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm ầm vang một quyền nện xuống. Nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền. Nhưng rơi xuống về sau, giống như thiên hà lật úp, không thể ngăn cản. Liễu Sinh kiếm ảnh sắc mặt đại biến. Cái này, đáng sợ, khủng bố như vậy. Phốc, Liễu Sinh kiếm ảnh máu tươi cuồng thổ, hắn đứng lên lần nữa thất bại. Không chỉ có như thế, dưới người hắn ghế sofa hoàn toàn sụp đổ. Cả người hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sàn nhà cũng sụp đổ ra. Không thể tưởng tượng nổi. Liễu Sinh kiếm ảnh mắt trợn tròn. Hắn vậy mà như vậy không chịu nổi một kích. A, à, hắn lần nữa nghĩ dùng rằng. Oanh, thế nhưng là Diệp Quân Lâm lại là một quyền. Răng rắc. Giờ khắc này, Liễu Sinh kiếm ảnh toàn thân xương cốt bắt đầu sụp đổ ra. Một quyền này đem hắn triệt để phế bỏ. Tại một quyền này dưới. Liễu Sinh kiếm ảnh cả người bị đánh vào sàn nhà bên trong, thân thể hãm sâu trong đó, chỉ lộ ra một cái đầu tới. 3. Diệp Quân Lâm một chân đá vào đầu hắn bên trên. Đến, nhảy, lại cho lão tử nhảy. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. A, à, Liễu Sinh kiếm ảnh tức giận đến gào thét lớn. Nhưng chỉ có thể là vô năng cuồng hống, căn bản không có chút tác dụng. Tại cường đại Diệp Quân Lâm trước mặt, hắn chẳng là cái thá gì. Chết đi. Không nói đến đen mặt trời tổ chức thành viên đều muốn giết, chính là Liễu Sinh kiếm ảnh đối Lý Tử Nhiễm có ý tưởng, hắn liền phải giết. Không chỉ có như thế,
tất cả đại thiếu cũng đều giết. Bọn hắn cũng là người tham dự. Là bọn hắn nói ra Lý Tử Nhiễm mấy người. Diệp Quân Lâm nghe được rõ ràng. Đi, kế tiếp, Yagyu gia tộc tộc. Diệp Quân Lâm kéo lấy Liễu Sinh kiếm ảnh thi thể, cùng áo vải sát thần hai người bay thẳng Yagyu gia tộc tộc mà đi. Yagyu gia tộc tộc ở vào thành Edo vùng ngoại ô một chỗ vắng vẻ khu vực. Bởi vì Yagyu gia tộc tộc uy danh, đến mức Yagyu gia tộc tộc chung quanh hoang tàn vắng vẻ, thậm chí liên động vật đều không gặp được. Cách nói khuếch đại là Yagyu gia tộc tộc bao quanh lấy đáng sợ kiếm khí, bất kỳ cái gì sinh vật đều không thể sống sót. Yagyu gia tộc tộc trong đại sảnh. Liễu Sinh nhất tộc những cao thủ đều tại. Bởi vì áo vải sát thần gần đây cử động, để bọn hắn tụ tập lại. Cứ việc không có cùng đen mặt trời tổ chức tụ hợp, nhưng Liễu Sinh nhất tộc vẫn là tụ hợp. Ngồi ở phía trên chính là Yagyu gia tộc tộc gia chủ Liễu Sinh Thiên Phong, cũng chính là Liễu Sinh kiếm ảnh phụ thân. Các ngươi nói, áo vải sát thần hắn có thể đi vào chúng ta nơi này sao? Hắn nói. Lời này mới ra, tất cả mọi người cười. Ha ha, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đến Yagyu gia tộc tộc khiêu khích a. Trừ phi hắn điên hoặc là muốn chết. Là người đều biết, chúng ta Liễu Sinh nhất tộc chiến lực so đen mặt trời toàn bộ đều mạnh hơn. Khiêu khích chúng ta, có bệnh. Chấm. Yagyu gia tộc tộc đám người đối bọn hắn thực lực có như mê tự tin. Bọn hắn là không thể chiến thắng. Huống chi vị nào trong truyền thuyết lão tổ còn sống. Đông đảo công nhận kiếm thánh a. Cái này ai dám đánh thắng được a? Đúng, kiếm ảnh đâu? Liễu Sinh Thiên Phong không khỏi hỏi. Ta không phải thông báo hắn mở ra biết sao? Hắn ở đâu? Đối với mình đứa con trai này, hắn rất là đau đầu. Thực lực cường đại không nói, còn rất được lão tổ yêu thích. Trong gia tộc vô pháp vô thiên. Tại đông đảo cũng giống như vậy. Liền hắn người phụ thân này cũng quản không được. Thiếu gia không có trở về, giống như đi ăn chơi đàng điếm. Có quản gia nói. Cái này khốn nạn, cái này trong lúc mấu chốt còn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Liễu Sinh Thiên Phong nổi giận mắng. Hắn kỳ thật không phải trách cứ. Mà là có một chút lo lắng cho mình nhi tử an nguy. Áo vải sát thần bày ra cường đại một mặt, gọi người khiếp đảm. Gia chủ ngươi có thể yên tâm. Thiếu gia hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại ai gặp được hắn mới là không may a. Nếu như để áo vải sát thần gặp được thiếu gia, vậy cũng không cần những người khác ra tay, thiếu gia liền có thể giải quyết. Chấm. Đám người cười nói. Đối Liễu Sinh kiếm ảnh một người độc thân bên ngoài, bọn hắn căn bản không cần lo lắng. Sẽ chỉ lo lắng những người khác. Nghe vậy, Liễu Sinh Thiên Phong cười cười, sờ sờ vệ sinh hồ. Đối với nhi tử phẩm hạnh tác phong hắn cùng với bất mãn. Có thể đối thực lực của hắn quả thực hài lòng đến không còn hài lòng. Đây chính là mặt trời bảng thứ nhất a. Chính hắn đều xếp tại đằng sau vị trí thứ hai. Ai dám chọc hắn ác ma nhi tử a? Con của hắn một người có thể chống đỡ một nước. Một câu, đen mặt trời trong tổ chức ai cũng có thể gây, con của hắn không thể gây. Đúng lúc này đợi, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm. Đại hạ Lý áo vải chuyên tới để bái phỏng Yagyu gia tộc tộc. Một câu giống như thiên lôi, xuyên thấu hết thảy, quanh quẩn tại Yagyu gia tộc tộc mỗi một góc bên trong. Cái gì, Lý áo vải, đại hạ áo vải sát thần. Hắn vậy mà thật đến. Thật sự là gan to bằng trời. Không phải đen mặt trời tổng bộ, vậy mà đến chúng ta nơi này. Chấm. Yagyu gia tộc tộc các cao thủ không những không giận, ngược lại đều cười. Gia chủ, phải chăng muốn thông chi đen mặt trời độ biên gia tộc bọn hắn? Áo vải sát thần đến chúng ta nơi này rồi. Có người hướng Liễu Sinh Thiên Phong dò hỏi. Liễu Sinh Thiên Phong lắc đầu, không cần, chờ chúng ta giết áo vải sát thần, thông báo tiếp bọn hắn. Để đen mặt trời tất cả mọi người biết biết ta Liễu Sinh nhất tộc cường đại cỡ nào, căn bản không cần liên hợp. Chúng ta nhất tộc là đủ. Đi, đám người đi theo ta đi ra xem một chút. Liễu Sinh Thiên Phong mang theo số lớn cao thủ hướng cổng tiến đến. Phốc, phốc, chấm. Cổng trên 100 thủ vệ đã toàn bộ bị đánh bay. Liễu Sinh nhất tộc đại môn cũng bị lật tung. Áo vải sát thần phía trước, giống như sát thần thế không thể đỡ, từng bước một thẳng hướng Liễu Sinh nhất tộc. Diệp Quân Lâm kéo lấy Liễu Sinh kiếm ảnh thi thể theo ở phía sau. Tốt ngươi cái Lý áo vải, cũng dám xông ta Liễu Sinh nhất tộc, người sợ là sống được không kiên nhẫn. Liễu Sinh Thiên Phong mang theo gia tộc mấy trăm cao thủ hỏa tốc đi vào,
ngăn lại áo vải sát thần đường đi của hai người. Nhìn xem áo vải sát thần tất cả mọi người vui. Đen mặt trời trong tổ chức bất kỳ thế lực nào ngươi đều có thể gây, duy chỉ có chúng ta Liễu Sinh nhất tộc ngươi chớ chọc, ngươi một chân này xem như đá vào tấm sắt bên trên. Ha ha ha, còn có chạy đến chịu chết, thật sự là buồn cười. Chấm. Đám người khinh thường nhìn xem áo vải sát thần, đột nhiên mọi người chú ý đến sau lưng Diệp Quân Lâm. Hắn làm sao kéo lấy một người? Người kia quần áo có chút quen thuộc. Cái này, đây chẳng lẽ là... Một cái không tốt ý nghĩ ở trong lòng lan tràn. Liền Liễu Sinh Thiên Phong đều chú ý tới điểm này. Cái này tựa như là... Là bọn hắn người. Chẳng qua chỉ dựa vào quần áo quyết định không được. Đây là áo vải sát thần chuyên môn tìm người đến khiêu khích a. Ta cho ngươi biết, gây lầm người. Chúng ta không cùng Đen Mặt Trời tổ chức liên hợp, chúng ta chỉ dựa vào một cái gia tộc liền đủ. Không, chúng ta dựa vào thiếu gia Liễu Sinh Kiếm Ảnh liền đủ rồi, hắn đủ để đánh chết ngươi. Chấm. Liễu Sinh nhất tộc nhao nhao kêu gào. Ầm. Lúc này, Diệp Quân Lâm một chân đem Liễu Sinh Kiếm Ảnh thi thể đá phải phía trước. Các ngươi nói Liễu Sinh Kiếm Ảnh là hắn sao? Diệp Quân Lâm cười hỏi. Cái này. Làm mọi người thấy rõ sở Liễu Sinh Kiếm Ảnh thi thể về sau, tất cả mọi người sửng sốt. Oanh. Tất cả mọi người phảng phất gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Bọn hắn đều muốn điên. Một cái tiếp một cái điên. Cái này cái này cái này cái này. Đây là thiếu gia. Có người lên tiếng kinh hô. Bọn hắn nhiều lần liên tục xác nhận, đây chính là Liễu Sinh Kiếm Ảnh. Chỉ có điều cùng buổi sáng đi ra Liễu Sinh Kiếm Ảnh hoàn toàn khác biệt. Buổi sáng nhảy nhót tưng bừng, hiện tại là cứng đờ thi thể. Cái này. Một cái tiếp một cái mắt trợn tròn. Phù phù. Chấm. Thậm chí có người không chịu nhận, trực tiếp mới ngã xuống đất. Kiếm Ảnh. Thiếu gia. Chấm. Đám người phát ra cuồng loạn gào thét tới. Nhi, con của ta. Liễu Sinh Thiên Phong rốt cuộc khống chế không nổi, đem Liễu Sinh Kiếm Ảnh thi thể ôm vào trong ngực khóc giống. Đây đối với Liễu Sinh nhất tộc đến nói là trước nay chưa từng có đả kích. Bởi vì có Liễu Sinh Kiếm Ảnh tồn tại, bọn hắn tại Đông Đảo bá chủ địa vị, còn có thể kéo dài đến tương lai trăm năm. Đây là gia tộc bọn họ hy vọng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà chết. Cái này cái này cái này. Không thể nào tiếp thu được. Hiện thực thật đáng sợ. Không đúng. Liễu Sinh Kiếm Ảnh làm sao lại chết? Hắn cường đại như vậy. Mặt trời bảng đệ nhất. Hắn nhưng là tiểu kiếm thánh A. Ai có thể giết chết hắn? Có phải là giả? Tất cả mọi người sinh ra hoài nghi. Nhưng sự thật đúng là như thế. Liễu Sinh Kiếm Ảnh chết rồi, thi thể sống sờ sờ bày ở trước mắt. Không tin cũng phải tin. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía một người, áo vải sát thần. Bây giờ xem ra chính là áo vải sát thần giết chết Liễu Sinh Kiếm Ảnh. Hắn so trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giết hắn. Liễu Sinh Thiên Phong hô lớn. Liễu Sinh cao thủ của gia tộc nhóm như bị điên tiến công áo vải sát thần. Diệp Quân Lâm cười cười, hiện tại là khảo nghiệm ngươi thời điểm đến, ta sẽ không xuất thủ. Diệp Quân Lâm sử dụng thủ đoạn đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, phong tường cùng một chỗ, ngăn trở hết thảy. Người ngoài cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn muốn để áo vải sát thần thực lực đề cao, như vậy liền phải để hắn một mặt người đối Liễu Sinh nhất tộc tất cả cao thủ. Liễu Sinh nhất tộc những cao thủ điên cũng giống như tiến công áo vải sát thần, cùng hắn hỗn chiến với nhau. Áo vải sát thần cũng là càng đánh càng hăng. Liễu Sinh nhất tộc bên trong Liễu Sinh Kiếm Ảnh hắn khả năng đối phó tương đối tốn sức, cái khác cũng còn tốt. Lúc này có Liễu Sinh nhất tộc cao thủ, nhìn thấy Diệp Quân Lâm cùng người không việc gì đồng dạng ở nơi nào xem chiến. Giết hắn. Bọn hắn nhao nhao thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm thở dài, ai, các ngươi tìm nhầm đối thủ. Oanh, oanh, chấm. Mười mấy tên thẳng hướng Diệp Quân Lâm cao thủ, tại khoảng cách không đến 5 mét thời điểm, đột nhiên bạo thành xương máu. Lại một nhóm thẳng hướng Diệp Quân Lâm cao thủ trống rỗng bạo thành xương máu. Diệp Quân Lâm lúc này mới gây nên chú ý của mọi người. Hắn không tầm thường. Nguyên lai tất cả mọi người chú ý điểm đều tại áo vải sát thần trên người một người, ai cũng không có đem Diệp Quân Lâm coi ra gì. Hiện tại xem ra hắn cũng không tầm thường. Lần này lại không ai chủ động tới tìm Diệp Quân Lâm phiền phức. Bọn hắn mục tiêu là trước hết giết áo vải sát thần lại nói. Lại diệt trừ Diệp Quân Lâm cũng không muộn.
áo vải sát thần cùng đông đảo cao thủ quấn quýt lấy nhau. Rất nhanh, liền mặt trời bảng thứ hai Liễu Sinh Thiên Phong cũng gia nhập chiến cuộc. Chấm. Một bên khác, đen mặt trời tổ chức trong tổng bộ, đã trọn vẹn tụ tập hết mấy vạn cao thủ. Mà lại rất nhiều hiện đại khoa học kỹ thuật cũng đều đã lắp đặt hoàn tất. Bọn hắn cũng thiết hạ đủ loại cạm bẫy cùng mai phục. Nhìn xem vững như thành đồng tổng bộ, độ biên nhất tộc mưu sĩ nhóm nhao nhao lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại bọn hắn liền đợi đến áo vải sát thần đi tìm cái chết. Đúng, áo vải sát thần hành tung của bọn hắn đâu? Hiện tại tới chỗ nào rồi? Hẳn là vọt thẳng lấy chúng ta tới đi. Độ biên nhất tộc bắt đầu hỏi thăm áo vải sát thần hai người tung tích. Bọn hắn đều không nghĩ tới áo vải sát thần hai người sẽ đi hay không Liễu Sinh nhất tộc vấn đề. Bởi vì cái này căn bản không phải cái vấn đề. Cho dù là cái kẻ ngu, cũng sẽ không trước lựa chọn mạnh nhất Liễu Sinh nhất tộc. Như vậy chỉ có thể là hướng về phía bọn hắn đến. 2 giờ trước ở đây phát hiện bọn hắn, là hướng về phía chúng ta tới. Chẳng qua bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào, chúng ta tìm lần, đều không có tìm được tung tích của bọn hắn. Chấm. Ừm, còn có chuyện này. Độ biên gia tộc mưu sĩ nhóm cấp tốc ngồi cùng một chỗ thương lượng thảo luận. Bọn hắn thương thảo ra một cái kết quả đến, bây giờ đen mặt trời tổ chức còn lại tất cả thế lực đều liên hợp lại, để áo vải sát thần cảm thấy khiếp đảm. Cho nên áo vải sát thần sẽ không nghênh ngang đến báo thù. Hắn khẳng định phải đánh lén. Truyền mệnh lệnh hạ xuống, tất cả mọi người đề cao cảnh giác tăng cường phòng bị, phòng ngừa áo vải sát thần đánh lén. Chấm. Tất cả mọi người coi là áo vải sát thần muốn đánh lén. Bọn hắn làm sao biết, áo vải sát thần giờ phút này ngay tại Liễu Sinh nhất tộc chém giết. Bọn hắn không có hướng phương diện kia nghĩ, cũng không có đi thăm dò. Cho nên không biết, Yagyu gia tộc tộc, áo vải sát thần đã giết mắt đỏ. Toàn thân đều là máu, có địch nhân, cũng có mình. Có mấy lần hắn đều ở vào hiểm cảnh bên trong. Nhưng Diệp Quân Lâm không có ra tay giúp đỡ qua. Đây là đối áo vải sát thần lịch luyện, dù là hắn chết, cũng không thể trợ giúp. Một khi hắn từ máu và xương bên trong chém giết ra tới, hắn đem đến một cái khác cảnh giới. Phốc phốc, phốc phốc, chấm. Một phen trong chém giết, Liễu Sinh nhất tộc cao thủ lần nữa đổ xuống mấy cái. Chẳng qua áo vải sát thần trên thân nhưng lưu lại mấy đạo vết thương. Thế nhưng là hắn mạnh hơn. Rõ ràng nhận cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Nhưng chiến đấu lực cùng khí thế ngược lại càng ngày càng mãnh. Giết! Liễu Sinh Thiên Phong vì con báo thù sốt ruột, cùng áo vải sát thần đại chiến. Chấm! Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Liễu Sinh nhất tộc ngã xuống càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đều muốn tuyệt vọng. Áo vải sát thần quá mạnh. Càng đánh càng mạnh, cái này mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Mỗi lần cảm giác đều muốn đổ xuống, nhưng hắn luôn có thể chịu đựng. Một người giết tới Liễu Sinh nhất tộc tuyệt vọng. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được đối áo vải sát thần chiến lực ước định hoàn toàn là sai lầm. Mọi người cũng dần dần có thể tiếp nhận vì sao Liễu Sinh kiếm ảnh tử vong. Nhưng bọn hắn không biết là cường giả chân chính tại Diệp Quân Lâm cái này. Là hắn giết chết Liễu Sinh kiếm ảnh. Áo vải sát thần đối chiến Liễu Sinh nhất tộc là hắn chuyên môn vì lý áo vải mở một môn chương trình học, sợ là tất cả mọi người sắp điên. Phốc. Liễu Sinh Thiên Phong bị đánh bay ra ngoài. Hắn tuyệt vọng. Hắn hô lớn, mau mời lão tổ ra tay. Ta Liễu Sinh nhất tộc muốn vong. Mời lão tổ ra tay. Mời lão tổ ra tay. Chấm. Liễu Sinh nhất tộc tất cả mọi người hô to. Lúc này, đã đến Liễu Sinh nhất tộc sinh tử tồn vong giai đoạn. Lão tổ nếu là lại không ra, như vậy Liễu Sinh nhất tộc nhất định diệt vong. Ong ong ong. Đột nhiên giữa không trung truyền đến một tiếng tiếng kiếm reo. Liễu Sinh nhất tộc tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Lão tổ rời núi. Cách đó không xa trên đỉnh núi, bỗng nhiên núi lửa bộc phát. Nồng đậm sương mù che khuất bầu trời, nóng hổi dung nham rơi xuống. Mặc dù Liễu Sinh nhất tộc cách đó không xa núi lửa là cái cỡ nhỏ. Nhưng bạo phát, vẫn là rất đáng sợ. Từ xa khoảng cách xem ra cùng với hùng vĩ. Lão tổ đến rồi. Nghe đồn lão tổ lấy sức một mình áp chế núi lửa bộc phát. Xem ra là thật. Không biết lão tổ thực lực đến loại cảnh giới nào. Dù sao tuyệt đối không phải áo vải sát thần có thể thăm dò, có lẽ trước đó Diệp Quân Lâm có thể một trận chiến, trừ hắn, không ai có thể. Chấm. Người lực áp ở núi lửa bộc phát.
Cái này nghe vào là cỡ nào một kiện hoang đường sự tình. Dù là núi lửa lại nhỏ, khả nhân lực áp ở núi lửa bộc phát. Cái này đè ép ở cũng không phải trong thời gian ngắn, dựa theo Liễu Sinh nhất tộc thuyết pháp, có thể là mấy chục năm. Cái này rất đáng sợ. Chẳng qua Diệp Quân Lâm biết Liễu Sinh nhất tộc lão tổ đây là cầm núi lửa đến luyện võ đâu. Đến để thăng mình. Sau đó không lâu, một đạo bất thế thân ảnh đi vào giữa sân. Lão giả nhìn so Liễu Sinh Thiên Phong còn muốn trẻ tuổi, trên thân vậy mà không có một tia sắc bén khí tức, ngược lại cùng người bình thường không khác. Nhưng kỳ thật đây là Liễu Sinh nhất kiếm đem tất cả mọi thứ đều thu liễm. Đây mới là đáng sợ nhất. Trong tay hắn còn cầm một thanh kiếm, phía trên tràn đầy cho bụi, thậm chí còn có dung nham lưu lại. Đám người nháy mắt minh bạch. Đây là Liễu Sinh nhất kiếm tại dung nham bên trong rèn luyện một thanh kiếm A. Oanh! Sau một khắc, thân kiếm rung động, phía trên cho bụi lưu lại toàn bộ đánh bay. Một cái tuyệt thế bảo kiếm lộ ra. Trên thân kiếm tia sáng bắn ra bốn phía như lửa, thân kiếm bên trong ẩn chứa đáng sợ sát ý. Thanh kiếm này mới ra, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lão tổ, kiếm ảnh hắn chết rồi. Lão tổ xin vì Yagyu gia tộc tộc ra tay, xin vì kiếm ảnh báo thù. Lão tổ cầu ngài chủ trì đại cục. Chấm. Liễu Sinh nhất tộc tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, phát ra bi thống thanh âm. Cái gì, hắn chết rồi. Liễu Sinh nhất kiếm sắc mặt đại biến. Đây chính là hắn thích nhất hậu bối, cũng là gia tộc tương lai hy vọng. Hắn đối Liễu Sinh kiếm ảnh thế nhưng là dốc túi tương thụ, hắn nhưng là chờ mong Liễu Sinh kiếm ảnh tương lai có thể vượt qua mình. Không nghĩ tới hắn bế quan công phu, Liễu Sinh kiếm ảnh chết rồi. Nhìn xem Liễu Sinh kiếm ảnh thi thể, Liễu Sinh nhất kiếm triệt để giận. Ai? Liễu Sinh nhất kiếm giận dữ hét. Hắn! Đại hạ áo vải sát thần Lý áo vải. Chấm! Đám người nhao nhao nhìn về phía bản thân bị trọng thương Lý áo vải. Đại hạ áo vải sát thần, ta biết, tốt, liền lấy máu của ngươi đến tế thanh kiếm này của ta. Liễu Sinh nhất kiếm tại trên thân kiếm xẹt qua, lập tức bảo kiếm đã khai phong. Liễu Sinh nhất kiếm hô lớn, kiếm này đã khai phong. Ta đặt tên là chém thần, người đầu tiên giết ngươi, áo vải sát thần. Oanh! Tại cỗ này cường đại uy áp dưới, áo vải sát thần bắt đầu run rẩy phát run. Từ Liễu Sinh nhất kiếm lộ ra đến khí thế phán đoán, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Hắn cũng không có nghĩ đến đông đảo lại còn có như vậy cổ xưa nhân vật. Hắn hẳn là cùng đã từng đại hạ thiên bảng thứ nhất nam đế một cái cấp bậc, thậm chí càng mạnh. Đừng nói hắn thụ thương, chính là hắn thụ thương cũng không nhất định là lão gia hỏa này đối thủ. Giết hắn! Giết hắn! Chấm! Liễu Sinh nhất tộc nhao nhao hô to. Liễu Sinh kiếm ảnh chết mang cho bọn hắn đả kích quá lớn. Áo vải sát thần phải chết. Tới đi, để ta kiến thức một chút. Cứ việc thụ thương, áo vải sát thần khí thế bên trên cũng không thể thua. Ngươi lui ra, ta đến. Đột nhiên Diệp Quân Lâm đẩy ra áo vải sát thần, hắn đứng dậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.